Sát thần vô thượng tập 85, tiêu phàm chiến lục vô trần hỏa linh động, chúc các bạn xem video vui vẻ. Vũ Văn Tiên nhanh chóng trốn tránh, trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm, thần thông ngự của tiêu phàm gắt gao phong bế bốn bề không gian, bao phủ cả tòa lôi đài ở bên trong. Cũng không phải Vũ Văn Tiên trốn không thoát phạm vi thần thông của tiêu phàm, mà là một khi hắn chạy ra, thì tất nhiên sẽ xuất hiện ở bên ngoài lôi đài. Chạy ra khỏi lôi đài cũng tương đương với thất bại, đây không phải kết quả hắn muốn. Tiểu tử, nếu không phải chiến trường này quá nhỏ, ngươi sao có thể làm gì được ta? Vũ Văn Tiên gầm thét, áo bào trắng của hắn cũng đã dính không ít máu tươi. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên thụ trọng thương như thế, khiến cho hắn phẫn nộ đến cực điểm. Nếu như không phải lôi đài này quá nhỏ, sao hắn có thể bị động như thế? Tước đó không phải ngươi cũng đối phó với Long Phi Vũ như vậy sao? Nếu không phải như thế, ngươi cảm thấy ngươi có thể tùy tiện thắng được hắn? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, chiến đấu cũng không chỉ dựa vào thực lực, còn phải căn cứ tới thiên thời địa lợi và cả trí tuệ. Vũ Văn Tiên dùng lĩnh vực của tinh thần thiên thể áp chế Long Phi Vũ. Hiện tại sao Tiêu Phàm lại không thể dùng thần thông ngự vây khốn hắn đây? Sắc mặt Vũ Văn Tiên âm trầm đáng sợ, lại không biết nói gì, chỉ có thể hừ lạnh. Tiên thiên thần thông tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng đối với bản thân, ta cũng phải xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chí ít kiên trì đến khi máu tươi chảy khô mới thôi. Tiêu Phàm đạm mạc hờ hững đáp lại. Thần thông ngự tiêu hao xác thực rất lớn, nhưng Tiêu Phàm có thần lực hùng hậu như biển khơi, há lại sẽ tiêu hao hết trong thời gian ngắn. Ở trong chiến đấu, Tiêu Phàm luôn không hề sợ tu sĩ đồng giai so đấu thần lực với mình. Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe qua một vòng lăng lệ, lạnh giọng nói, không thể tiếp tục như vậy, muốn giết hắn chỉ có thể thi triển một kích kia. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tiên hít sâu một hơi, lại là một chiêu tinh thần thủ nhô ra, trưởng cương đáng sợ quét ngang tứ phương, ngay cả thần thông ngự đang rảo sát cũng đều bạo tán mà ra. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục chém ra vài kiếm nhưng vẫn bị trưởng cương kia đánh trúng. Hắn chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ bốc lên không ngừng, miệng tràn ra máu tươi. Bất quá, hắn căn bản không hề chán trường gì, ngược lại càng chiến càng mạnh, chiến ý cũng ngày càng cường thịnh hẳn lên. Điểm này chính Tiêu Phàm cũng không biết, vô tận chiến thể vốn chính là ma luyện từ trong chiến đấu, chỉ có trải qua chiến đấu sinh tử mới có thể khiến cho vô tận chiến thể biến đổi nhanh nhất. Còn việc hấp thu huyết mạch, cô đọng lực lượng huyết mạch của kẻ khác chỉ là một loại con đường mưu lợi mà thôi. Ở bên ngoài, mọi người cũng đã khó có thể bắt được mọi tình huống phát sinh trên lôi đài, dù là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Chiến đấu bậc này sao ta có cảm giác không giống như là thiên thần cảnh đỉnh phong, ngược lại giống như là cổ thần cảnh đỉnh phong đang giao tranh a. Tu vi thiên thần cảnh lại nắm trong tay mấy loại thần thông, hơn nữa còn có không ít tiên thiên thần thông, quả thực quá đáng sợ. Cho dù là cường giả cổ thần cảnh cũng không chắc nắm giữ thủ đoạn như hai người kia, tương lai nếu họ trưởng thành, tuyệt đối là nhân vật phong hầu bái tướng. Mọi người chỉ cảm giác tê cả da đầu, bọn họ rốt cuộc không dám khinh thường Tiêu Phàm được nữa. Một tiểu tử đến từ thế lực tam lưu lại có thể chiến đấu đến mức này, với Vũ Văn Tiên nắm giữ tinh thần thiên thể, một trong 9 loại thể chất cổ, bọn họ còn có tư cách gì mà dám khinh thường hắn đây? Nếu như bọn họ biết rõ hiện tại Tiêu Phàm đang đè lên Vũ Văn Tiên mà đánh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu tử này mạnh hơn so với ta tưởng tượng. Bạch Ma cũng không nhịn được thở dài một hơi, con người nó gắt gao nhìn chằm chằm không trung, như muốn nhìn thấu hoàn toàn Tiêu Phàm. Phía trên võ đài, bên trong không gian hắc ám, Vũ Văn Tiên xoa xoa khóe miệng chảy máu tươi, áo bào dính máu bay bay trong gió, nhè răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiểu tử, thực lực của ngươi đã vượt qua dự kiến của ta. Bất quá, điều này càng khiến cho ta quyết tâm muốn giết ngươi. Quanh thân hắn đột nhiên tinh quang vạn trượng, lại ngăn lực lượng thần thông ngự ở bên ngoài, tóc dài của hắn phiêu động giống như chúa tể tinh không đang quan sát chúng sinh. Nói nhảm nhiều quá. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, hắn cảm nhận được khí tức làm cho tim người đập nhanh, vội vàng thu hồi thần thông ngự, lạnh lùng quan sát Vũ Văn Tiên. Theo thần thông ngự biến mất, mọi người cũng có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên trên lôi đài, khi bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Tiên toàn thân nhuốm máu, ai ai cũng đều cảm giác tê cả da đầu. Vũ Văn Tiên lại bị thương. Trái lại Tiêu Phàm chỉ vẻn vẹn khóe miệng đổ máu mà thôi, cả hai lập tức phân ra cao thấp. Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt phức tạp, kẻ địch của Tiêu Phàm thì lại càng là sát ý nở rộ, vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiêu Phàm tiếp tục trưởng thành. Hắn lại có thể đả bại Vũ Văn Tiên. Trên khán đài chỗ Long Đằng Phủ, Long Ngữ Yên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhất thời khó có thể tin tưởng. Chúng ta đã quá xem thường hắn. Long Phi Vũ khẽ cười khổ, bất quá, hiện tại nói là thắng thì còn hơi sớm, chẳng lẽ Vũ Văn Tiên còn có thủ đoạn gì khác? Long Ngữ Yên không tin. Mặc dù ta không biết Vũ Văn Tiên còn thủ đoạn nào nữa không, nhưng người này tâm cơ thâm trầm, không đến cuối cùng, vĩnh viễn sẽ không bại lộ ra át chủ bài của bản thân. Vẻ ủ rũ vì thất bại của Long Phi Vũ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một loại kiên nghị. Có thể khiến ta bị thương thành dạng này, ngươi cũng đã có thể kiêu ngạo. Vũ Văn Tiên đi từng bước một hướng về phía Tiêu Phàm.
Trong tay hắn nâng lên một thanh trường kiếm, mỗi khi đi một bước, khí thế đều tăng lên mấy phần. Là ngươi quá tự cho là đúng, tổn thương ngươi thì ta cũng không cảm thấy kiêu ngạo gì cả. Nếu như có thể giết ngươi có lẽ mới khiến cho ta cao hứng một chút. Hai mắt Tiêu Phàm hiện ra lãnh quang. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm lại là đề phòng đến cực điểm, loại khí thế nguy hiểm kia càng ngày càng mãnh liệt. Dứt lời, thân hình Tiêu Phàm khẽ động, vô tận động thiên huyền không, khí lãng nóng bỏng mãnh liệt tứ phương, một đợt lại mạnh hơn một đợt, bốc lên trong hư không. Đồng thời, Tu La kiếm trong tay hắn liên tục chém ra, nghịch loạn chi kiếm, táng quang kiếm, sinh tử thế giới đồng thời nghiền ép về phía Vũ Văn Tiên. Nhưng mà, Vũ Văn Tiên lại vẫn không đổi sắc, bình thản đi tới phía Tiêu Phàm, hắn chậm rãi nâng lên kiếm trong tay, nói, bất luận dãy dụa thế nào đều là vô dụng, Tiêu Phàm, nhớ kỹ, kẻ giết ngươi tên là Vũ Văn Tiên. Vụt, vừa dứt lời, không gian triệu triệu tinh thần quanh thân Vũ Văn Tiên chập chờn, đồng thời kiếm trong tay hắn lăng không chém xuống, kiếm khí lăng lệ đến cực điểm gào thét mà ra. Phi Tiên, Vũ Văn Tiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, thần sắc cũng đột nhiên trở nên trắng bệch, nhưng trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Lúc này, ngàn vạn tinh quang dĩ nhiên hóa thành hàng triệu kiếm khí gào thét mà ra, mục tiêu toàn bộ tập trung vào trên người Tiêu Phàm. Tràng diện ấy cực kỳ rộng lớn, từng đạo kiếm quang tựa như từng vì sao rơi xẹt qua bầu trời, kéo ra vệt quang thật dài ở hư không, cũng hệt như thiên ngoại phi tiên. Mọi người nhìn thấy, chỉ cảm giác ra đầu tê dại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Dù là tốc độ của Tiêu Phàm lại nhanh hơn nữa thì cũng không có khả năng tránh thoát, một kích này, Tiêu Phàm làm sao có thể ngăn cản được. Phốc phốc phốc. Kiếm quang mà Tiêu Phàm chém ra toàn bộ đều bị hủy diệt, vô tận động thiên cũng nháy mắt bị dập tắt, nhưng mà hàng vạn kiếm khí kia lại không suy giảm mảy may. Giờ khắc này, thứ Tiêu Phàm đối mặt tựa như không phải một người mà là một mảnh tinh thần kiếm hải, hắn một người đối mặt toàn bộ tinh không thì có thể làm được gì đây? Phốc, một đạo kiếm khí đánh trúng Tiêu Phàm, từ ngực xuyên qua thân thể Tiêu Phàm, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó lại có vô số kiếm khí xuyên thấu qua thân thể hắn. Ngàn vạn xuyên tim. Không, nói cho đúng là triệu vạn kiếm khí xuyên tim. Vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt, Tiêu Phàm liền bị cái triệu triệu kiếm khí quấy đến vỡ nát, không còn lưu lại chút gì, đồng thời nổ tung còn có lôi đài dưới chân. Toàn bộ người xem đều bỗng nhiên đứng dậy, kinh khủng nhìn về không trung, nơi đó, một thanh niên áo bào đẫm máu lung lay sắp đổ, lạnh lùng nhìn xem một màn này, Tiêu Phàm bại rồi ư? Thật lâu sau, người xem mới lấy lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn xa xa, bọn họ thực sự không dám tin tất cả những thứ này Tiêu Phàm không phải là đã đánh cho Vũ Văn Tiên toàn thân nhuốm máu ư, làm sao đột nhiên lại chết rồi. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm sẽ bại triệt để như thế, cái giá đắt lại là tử vong. Công tử, Phong Lang và mấy người Chọc Thiên Hồng kêu to, hai mắt đỏ bừng, lách mình chuẩn bị bay đi về phía lôi đài. Trong lòng bọn họ, Tiêu Phàm chính là bách chiến bách thắng, làm sao có thể bại ở chỗ này. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới gần, một cỗ đại lực lại ngăn cản bọn họ ở ngoài. Hóa ra Thanh Thương đang cản bọn họ, chiến đấu chưa kết thúc, không thể đi lên. Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng phát ra sát khí kinh khủng, lạnh lùng nhìn Thanh Thương, tựa như muốn liều mạng với hắn. Thanh Thương cảm nhận được sát ý từ mấy người, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, bất quá vẫn lắc lắc đầu nói, các ngươi đi lên bây giờ, sẽ bởi vì trái với quy củ mà bị giết. Tiêu Phàm có ân đối với Thanh Thương, hiện tại Tiêu Phàm chết rồi, hắn tự nhiên không thể để người của Tiêu Phàm chết ở nơi này. Chỉ là đối với cái chết của Tiêu Phàm, Thanh Thương cũng cực kỳ khó chịu, trong mắt hơi đỏ lên. Rốt cục đã chết. Lục Kinh Long rốt cục hiện lên một nụ cười, vừa mới rồi nhìn thấy Tiêu Phàm thi triển táng quang kiếm, lòng muốn giết Tiêu Phàm của hắn càng ngày càng cường thịnh. Nhất mạch của Tử Vũ Thần Vương là kẻ địch của Lục gia, nhìn thấy Tiêu Phàm chết, hắn không hiểu sao lại lén thở dài một hơi. Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử, Kiếm Tử cũng lộ ra sắc mặt khó coi, bọn họ chưa có giao tình thâm hậu với Tiêu Phàm, cỡ nào nhưng bọn hắn đều rõ ràng thực lực của Tiêu Phàm. Ngay cả Tiêu Phàm đều bị Vũ Văn Tiên giết chết, vậy nếu như bọn họ đánh với Vũ Văn Tiên thì sao? Tiêu Phàm chết thực sự là quá đáng tiếc a, à, ta cứ cho là thực lực của hắn cũng chỉ như vậy, không nghĩ đến hắn lại có thể đấu với Vũ Văn Tiên đến mức này. Cuối cùng không phải cũng chết sao? Nếu như hắn không cuồng vọng, Vũ Văn Tiên cũng sẽ không giết hắn, muốn trách thì trách chính hắn quá coi trời bằng vung. Có một số kẻ tự nhận là có chút thực lực, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mọi người không kiêng nể gì cả mà nghị luận, lại bắt đầu của trách Tiêu Phàm, còn có không ít người bắt đầu nổi lên tâm tư nịnh nọt Vũ Văn Tiên. Ha ha, Tiêu Phàm, chắc ngươi không nghĩ đến cuối cùng vẫn sẽ chết ở trong tay của ta. Vũ Văn Tiên càn rỡ cười lớn, giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệch. Hiển nhiên vừa mới thi triển một kiếm phi tiên, kia, đối với hắn cũng phải tiêu hao cực lớn. Phong Lang và đám Chọc Thiên Hồng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Vũ Văn Tiên. Nếu như không phải Thanh Thương ngăn bọn họ, mấy người đã sớm xông lên. Ta quả thực chẳng nghĩ đến. Cũng đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc vang lên.
Nụ cười trên môi Vũ Văn Tiên nháy mắt ngưng kết tại chỗ, những người khác cũng trợn to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một thoáng sau, tất cả mọi người đều nhìn về không trung, lại là thấy sau lưng Vũ Văn Tiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh. Đó là một thanh niên mặc áo bào đen, vạt áo đón gió phiêu đãng, hai tay ôm ngực, thần sắc lạnh lùng nhìn Vũ Văn Tiên giống như đang nhìn một con kiến hôi. Tiêu Phàm, hắn chưa chết. Làm sao có thể, hắn không phải là bị xé thành phấn vụn sao? Mọi người lên tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm thanh niên áo đen kia, người mới xuất hiện đó hiển nhiên chính là Tiêu Phàm. Trường bào của Tiêu Phàm rách nát không ít, ngực còn dính vết máu, đó là một đạo kiếm khí xuyên tim lưu lại. Mặc dù hắn không bị vạn kiếm xuyên tim nhưng là bị một đạo kiếm khí đánh trúng. Ở dưới thời khắc hàng vạn kiếm khí chém tới ấy, Tiêu Phàm vốn còn ôm ý nghĩ sẽ kiên cường đối kháng nhưng khi bị một kiếm đánh trúng, Tiêu Phàm biết rõ, bản thân dù có thể sống sót cũng khẳng định sẽ bị trọng thương. Cho nên, Tiêu Phàm không chút do dự tiến vào bên trong tiểu thiên địa mặc dù phá toái không chịu nổi, nhưng vẫn có thể ngăn cản những kiếm khí này. Bất quá, Tiêu Phàm không nghĩ đến là một kích này của Vũ Văn Tiên quá mức đáng sợ, vốn là tiểu thiên địa đã vỡ nát không chịu nổi, lại một lần nữa sụp ra, cũng không còn đường xoay sở. Nhưng Tiêu Phàm rốt cục vẫn là tránh khỏi một kích này. Về phần vết thương trên ngực hắn thì đối với hắn chẳng hề to tát gì, lấy sức khôi phục mãnh liệt của hắn, vẻn vẹn chốc lát là đã khôi phục bình thường. Sau khi nhục thân Tiêu Phàm được mệnh thạch lam sắc tẩy lễ, cho dù là cổ thần cảnh thì cũng chưa hẳn có thể nắm giữ sức khôi phục như hắn. Vũ Văn Tiên gian nan quay đầu, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm sau lưng mình, lạnh giọng nói, ngươi không chết, ngươi ước gì ta chết sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Dứt lời, Tu La kiếm trong tay phập một tiếng đâm vào thân thể Vũ Văn Tiên, bắt đầu điên cuồng rút ra huyết dịch của Vũ Văn Tiên. Ngươi! Vũ Văn Tiên sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm lại dám giết hắn. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Một vị trưởng lão của Thiên Đô phủ phẫn nộ gào thét, điên cuồng lao đi như không muốn sống về phái Lôi Đài. Lại tiến thêm một bước, Vũ Văn Tiên sẽ chết. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn trưởng lão Thiên Đô phủ, trường kiếm lại dùng sức khuấy động một cái, đau đớn khiến Vũ Văn Tiên nhe răng trợn mắt. Trưởng lão Thiên Đô phủ bỗng nhiên ngừng thân hình, mặt như băng xương, sát khí bừng bừng nói, ngươi dám động tới một sợi lông của hắn, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, còn gia tộc, thế lực sau lưng ngươi, toàn bộ đều sẽ hủy diệt. Phập. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm nhấc Tu La kiếm lên, kém chút liền mổ bụng mổ ngực Vũ Văn Tiên, Tu La kiếm lại không chút giữ lại, mà điên cuồng rút ra huyết mạch của tinh thần thiên thể. Nói tiếp đi. Tiêu Phàm lộ vẻ ngoan độc. Xuyệt, trên bốn phía khán đài tiếng hít một khí thỉnh thoảng vang lên. Bọn họ chỉ cảm giác toàn thân run bần bật. Tiểu tử này thật đúng là quá to gan, chẳng lẽ ngay cả Vũ Văn Tiên hắn đều dám giết hay sao? Trưởng lão Thiên Đô phủ lộ vẻ âm trầm, lại không dám uy hiếp Tiêu Phàm nữa. Hắn biết rõ, chỉ cần bản thân nói thêm một câu, Tiêu Phàm sẽ thật sự dám giết Vũ Văn Tiên, gia hỏa này đúng là cái gì cũng có thể làm ra. Thắng thua trận này đã rõ, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Đột nhiên, Lục Kinh Long trên không trung đột nhiên mở miệng nói. Tương lai nếu Vũ Văn Tiên trưởng thành thì sẽ là trợ giúp lớn cho Lục gia của hắn, tự nhiên không thể để cho Vũ Văn Tiên bỏ mạng vào lúc này. Người cầm miệng cho ta. Tiêu Phàm trợn mắt, lạnh lùng nhìn Lục Kinh Long, căn bản không có bất luận e ngại gì. Mọi người sớm cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, cái tên điên này trước đó còn dám đấu với Lục Kinh Long, hiện tại mắng thì vẫn coi là nhẹ. Sắc mặt Lục Kinh Long bồn chồn không yên, qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có người dám mắng hắn như thế, Tiêu Phàm xem như là kẻ đầu tiên. Mấu chốt nhất là hắn còn không dám đáp lại Tiêu Phàm. Uổng cho ngươi mang danh người chủ trì thiên thần bảng tranh đoạt, khi kẻ khác bị Vũ Văn Tiên giết chết, ngươi có từng thả dám xin nương tay. Hung tính của Tiêu Phàm cũng triệt để bạo phát ra. Nhìn thấy Lục Kinh Long không nói, Tiêu Phàm không có dự định buông tha cho hắn như thế, phải mắng thì cứ chửi cho sướng miệng, cái thế giới này cho tới bây giờ không có cái gì gọi là công bằng. Nếu thực lực Tiêu Phàm nhỏ yếu, lại có ai xin tha cho hắn, vừa rồi khi hắn bị giết chết chỉ có kẻ cười trên nỗi đau của người khác. Vũ Văn Tiên lại như thế nào, giờ không giết hắn chẳng lẽ Thiên Đô phủ còn bỏ qua cho Tiêu Phàm được sao? Hiển nhiên là không có khả năng, nếu đã như thế, vậy còn không bằng giết hắn, trực tiếp chém tận giết tuyệt. Tiểu tử, nếu ngươi thả hắn, ân oán cũ giữa ngươi và Thiên Đô phủ sẽ bỏ qua. Trưởng lão Thiên Đô phủ cắn răng nói. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, ngươi tính là cái thá gì, Thiên Đô phủ ngươi có thể nói chuyện sao? Ta, trưởng lão Thiên Đô phủ nhất thời không biết nói gì. Hắn ở Thiên Đô phủ mặc dù có chức trưởng lão, nhưng thật đúng là không quản được sự tình của Thiên Đô phủ sự tình. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi thả Vũ Văn Tiên, Thiên Đô phủ tuyệt đối không động đến ngươi. Sắc mặt Lục Kinh Long âm trầm nói. Tiểu tử, Lục trưởng lão đều đã ra mặt, hiện tại ngươi có thể thả thiếu chủ. Trưởng lão Thiên Đô phủ vội vàng nói, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Hắn, Tiêu Phàm xem thường nhìn Lục Kinh Long một cái, Thiên Đô phủ là con chó của Lục gia một, đương nhiên hắn sẽ ra mặt thay cho Vũ Văn gia tộc.
Nhưng hắn thân làm người chủ trì của khóa thiên thần bảng tranh đoạt, lần này thì hắn đã làm những gì? Đầu tiên là mặc cho Huyền Thiên Kiếm Tông giết ta, sau đó mặc cho Vũ Văn Quang giết ta, thậm chí ngay cả chính hắn đều tự thân ra tay. Ngươi cảm thấy một kẻ thời khắc đều nghĩ đến chuyện giết ta mà ta còn tin hắn? Lời Tiêu Phàm nói âm vang hữu lực, nói năng rất có khí phách, mọi người nghe thấy đều thầm hiểu, bọn họ sao lại không biết suy nghĩ của Lục Kinh Long đây? Lục gia tới chủ trì thiên thần bảng tranh đoạt lần này chính là vì để Thiên Đô Phủ chiếm lấy hạng nhất, tiếp tục ủng hộ địa vị Lục gia mà thôi. Nói đến cùng, thiên thần bảng tranh đoạt lần này cũng đã biến vị. Vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Lục Kinh Long vô cùng âm trầm, hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được, tự tay giết Vũ Văn Tiên, sau đó lại giết Tiêu Phàm. Nhưng nếu làm như vậy, các địa thế lực quy thuận Lục gia đều sẽ thất vọng, cho nên hắn phải giữ lấy mạng Vũ Văn Tiên. Ta muốn như thế nào? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong đầu hắn nhanh chóng lóe qua một đám ý niệm. Nếu quả thật giết Vũ Văn Tiên, Thiên Đô Phủ thật sự sẽ dốc hết tài lực của cả phủ tới giết hắn, kẻ không may sẽ là U Vân Phủ cùng Đệ Nhất Thành. Thế nhưng nếu không giết Vũ Văn Tiên, Thiên Đô Phủ cũng không chắc sẽ bỏ qua cho hắn, hắn nhất định phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Đám Thanh Thương nắm chặt hai tay, ánh mắt ai nấy đều phức tạp vô cùng, ai cũng không ngờ tới tương lai của U Vân Phủ, vậy mà sẽ quyết định ở trong tay của một tu sĩ tới từ thế lực Tam Lưu. Bất quá U Vân Phủ bây giờ cũng đã cùng tiến cùng lui với Tiêu Phàm, vô luận Tiêu Phàm làm cái gì, bọn họ đều sẽ tán thành. Không giết hắn cũng được, nhưng mà, thật lâu sau, Tiêu Phàm lại mở miệng, nếu ngươi có thể đáp ứng ta hai điều kiện, tha cho Vũ Văn Tiên cũng không phải là không được. Nói, nhìn thấy Tiêu Phàm chịu nhả ra, trong lòng Lục Kinh Long cũng âm thầm thở phào, vô luận Tiêu Phàm đưa ra điều kiện gì, tạm thời cứ lấy Vũ Văn Tiên lại nói. Thứ nhất, Lục Kinh Long ngươi thể với trời, cũng giấy trắng mực đen hứa hẹn Thiên Đô Phủ, và Lục gia sẽ không xuất thủ với tu sĩ U Vân Phủ ta. Mặt khác, tất cả ngươi đứng đầu các đại thế lực ở đây đều phải cùng ký tên bên trên, đồng thời chiêu cáo toàn bộ Thiên Vũ Vực. Tiêu Phàm nói, hắn mặc dù không tin cách làm người của Lục Kinh Long nhưng dù sao đây, cũng là đệ đệ của gia chủ Lục gia, nói chuyện cũng có thể đại biểu cho Lục gia. Nếu Lục gia còn muốn phục chúng, tự nhiên là không dám đối phó với U Vân Phủ, nếu vi phạm thì sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Mí mắt Lục Kinh Long cuồng loạn, cắn răng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Lập tức hắn chỉ tay lên trời thề, cũng giấy trắng mực đen ghi chép hứa hẹn của bản thân, trưởng lão của các đại thế lực đều đặt xuống một đạo linh hồn ấn ký của bản thân lên trên đó. Thứ hai, thiên thần bảng tranh đoạt lần này ta đoạt được ban thưởng hạng nhất, một phân đều không thể thiếu, hiện tại liền đem tất cả ban thưởng phân phát xuống. Tiêu Phàm lại nói, hắn sở dĩ nói ra điều kiện này là, vì muốn lấy được ban thưởng xong sẽ lập tức chạy trốn, hắn cũng không muốn để cho Lục Kinh Long cùng Thiên Đô Phủ có đủ thời gian đối phó với hắn. Dù cho về sau Thiên Đô Phủ muốn đối phó hắn, Tiêu Phàm cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá chậm nhất là ngày mai ban thưởng mới có thể đưa đến. Lục Kinh Long gật gật đầu nói, chuyện này đối với hắn cũng không tính là gì, hơn nữa hắn nói cũng là lời thật. Ta nói hôm nay chính là hôm nay. Tiêu Phàm lộ vẻ ngoan ác, chuẩn bị động thủ lần nữa. Lục Kinh Long không mở miệng, hắn vì cứu Vũ Văn Tiên cũng đã làm quá nhiều, dù hiện tại Tiêu Phàm thật sự giết Vũ Văn Tiên, Thiên Đô Phủ cũng sẽ không trách hắn. Tiêu Tiểu Hữu, Lục trưởng lão nói là lời thật, ban thưởng lần này chính là từ một tiền bối đưa tới, hôm nay mới có thể chạy đến. Lúc này, Long Đằng phủ chủ Long Tuyền đột nhiên cất tiếng. Tiêu Phàm nhíu mày, không biết vì sao Long Tuyền muốn nói giúp cho Lục Kinh Long, phải biết, vừa rồi hắn còn trợ giúp cho Long Phi Vũ. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Long Tuyền lại nói, Tiêu Tiểu Hữu nếu không yên lòng đối với Lục trưởng lão, Long Mỗ có thể ra mặt cam đoan, nếu Thiên Đô Phủ không để ý mặt mũi mà ra tay với Tiểu Hữu cùng tu sĩ U Vân Phủ, Long Đằng phủ ta sẽ không chết không thôi với Thiên Đô Phủ. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao ồn ào, là kẻ ngốc thì cũng đều biết rõ, Long Tuyền đây là đang bảo vệ cho Tiêu Phàm. Hơn nữa, hắn nói như vậy, thứ nhất là không muốn Tiêu Phàm giết Vũ Văn Tiên để rồi thật sự đắc tội Thiên Đô Phủ. Thứ hai cũng là cho thấy lập trường, Long Đằng phủ ta vẫn đứng về phía U Vân Phủ ngươi. Sắc mặt Lục Kinh Long lấp lóe không yên, mặc dù hắn biết rõ ý của Long Tuyền nhưng lại căn bản không tiện phản bác, dù sao, ngoài mặt thì Long Tuyền đang ra mặt thay hắn. Lão Hồ Ly, Lục Kinh Long chỉ có thể thầm mắng trong bụng, lại nghĩ, dù đáp ứng thì thế nào, Thiên Đô Phủ chỉ cần ngoài mặt không giết hắn là được rồi, lén lút, ngươi lại quản được nhiều như vậy chắc. Lục Kinh Long ngoài mặt thì tỏ vẻ đáp ứng Tiêu Phàm, nhưng vụng trộm đã sớm hạ quyết tâm, dù là bị người trong thiên hạ chế nhạo, hắn cũng phải giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Long Tuyền một cái, bất quá hắn vẫn không có buông tay. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Tiêu Tiểu Hữu, Thiên Thi Tông ta cũng cam đoan với ngươi, nếu Thiên Đô Phủ dám lấy lớn hiếp nhỏ, Thiên Thi Tông tất nhiên sẽ đứng cùng chiến tuyến với Tiểu Hữu. Đột nhiên, một vị trưởng lão của Thiên Thi Tông cũng mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều là vẻ không thể tin, phải biết,
Thiên Thi Tông muốn hủy diệt U Vân Phủ là chuyện mà bất cứ ai cũng đều biết. Sao hiện tại Thiên Thi Tông lại ra mặt thay cho Tiêu Phàm cùng U Vân Phủ rồi? Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, là Thi Hoàng Tử muốn trả ân tình mà thôi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Thi Hoàng Tử vốn là kẻ thù của mình vậy mà sẽ trợ giúp mình. Còn có Thiên Lan Tông ta, Thất Tinh Phủ ta nữa, lại có trưởng lão của mấy thế lực mở miệng, những thế lực đều không phụ thuộc Lục gia, ủng hộ Tiêu Phàm như thế cũng là cho thấy lập trường. Mọi người biết rõ, U Vân Phủ đoán chừng tạm thời sẽ không bị hủy diệt, Thiên Thi Tông cùng Thất Tinh Phủ, đứng về phía Tiêu Phàm cũng tương đương với từ bỏ việc đối địch với U Vân Phủ. Bây giờ muốn đối phó U Vân Phủ cũng chỉ có Huyền Thiên Kiếm Tông và Cổ Linh Phái, mà thôi. Thanh Thương và Thanh Minh nghe vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt, đó là kích động quá mức, bọn họ không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà có thể hóa giải nguy cơ của U Vân Phủ. Thiếu đi Thiên Thi Tông cùng Thất Tinh Phủ, U Vân Phủ chỉ phải đối mặt với Huyền Thiên Kiếm Tông và Cổ Linh Phái, hiển nhiên cũng có sức đánh một trận. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều thế lực, đứng đi thay bản thân nói chuyện như vậy, đương nhiên, hắn cũng biết rõ những thế lực này không chỉ là vì trả ân tình của mình. Bọn họ còn đang đánh cược. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm thả Vũ Văn Tiên ra, rút Tu La kiếm ra khỏi thân thể hắn, lúc này máu tươi của Vũ Văn Tiên đã bị hút đi không ít, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Các vị tiền bối đều là nhân vật được người người kính ngưỡng, tiểu bối tự nhiên không dám nghịch lại. Tiêu Phàm chắp tay với bốn phía, sau đó như đá rác rưởi mà đá Vũ Văn Tiên ra ngoài. Trưởng lão Thiên Đô phủ vội vàng đỡ lấy Vũ Văn Tiên, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng vẫn im lặng mang Vũ Văn Tiên rời đi. Hắn không phải là không nghĩ tới giết chết Tiêu Phàm, nhưng nếu thật sự ra tay, Long Đằng Phủ tuyệt đối sẽ kiếm cớ diệt bọn họ, đến lúc đó kẻ phải chết không chỉ là Vũ Văn Tiên mà còn có tất cả bọn họ. Mí mắt Lục Kinh Long cuồng loạn, hắn không nghĩ đến thiên thần bảng tranh đoạt lần này sẽ xả ra nhiều chuyện như vậy, tất cả những thứ này đều do tên tiểu tử phách lối Tiêu Phàm gây ra. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng. Lão giả áo đen hít sâu một cái, tuyên bố kết quả trận chiến, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tiêu Phàm, ở trong hoàn cảnh gian nan như vậy mà còn có thể chiếm lấy hạng nhất. Đến bước này, ba vị trí đầu cũng rốt cục được xác định. Thi Hoàng Tử, hạng 3. Vũ Văn Tiên, hạng 2. Mà hạng nhất lại là tiểu tử không hề nổi danh, Tiêu Phàm. Chỉ là mọi người đều biết rõ, dù như Tiêu Phàm chiếm được hạng nhất thì chuyện của U Vân Phủ cũng không dễ dàng thật sự kết thúc như vậy. Thiên thần bảng tranh lần này lấy trận thua thảm bại của Vũ Văn Tiên mà kết thúc, hung danh của Tiêu Phàm cũng triệt để truyền khắp Long Đằng Phủ. Một khi các đại thế lực rời đi, tên của Tiêu Phàm cũng chắc chắn vang vọng khắp Thiên Vũ Vực. Mà hết thảy những thứ này Tiêu Phàm lại chẳng hề quan tâm, trở lại tiểu viện, hắn bắt đầu bế quan tu luyện, nói cho đúng là luyện hóa huyết mạch của Vũ Văn Tiên. Sau một canh giờ, Tiêu Phàm mới ngừng vận chuyển vô tận chiến điển, bên trong huyết dịch của hắn mơ hồ ẩn hiện từng điểm sáng, cực kỳ sáng chói. Đưa tay thử một chiêu, toàn bộ gian phòng đột nhiên xuất hiện quang vũ đầy trời, nếu như để cho người khác nhìn thấy khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, đây không phải là dị tượng thể chất của Vũ Văn Tiên ư, làm sao Tiêu Phàm cũng có thể thi triển. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những quang vũ này lại không có sắc thái rực rỡ như nguyên bản, toàn bộ chúng đều là màu kim sắc, đây là điểm khác biệt nhất với thể chất dị tượng của Vũ Văn Tiên. Tiêu Phàm cảm ứng được biến hóa của bản thân, hắn phát hiện, vùng không gian này hoàn toàn ở trong sự quản lý của hắn. Tinh thần thiên thể thật bá đọa, quả nhiên không hổ là cửu đại cổ thể. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán, sau đó lập tức lại nhíu mày, nhưng vì sao ta cảm giác huyết mạch tinh thần thiên thể này cứ luôn thiếu chút gì nhỉ? Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Phàm phát hiện tinh thần thiên thể này có chút vấn đề, về phần là vấn đề gì, hắn lại không nói ra được. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đứng dậy đi ra ngoài cửa, bây giờ với điều kiện là hắn còn chưa đột phá cổ thần cảnh, chiến lực của hắn sẽ không phát sinh tình huống bay vọt. Hắn cũng đã âm thầm quyết định, sau khi rời đi Long Đằng Phủ thì phải bắt đầu chuẩn bị cho đột phá cổ thần cảnh. Đến lúc đó, hắn nhất định phải tìm tới Chí Tôn chi khí, trong người Thanh Minh cùng một loại huyền hoàng chi khí không biết tên khác. Công tử, ngươi không sao chứ? Vừa mới ra khỏi phòng, Phong Lang, Chọc Thiên Hồng cùng với đám quân Nhược Hoan liền tiến lên đón. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười. Chúc mừng Tiêu huynh, dũng mãnh đoạt hạng nhất. Lúc này, lại có thanh âm vang lên, là huynh muội Long Phi Vũ và Long Ngữ Yên chậm rãi đi tới. Long huynh, Ngữ Yên cô nương. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Tiêu huynh gọi chúng ta đến không biết là có chuyện gì. Long Phi Vũ nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm rồi hỏi. Sở dĩ hắn tới đây là vì Tiêu Phàm cố ý nhờ Thanh Minh tìm đến, những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Long huynh, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Tiêu Phàm hít sâu một cái rồi nói, nhìn người chung quanh mình một lượt, lại nói, ta muốn nhờ Long huynh đưa toàn bộ U Vân Phủ, cùng với người của ta ra khỏi Long Đằng Phủ, ngay trong đêm. Công tử, Tiêu huynh, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Phong Lang, Chọc Thiên Hồng cùng đám Thanh Minh đều biến sắc, bọn họ không biết vì sao Tiêu Phàm muốn đưa họ đi trước. Tiêu huynh lo lắng khi rời đi, Thiên Đô Phủ và Lục Kinh Long sẽ âm thầm đối phó với các ngươi sao?
Long Phi Vũ là một người biết chuyện, nháy mắt bèn hiểu ý Tiêu Phàm. Đám người trở nên hoảng hốt, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm lại nghĩ tới họ trước tiên mà không phải là chính hắn. Không sai, Lục Kinh Long là người thế nào thì ngươi hẳn là rõ ràng, hắn không thể nào buông tha cho chúng ta. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, mặt khác, Vũ Văn Quang đã chết, Thiên Đô Phủ cũng sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Việc này cứ để ta lo. Long Phi Vũ khẽ gật đầu, Tiêu Phàm có ơn với hắn, đâu chỉ là đưa tiễn người của U Vân Phủ, dù là muốn hắn đối nghịch Thiên Đô Phủ thì hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Công tử, ta ở lại. Phong Lang không chút do dự nói. Ta cũng ở lại. Quân Nhược Hoan và Chọc Thiên Hồng cũng gật đầu. Ánh mắt Thần Thiên Nghiêu và Quỷ Thiên Cừu lấp lóe, bọn họ lại là không hạ nổi quyết tâm cùng sinh cùng tử với Tiêu Phàm. Ý niệm Tiêu Phàm khẽ động, nháy mắt xóa đi ấn ký linh hồn trong người Thần Thiên Nghiêu và Quỷ Thiên Cừu. Điều này khiến hai người kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghĩ đến vào lúc này, Tiêu Phàm lại thả tự do cho họ. Đây hoàn toàn là ôm lấy quyết tâm hẳn phải chết, nếu có linh hồn ấn ký kia, Tiêu Phàm chết rồi thì, bọn họ cũng chẳng sống nổi. Mà hiện tại Tiêu Phàm làm như thế, đây là không muốn để cho hai người phải chôn cùng, tâm tình của cả hai đều rất phức tạp. Tiêu huynh, ta thân làm thiếu chủ U Vân Phủ, không thể để cho ngươi mạo hiểm một mình. Thanh Minh cắn răng nói, hắn không phải không sợ chết, nhưng hắn biết rõ cái gì gọi là trách nhiệm. Các ngươi đều phải đi. Ngữ khí Tiêu Phàm không cho phép phủ định. Đám người biết rõ tính tình Tiêu Phàm, chuyện mà hắn đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Long huynh, làm phiền. Tiêu Phàm trịnh trọng thi lễ với Long Phi Vũ, sau đó không đợi đám người mở miệng, liền mang Bạch Ma đi vào trong gian phòng. Các vị, đừng uổng phí khổ tâm của Tiêu huynh. Long Phi Vũ hít sâu một cái nhìn mọi người, địa vị của Tiêu Phàm ở trong suy nghĩ của hắn cũng cất cao vô hạn. Nếu đổi lại là hắn, đoán chừng căn bản là không nghĩ tới điểm này. Thậm chí cũng sẽ không để cho mọi người rời đi, dù sao, nhiều người thì sức mạnh sẽ lớn hơn. Mọi người gật gật đầu, cúi người lại thật sâu trước gian phòng của Tiêu Phàm, sau đó đi theo huynh muội Long Phi Vũ. Trong phòng Tiêu Phàm, Bạch Ma uể oải nằm dưới mặt đất, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thật lâu sau mới nhịn không được nói, tiểu quỷ, hôm nay ngươi không giết Vũ Văn Tiên, chính là vì muốn cho bọn họ rời đi. Ngươi nói xem. Tiêu Phàm thản nhiên đáp, hắn lấy ra một bầu rượu, rót cho mình một chén. Uống một hơi cạn sạch, ánh mắt Bạch Ma phức tạp, cũng không nói thêm gì. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một bộ quan tài thủy tinh, bên trong quan tài có một thân ảnh huyết bào đang nằm, nếu như Phong Lang nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra người này không phải ai khác mà chính là Huyết Vô Tuyệt. Lập tức, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một viên bảo thạch lam sắc, ngay khi nhìn thấy bảo thạch, lông toàn thân Bạch Ma dựng đứng lóe sáng, hận không thể lập tức cướp bảo thạch về. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Bạch Ma quát khẽ, thiếu chút nữa thì nó gào ầm lên. Đây là đồ của ta. Vật này có cho ngươi cũng vô ích, ngươi đừng quá hẹp hòi. Tiêu Phàm tức giận chừng Bạch Ma một cái, Bạch Ma tức khắc im lặng. Bất quá Tiêu Phàm nói cũng không sai, viên mệnh thạch này đối với Bạch Ma bây giờ xác thực không có ý nghĩa gì, bởi vì mệnh khí bên trong đều bị Tiêu Phàm hấp thu hầu hết rồi. Tiêu Phàm mở ra quan tài thủy tinh, tức khắc một cỗ linh khí tốc thẳng vào mặt, Tiêu Phàm vội vàng đặt mệnh thạch lam sắc vào mi tâm Huyết Vô Tuyệt. Linh hồn vỡ nát, mệnh cách vỡ nát. Bạch Ma quét qua Huyết Vô Tuyệt một cái, nháy mắt đã nhìn ra trạng thái của người này, lập tức nói, ngươi thả vào như thế là không đúng. Vậy phải làm sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Bạch Ma, thấy Bạch Ma không nói, hắn lại bảo, chỉ cần ngươi cứu sống hắn, về sau ta cam đoan sẽ không bắt nạt ngươi. Bạch Ma nghe vậy, cắn răng nói, được. Nó thực sự là sợ ác ma Tiêu Phàm rồi, đường đường đại đế lại bị hắn xem như chó con, chuyện này khiến lòng nó ủy khuất không thôi. Tiêu Phàm cũng không e dè giao mệnh thạch cho Bạch Ma, Bạch Ma tiếp nhận mệnh thạch, nhảy lên, há miệng hút vào. Từng sợi tơ nhện từ thân thể Huyết Vô Tuyệt bay ra, xông vào bên trong mệnh thạch. Ngay sau đó, mệnh thạch phóng bảo quang màu lam rồi chậm rãi quang hóa, sáp nhập vào mi tâm Huyết Vô Tuyệt. Thế là xong à? Tiêu Phàm cổ quái nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bạch Ma trợn trắng mắt, nói, không phải ngươi nghĩ hắn sẽ lập tức tỉnh dậy đấy chứ? Vậy đại khái cần bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Mệnh thạch tụ tập mệnh cách cùng linh hồn của hắn cần thời gian, chậm thì nửa năm, nhanh thì 3 tháng, tiểu tử này là gì của ngươi? Ngươi có biết rõ mệnh thạch đáng ngưỡng mộ thế nào không? Bạch Ma nói. Một người phải cứu. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi quan tài thủy tinh vào. Hôm sau khi mặt trời lên cao, Tiêu Phàm mới vừa tỉnh lại từ trong nhập định, Long Phi Vũ liền đi tới tiểu viện của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng dậy chào đón, Long Phi Vũ nói, ta đã an bài đưa bọn họ rời đi, hay là ngươi ở lại Long Đằng Phủ một thời gian đã? Đa tạ Long Huynh. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, rồi lại đầu nói. Nên đối mặt thì nhất định cần đối mặt, trốn tránh cũng không phải biện pháp. Nếu như có thể, Tiêu Phàm cũng muốn lưu lại trong Long Đằng Phủ, sau khi đột phá cổ thần cảnh rồi mới rời đi, đến lúc đó, cho dù đối mặt với cổ thần cảnh đỉnh phong thì hắn cũng có năng lực chạy trốn.
Thế nhưng thân thể hắn đặc thù, muốn đột phá cổ thần cảnh thì nhất định phải mở ra lối riêng, lấy được 4 loại lực lượng huyền diệu kia. Thậm chí, dù đã chiếm được 4 loại lực lượng huyền diệu, thì hắn đều không dám hoàn toàn nắm chắc có thể đột phá cổ thần cảnh. Mặt khác, hắn cũng lo lắng cho an nguy của Đệ Nhất Thành, nhất định phải lập tức trở về. Long Phi Vũ biết rõ, Tiêu Phàm là người sẽ không thay đổi quyết định đã đưa ra, không thể làm gì khác hơn là nói, Tiêu Huynh, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho ngươi đi, tốt nhất đừng đi Long Đạo, vậy thì đa tạ Long Huynh. Tiêu Phàm gật gật đầu, Long Phi Vũ là người hắn vẫn rất tin tưởng, lui một vạn bước mà nói, Long Phi Vũ cũng xem như là kẻ địch của Thiên Đô Phủ. Long Phi Vũ khoát khoát tay, không nói thêm cái gì, sau đó mang theo Tiêu Phàm tiến tới quảng trường, hôm nay là ngày ban thưởng cho những người đứng đầu trong thiên thần bảng tranh đoạt. Hắn tự nhiên sẽ không tay không mà về. Tiêu Phàm đã nghe nói ban thưởng cho hạng nhất là 1.000 vạn trung phẩm thần thạch, một danh ngạc đệ tử trưởng lão, còn có một món pháp bảo. Danh ngạc đệ tử của trưởng lão kia dĩ nhiên Tiêu Phàm không quan tâm, nhưng 1.000 vạn trung phẩm thần thạch cùng một món pháp bảo, thì cho dù là Tiêu Phàm cũng không muốn bỏ lỡ, đây cũng là nguyên nhân hắn lưu lại. Về phần một nguyên nhân khác, tự nhiên là vì tranh thủ nhiều thời gian hơn cho đám quân Nhược Hoan rời đi. Ở trong mắt Thiên Đô Phủ cùng Lục Kinh Long, giết chết hắn Tiêu Phàm tuyệt đối hơn hẳn giết chết tất cả mọi người khác. Hung thần Tiêu Phàm đến, người của U Vân Phủ đâu? Đoán chừng là không dám tới, thậm chí chắc là đã sớm chạy. Ta nghe nói ở Thiên Võ Thần Sơn, cử đến một vị cường giả phong hầu bán bộ thần vương. Một khi đám Tiêu Phàm rời đi Long Đằng Phủ, đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Lục trưởng lão không phải nói xáo bỏ ân oán sao? Huống chi, hắn còn phát lời thề. Lời thề có ích lợi gì? Dù ngoài mặt không giết Tiêu Phàm, chẳng lẽ vụng trộm không được sao? Đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm đến liền bắt đầu nghị luận, rất nhiều người cố ý ép thanh âm thật nhỏ, sợ đắc tội Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, mang theo Bạch Ma đứng thẳng ở vị trí chỉ định, lặng lặng chờ đợi. Rất nhiều người thỉnh thoảng đảo mắt qua trên người Tiêu Phàm tựa như đang nhìn một người chết, ở trong mắt bọn họ, Tiêu Phàm cũng chỉ là sảng khoái nhất thời, tuyệt đối không nên đắc tội Lục Kinh Long cùng với Thiên Đô Phủ. Tiêu Phàm cảm nhận được rất nhiều ánh mắt sắc bén, cách hắn không xa, Vũ Văn Tiên sát khí bừng bừng nhìn hắn, như hận không thể lập tức xông lên. Chỉ có điều huyết dịch của Vũ Văn Tiên cơ hồ bị rút cạn, dù là cách một ngày thì cũng không hoàn toàn khôi phục lại. Thật lâu sau, mấy thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở trên không trung, cầm đầu là một lão giả mặc đạo bào, lão giả tóc bạc đồng nhan, mày cao mắt sâu, rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Rất mạnh. Đây là ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người đối với lão giả này, cho dù ông ta chỉ đứng ở nơi kia thì cũng đã đem đến khí thế bức người, đè ép người khác có chút không thở nổi. Ở bên cạnh lão giả, ngoại trừ Lục Kinh Long thì còn có một trang thanh niên chừng 25-26 tuổi. Người thanh niên nọ đầu đội ngọc quan, khoác chiến bào màu trắng, chân mang giày cửu tiêu lôi đình. Y phong thần như ngọc, tuấn giật phi phàm, hai mắt thâm thúy như biển sâu, có chỉ là hờ hững, ở trong mắt y, người ở đây dường như không có một ai có thể lọt vào tầm nhìn. Đây là nhị trưởng lão lục đạo nhất của chủ mạch Thiên Võ Thần Sơn, tu vi bán bộ thần vương, được coi là cường giả phong hầu chân chính, mà ở bên cạnh ông ta, thanh niên áo trắng tên là Lục Vô Trần. Lục Vô Trần là thiên tài trong năm người trẻ tuổi đứng đầu Thiên Võ Thần Sơn, nghe nói y nắm giữ một loại thần vương thể, Vô Trần chi thể. Long Phi Vũ truyền âm giới thiệu về hai người kia cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trong lòng lại chỉ có xem thường, thiên tài nào con mắt cũng mọc ở trên trời sao? Nhìn cái vẻ hờ hững của Lục Vô Trần, Tiêu Phàm cũng khá khó chịu, bất quá tiểu tử Lục Vô Trần kia xác thực mang tới cho hắn một loại áp lực rất lớn. Cổ thần cảnh ư? Tiêu Phàm truyền âm hỏi Long Phi Vũ, cổ thần cảnh hơn 20 tuổi. Nếu là đặt ở tiểu thế giới thì thật sự có thể xem là nghịch thiên. Nghe nói 2 năm trước y đã đột phá cổ thần cảnh, bây giờ đã qua 2 năm, không biết y đã đến cảnh giới nào, mà hiện tại y vẫn chưa tới 30 tuổi. Long Phi Vũ gật gật đầu nói. Chưa đến 30 tuổi. Cái này Tiêu Phàm ngược lại không gật bừa, đừng nhìn Lục Vô Trần chưa tới 30 tuổi liền đột phá cổ thần cảnh, nhưng y khẳng định đã từng ở một số bí cảnh đặc thù để tu luyện, thời gian bên trong bí cảnh trôi qua sẽ không giống bên ngoài. Đương nhiên, cho dù như thế, Lục Vô Trần cũng xác thực được xưng tụng là thiên tài. Khóa thiên thần bảng tranh đoạt này so sánh khóa trước quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên còn xuất hiện tinh thần thiên thể trong truyền thuyết, không biết người mang tinh thần thiên thể ấy ở đâu. Lão giả tên Lục Đạo Nhất đột nhiên mở miệng, nhìn xuống phía dưới, khẽ vuốt râu nói. Phía dưới đoàn người nín thở ngưng thần, ngay cả hô hấp đều không dám quá mức thâm trầm. Cái lão gia hỏa kia chỉ nói đến tinh thần thiên thể mà không nói tới ngươi, ngươi thế nhưng là đã đánh bại tinh thần thiên thể đấy. Bạch Ma cảm thấy không cam lòng vì Tiêu Phàm. Những cái này chỉ là hư danh mà thôi. Tiêu Phàm lơ đĩnh đáp, Lục gia cùng Vũ Văn gia tộc vốn chính là cá mè một lứa, khen Vũ Văn Tiên thì cũng không có gì lạ. Vũ Văn Tiên tham kiến Lục tiền bối. Vũ Văn Tiên nghe vậy, đột nhiên khom người cúi mình trước Lục Đạo Nhất một cái thật sâu. Vũ Văn Tiên luôn cậy tài khinh người, nhưng ở trước mặt bậc phong hầu như
lục đạo nhất thì hắn lại không dám quá mức phách lối, hắn hiển nhiên nắm giữ tinh thần thiên thể, nhưng tài nguyên lại xa xa không thể sánh bằng với lục gia. Không tồi, không tồi. Lục đạo nhất vuốt vuốt sợi râu mong manh, sau đó trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, liếc nhìn đám người rồi nói, không biết người đứng đầu khóa thiên thần bảng này ở đâu. Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm không nghĩ đến lục đạo nhất lại gọi tới bản thân, hắn tiến lên một bước, hơi hơi chắp tay nói, xem như cũng tôn kính với bậc tiền bối. Hắn có thù với lục kinh long nhưng cũng không muốn cho lục đạo nhất bắt lấy nhược điểm vào lúc này. Thể chất bình thường lại có thể đánh bại tinh thần thiên thể, người rất không tồi, có nguyện ý bái ta làm sư. Lục đạo nhất thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, đoàn người đều kinh ngạc mà nhìn Tiêu Phàm. Bọn họ vốn tưởng là lục đạo nhất muốn gây khó xử cho Tiêu Phàm, nhưng nào đoán được lục đạo nhất lại muốn thu Tiêu Phàm làm đồ đệ. Trong mắt rất nhiều người lóe qua vẻ hâm mộ, bái một vị cường giả phong hầu làm sư phụ, đây chính là vinh hạnh cực kỳ lớn lao. Phóng tầm mắt khắp thiên vũ vực, lục đạo nhất tuyệt đối là nhân vật đứng hàng đầu, dù sao cường giả thần vương cũng quá ít. Sâu trong đáy mắt Vũ Văn Tiên đều là nét nham hiểm, thế nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cái lão bất tử này thế mà lại tung ra chiêu này, nếu ngươi bái hắn làm sư còn đỡ, hắn có lẽ sẽ không động tới ngươi, nhưng nếu ngươi cự tuyệt, tuyệt đối hắn sẽ giết chết ngươi. Bạch Ma cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm sao có thể không biết ý tứ trong này, hắn hít sâu một cái, lắc lắc đầu, đa tạ hảo ý của tiền bối. Vãn bối đã có sư phụ, một ngày là thầy, cả đời là cha, cự tuyệt. Mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự muốn tìm chết sao, ngay cả lục đạo nhất thu hắn làm đồ mà cũng dám cự tuyệt. Vậy thì thật đáng tiếc. Lục đạo nhất tỏ vẻ không hề bận tâm, nhàn nhạt phun ra một câu, nhưng đáy mắt ông ta lại lóe qua sát ý nồng đậm. Ông vốn là muốn cho Tiêu Phàm một cơ hội, nhưng Tiêu Phàm nghĩ đều không nghĩ đã trực tiếp cự tuyệt, người như vậy tuyệt đối không thể lưu. Ai cũng biết rõ. Lục đạo nhất nói đáng tiếc cũng không phải đáng tiếc bỏ lỡ một đồ đệ tốt, mà là ông ta muốn gặt bỏ một hạt giống tốt. Thôi, lão hủ tới đây chỉ là công bố kết quả cuộc tranh tài lần này, thuận tiện ban phát phần thưởng mà thôi. Lục đạo nhất lại nói. Lúc này, lục kinh long lấy từ trong tay ra một ngọc bài đưa cho lục đạo nhất. Lục đạo nhất nhìn lướt qua bèn nói, thiên thần bảng tranh đoạt, có liên quan đến phân chia tài nguyên của cửu phủ thập tam tông tê. Hiện tại lão hủ tuyên bố kết quả cuối cùng, không được có dị nghị. Vâng. Đám người nào dám không nghe theo, nhao nhao gật đầu. Hạng 22, Cổ Linh Phái, cống dâng 20 vạn dặm cương vực, hàng năm thu thuế 500 vạn trung phẩm thần thạch. Lục đạo nhất thản nhiên nói. Vâng. Trưởng lão Cổ Linh Phái Chu Nham sắc mặt khó xử gật gật đầu. 20 vạn dặm cương vực, đây chính là tương đương với phạm vi của mấy thế lực tam lưu, hiện tại cứ như vậy phải dâng ra. Hơn nữa hàng năm còn phải cống hiến 500 vạn trung phẩm thần thạch, những tài nguyên này đủ cho Cổ Linh Phái bồi dưỡng được vô số cường giả. 10 năm cũng tương đương với 5.000 vạn. Không thể không nói, thu thuế như vậy thật đúng là quá nặng, mấu chốt là 20 vạn dặm cương vực kia về sau, cũng sẽ không còn là của Cổ Linh Phái. Nếu như lần tiếp theo không lấy được thứ tự tốt, phạm vi cương vực còn phải giảm bớt, cứ tiếp tục như thế, Cổ Linh Phái sẽ càng ngày càng yếu. Đây cũng là phân phối tài nguyên của thiên thần bảng tranh đoạt ư. Tiêu Phàm cũng hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến, thiên thần bảng tranh đoạt lại có quan hệ lớn như vậy. Hắn rốt cục biết rõ tại sao U Vân Phủ yếu như vậy. Mỗi một khóa thiên thần bảng thứ tự càng nằm về sau thì tổn thất sẽ càng lớn. Hạng 21, Huyền Thiên Kiếm Tông. Lục đạo nhất tiếp tục nói, trong mắt lóe qua vẻ không vui. Huyền Thiên Kiếm Tông mặt xám như cho, lần trước thiên thần bảng tranh đoạt bọn họ đã xếp thứ 5, khóa này dĩ nhiên lại chỉ được vị trí thứ 2 từ dưới lên. Mặc dù bọn họ sớm cũng đã đoán được nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Cống dâng ra 40 vạn dặm cương vực, hàng năm thu thuế 500 vạn trung phẩm thần thạch. Lục đạo nhất lại nói. Vâng. Một vị trưởng lão của Huyền Thiên Kiếm Tông mở miệng, Huyền Diệp chết rồi, Huyền Bạch Y cũng đã chết, bây giờ lại tổn thất 40 vạn dặm cương vực, thiên thần bảng tranh đoạt lần này Huyền Thiên Kiếm Tông có thể nói là thất bại thảm hại. Long huynh, tại sao Cổ Linh Phái xếp cuối cùng nhưng tổn thất cương vực lại nhỏ hơn? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Long Phi Vũ truyền âm nói. Huyền Thiên Kiếm Tông rớt 16 bậc, 40 vạn dặm cương vực cũng đã xem như nhỏ, có ban thưởng tự nhiên cũng có trừng phạt. Long Phi Vũ cười nói. Ra là như thế. Tiêu Phàm xem như đã hiểu. Trong lòng cũng có chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, hy vọng Huyền Thiên Kiếm Tông có thể an phận một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lập tức lục đạo nhất tiếp tục phân phối tài nguyên cho các nơi khác, Tiêu Phàm cũng lẳng lặng nghe. Sau hồi lâu, lục đạo nhất mới gọi tên hạng 2, hạng 2, Thiên Đô Phủ, cống dâng ra 3 vạn dặm cương vực, hàng năm thu thuế 100 vạn trung phẩm thần thạch. Vâng, trưởng lão Thiên Đô Phủ cung kính đáp lại, sau khi lui ra còn hung hăng nhìn Tiêu Phàm một cái, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm. Hạng nhất, U Vân Phủ. Lúc lục đạo nhất gọi đến cái tên này thì không khỏi nhíu mày, bất quá ông ta vẫn tiếp tục, ban thưởng 60 vạn dặm cương vực, hàng năm thu thuế 50 vạn trung phẩm thần thạch. Vâng.
Tiêu Phàm tiến lên gật đầu đáp lại. 60 vạn dặm cương vực, cái này đã cơ hồ tương đương với phạm vi của U Vân Phủ, đi qua một đợt thiên thần bảng tranh đoạt, phạm vi của U Vân Phủ lại đột ngột mở rộng ra gấp đôi. Trong 3 tháng, Thiên Võ Thần Sơn sẽ đem cương vực mà các ngươi cống hiến phân chia đến các đại thế lực, các ngươi tự giác chấp hành, không được có sai lầm. Lục Đạo Nhất nói, tất cả mọi người đều gật đầu, bất quá có một số người lại nghe ra trong lời Lục Đạo Nhất có chút mờ ám. Tự giác? Nếu không tự giác thì sao? Chẳng lẽ đến lúc đó còn đi trắng trợn cướp đoạt ư? Như U Vân Phủ, bây giờ mặc dù đoạt được danh hiệu số 1, nhưng chỉ riêng tự vệ cũng đã thành vấn đề, nào có đủ thực lực đi đoạt. Sự tình quả nhiên sẽ không đơn giản. Tiêu Phàm thầm thở dài trong lòng. Tiếp xuống, Lục Đạo Nhất lại phân phát ban thưởng của cá nhân, Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ chờ mong. Khi gọi đến tên Mặc Lâm, Vũ Như Tiên Tử cùng Thanh Minh, đều là một mình Tiêu Phàm tiến lên lãnh thưởng. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Ngay từ đầu Lục Kinh Long còn không nguyện ý trao, bất quá khi Tiêu Phàm xuất ra lệnh bài U Vân Phủ phủ chủ, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trao tất cả ban thưởng cho Tiêu Phàm. Lệnh bài của U Vân Phủ phủ chủ cũng giống như là phủ chủ đích thân tới, nhận thưởng thay tu sĩ U Vân Phủ thì sao lại không có thể. Thật lâu sau, rốt cục cũng gọi đến tên Tiêu Phàm. Người đứng đầu, U Vân Phủ Tiêu Phàm, ban thưởng 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, một viên trưởng lão ngọc lệnh, pháp bảo một đôi cửu tiêu đạp thiên ngoa. Lục Đạo Nhất hít sâu một cái, nói, cửu tiêu đạp thiên ngoa, cho dù thân làm phong hầu cường giả thì ông ta cũng hâm mộ không thôi, đáy mắt lóe qua vẻ tham lam nồng đậm. Nếu như không phải ban thưởng này đã sớm tuyên bố, ông ta nhất định sẽ tham lam nuốt pháp bảo này làm của riêng. Cửu tiêu đạp thiên ngoa, Tiêu Phàm lại khẽ nhíu mày, hắn vốn còn tưởng rằng sẽ là một món pháp bảo có tính công kích, không nghĩ đến chỉ là một đôi giày. Một đôi giày đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chẳng lẽ dùng để chạy trốn sao? Tiêu huynh, chúc mừng. Long Phi Vũ lại chúc mừng từ đáy lòng, truyền âm bổ sung một câu, có cửu tiêu đạp thiên ngoa này, tốc độ của ngươi sẽ cực nhanh, cho dù cổ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể đuổi theo ngươi. Ồ, ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi sáng lên, hắn vừa vặn chuẩn bị chạy trốn đây, hiện tại lại đưa đến một đôi giày, thật đúng là ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Đa tạ tiền bối. Tiếp nhận càn khôn giới, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ với Lục Đạo Nhất. Sau đó nhìn lướt qua, Tiêu Phàm phát hiện bên trong lại có 1.000 vạn trung phẩm thần thạch, một kim sắc ngọc lệnh, còn có một đôi giày đen, trên thân giày nạm từng sợi viền vàng. Thiên thần bảng tranh đoạt khóa này đã kết thúc mỹ mãn. Giọng Lục Đạo Nhất truyền khắp thiên địa, đón chờ các ngươi tiếp tục cố gắng, lần tiếp theo lại sáng tạo huy hoàng. Lời vừa dứt, mọi người cung kính cúi người vái, lập tức mang thế lực của mình rời đi. Tiêu huynh, đi theo ta. Long Phi Vũ nháy mắt với Tiêu Phàm, liền mang theo Tiêu Phàm hòa với đoàn người rời đi. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đã đi tới một nơi sâu trong Long Gia phủ đệ, xuất hiện ở trên một ngọc đài màu trắng. Đây là... Ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi sáng lên, tựa như đoán được vật này là cái gì. Ngọc đài truyền tống, nó có thể đem ngươi nháy mắt đưa ra ngoài Long Đằng phủ 3.000 dặm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Long Phi Vũ nhắc nhở, sau đó đánh thủ ấn, ngọc đài tức khắc lóe sáng rực rỡ. Đa tạ Long huynh. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở trên ngọc đài, hắn cũng không dám ở lại đây lâu, chắp tay nói, cáo từ. Là ta phải đa tạ Tiêu huynh đã cho Long gia ta truyền thừa của lão tổ mới đúng. Long Phi Vũ cười nói, đó vốn là của Long gia. Tiêu Phàm khoát khoát tay nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm giác có chút không thích hợp, chỉ là chưa chờ hắn giải thích, một cỗ đại lực đã trói buộc hắn và Bạch Ma, mang theo hắn và Bạch Ma biến mất khỏi ngọc đài. Mà trên mặt Long Phi Vũ lại là lộ ra ý cười sán lạn. Lúc này, một bóng người từ bên cạnh đi ra, quả nhiên là hắn. Phụ thân, Long gia ta nợ hắn một ân tình lớn. Long Phi Vũ gật đầu hít sâu một cái rồi nói. Long Đằng Thiên Thành. Nhị thúc. Thật lâu sau, Lục Kinh Long rốt cục không nhịn được mở miệng. Ngươi làm sao lại đưa cửu tiêu đạp vân ngoa cho tiểu tử vương bát đản kia vậy? Cũng khó trách Lục Kinh Long đau lòng, đây chính là một món pháp bảo. Chỉ có vương gia luyện khí sư mới có thể luyện chế ra, cho dù Lục Kinh Long thì cũng chỉ có một món pháp bảo mà thôi. Tiêu Phàm chỉ là tu sĩ thiên thần cảnh nho nhỏ, bây giờ lại cũng có một món, trong lòng hắn ít nhiều có chút khó chịu. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn là kẻ thù của Lục Kinh Long, lại còn cự tuyệt đề nghị nhận đồ đệ của Lục Đạo Nhất, nghĩ tới đây thôi đã muốn tức điên lên. Ban thưởng đã sớm quyết định, chẳng lẽ Thiên Võ Thần Sơn nói không giữ lời sao? Lục Đạo Nhất ngừng thân hình, lườm Lục Kinh Long một cái. Lục Kinh Long tức khắc không dám mở miệng, mặc dù hắn cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong. Nhưng so sánh với cường giả phong hầu như Lục Đạo Nhất thì vẫn có chênh lệch nhất định, huống hồ đối phương còn là thúc thúc của hắn. Ngươi yên tâm, nếu hắn đã không biết điều, cửu tiêu đạp vân ngoa sớm muộn gì cũng sẽ trở lại trong tay của ta. Lục Đạo Nhất đột nhiên cười sâu xa một tiếng, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ tiên phong đạo cốt của ông. Lục Kinh Long nghe vậy, ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ nhị thúc, hửm. Đột nhiên, lông mày Lục Đạo Nhất hơi nhíu,
một cỗ sát ý từ trên người ông gào thét mà ra. Nhị thúc, sao vậy? Lục Kinh Long nghi hoặc nhìn Lục Đạo Nhất, cảm giác có chuyện không tốt đã phát sinh. Tiểu quỷ kia đã rời khỏi Long Đằng Phủ, đi thôi. Lục Đạo Nhất hất áo bào, bỗng nhiên đạp không mà lên, Lục Vô Trần cũng không chút do dự đuổi theo. Lục Kinh Long không biết vì sao, chỉ có giọng của Lục Đạo Nhất vang lên bên tai hắn. Kinh Long, ven đường ta sẽ lưu lại manh mối, người mang theo người nhanh chóng đuổi theo. Giờ phút này, ở bên ngoài Long Đằng Phủ, hư không đột nhiên nứt ra một lỗ hổng. Ngay sau đó một thanh niên áo đen cùng một con tiểu cầu lông trắng rớt xuống. Đã ra rồi. Tiêu Phàm ổn định thân hình, đánh giá bốn phía, không biết bản thân bị truyền đến chỗ nào. Hắn đang đứng trên một dãy núi, phía dưới có cổ thụ che trời, xanh tươi tốt. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Bạch Ma đột nhiên nói, cái lão đầu kia chính là cường giả phong hầu. Ta muốn giết ông ta đều cần một chút thời gian, đoán chừng không bảo vệ được ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lấy ra từng món đồ ban thưởng trong càn khôn giới chuyển hết về càn khôn giới của bản thân. Về phần đôi cửu tiêu đạp thiên hoa kia, hắn cũng bố trí từng đạo kết giới, không cho phép bất luận khí tức nào lộ ra. Ngươi đúng là rất cẩn thận. Bạch Ma có chút lo mắt mà nhìn đối với Tiêu Phàm. Đồ của kẻ địch tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Tiêu Phàm mỉm cười, tiện tay ném mấy cái càn khôn giới kia xuống, xoay người ngồi lên trên lưng Bạch Ma. Lần này Bạch Ma ngược lại không hề trách mắng Tiêu Phàm, chính nó cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Tiêu Phàm không đáp ứng bái Lục Đạo Nhất làm sư phụ, Lục gia nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bên ngoài bọn họ không dám giết hắn nhưng lén lút thì sao? Ầm ầm. Cũng ngay sau khi Bạch Ma bay ra mấy trăm trượng, sau lưng đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang, lại nhìn thấy mấy cái càn khôn giới bỗng nổ tung. Quả nhiên, Tiêu Phàm hít hít hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bạch Ma, đi mau. Chạy đi đâu bây giờ? Bạch Ma nhìn Tiêu Phàm một cái, nó không hiểu rõ về nơi này cho lắm. Hướng kia, Tiêu Phàm chỉ về phương hướng của U Vân Phủ, hắn cũng không tin lão bất tử Lục gia có thể đuổi kịp tốc độ của Bạch Ma. Sau khi Bạch Ma thôn vệ tám đầu long hồn, thì đã khôi phục được cổ thần cảnh đỉnh phong, lấy thiên phú của nó, cho dù bán bộ thần vương cũng không chắc có thể so được với nó. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn quá xem thường thực lực Lục gia, vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ liền có hai thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, chính là Lục Đạo Nhất và Lục Vô Trần. Khá khen cho Long gia, lại dám giúp hắn chạy trốn. Lục Đạo Nhất nhìn thoáng qua núi rừng phía dưới, trong mắt phóng lãnh điện, tên tiểu quỷ kia lại cẩn thận như thế, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn phong ấn ký truy tung trên cửu tiêu đạp thiên hoa sao? Một bên Lục Vô Trần vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về một phương hướng. Vô Trần, tiếp theo nhờ vào ngươi. Thần sắc Lục Đạo Nhất hơi trầm xuống, nhị gia ra yên tâm, chỉ cần hắn không chết, linh hồn chi lực sẽ không tiêu tán, chạy không thoát được. Lục Vô Trần tự tin vô cùng. Ngay sau đó, Lục Vô Trần nhắm lại hai mắt cảm ứng một hồi, lúc mở ra lần nữa, trong mắt bắn ra hai tia chớp, hướng kia. Đó không phải là hướng về phía U Vân Phủ về sao? Tiểu tử này dĩ nhiên lại muốn trốn về U Vân Phủ. Lục Đạo Nhất cười lạnh liên tục, lập tức một cỗ đại lực nâng lên Lục Vô Trần, hóa thành cực tốc biến mất ở tại chỗ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, tốc độ của Lục Đạo Nhất hoàn toàn không kém Bạch Ma bao nhiêu. Lại nói Tiêu Phàm đang ngồi ở trên lưng Bạch Ma, con ngươi nhìn chằm chằm vào phía sau, nháy mắt liền qua mấy canh giờ, tốc độ Bạch Ma rốt cục chậm lại. Sao lại dừng? Tiêu Phàm quay đầu nhìn xem Bạch Ma. Ta cũng là người A, lần này cả ngày đều dùng tốc độ cao nhất chạy đi, ai mà chịu được. Bạch Ma xem thường nhìn Tiêu Phàm rồi nói. Ngươi là người sao? Tiêu Phàm nhếch miệng, thiếu chút nữa thì đã nói, ngươi là súc vật A, nói dễ nghe thì cũng là thần thú, dù sao cũng không phải là người. Danh con, sao bản đế không phải là người? Bạch Ma kém chút liền muốn nổi bão, ngươi có tin ta sẽ bỏ ngươi ở nơi này hay không? Không tin. Tiêu Phàm mười phần khẳng định đáp lại. Bạch Ma. Nó dứt khoát lười tranh luận với Tiêu Phàm, bất quá nó thật đúng là không dám vứt Tiêu Phàm lại, cái thằng danh con này đồ nghịch hết sức hung ác, ngay cả đại đế như nó đều phải e ngại ba phần. Cho ngươi một đạo long hồn, nhanh chóng khôi phục thể lực. Tiêu Phàm nhìn về phía sau một cái, trong lòng luôn cảm giác có chút bất an, vô cùng hào phóng lấy ra một đạo long hồn nhét vào trong miệng Bạch Ma. Cái này còn được. Bạch Ma nuốt vào ngay, tốc độ cũng chậm lại. Tiêu Phàm không còn để ý tới Bạch Ma, vẫn vô cùng đề phòng nhìn về phía sau. Theo thời gian trôi đi, cảm giác bất an trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Công tử! Đột nhiên, một tiếng kêu mừng rỡ từ đằng xa truyền đến, lại là nam tử trung niên nhanh chóng bay vụt tới. Chọc Thiên Hồng! Sao ngươi lại ở nơi này? Tiêu Phàm nhìn về phía nam tử trung niên, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Mấy người Chọc Thiên Hồng đã ngồi thuyền bay rời đi, dựa theo lý mà nói thì hẳn là đã trở lại U Vân Phủ rồi. Dù sao tốc độ thuyền bay cũng không kém gì cổ thần cảnh đỉnh phong. Thực sự là công tử! Chọc Thiên Hồng kích động nhìn Tiêu Phàm, nói, chúng ta lo lắng cho an nguy của công tử, cho nên ta,
Phong Lang, Quân Nhược Hoan, Thần Thiên Nghiêu và Quỷ Thiên Cừu nửa đường rời khỏi, ở chung quanh chờ đợi công tử. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng hơi hơi cảm động, lập tức trực tiếp đi lên đạp chọc Thiên Hồng một cước. Nhà ngươi, ta để ngươi trở về, ngươi lại không nghe, còn ở lại nơi này làm cái gì? Chọc Thiên Hồng chỉ cười ha ha, hắn cũng không nghĩ đến có thể gặp được Tiêu Phàm ở đây. Cẩn thận! Đột nhiên, Bạch Ma kêu lên sợ hãi, thân hình lóe lên, mang theo Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng nháy mắt biến mất tại chỗ. Vài hô hấp sau, một đạo kiếm mang từ hư không bay vụt tới, xé rách không gian nơi bọn họ vừa mới đứng. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Chọc Thiên Hồng biến hóa, lực lượng có thể xé mở hư không của Thái Cổ Thần Giới thì chí ít cũng phải là cổ thần cảnh đỉnh phong. Vẻ mặt Tiêu Phàm cũng vô cùng ngưng trọng, con ngươi băng lãnh nhìn phía xa, lạnh giọng, nhanh như vậy đã đuổi theo rồi. Tiểu quỷ, ngươi chạy không thoát đâu. Gần như đồng thời, nơi xa một tiếng hét dài nộ xạ mà tới, trong chớp mắt, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phụ cận bọn họ. Hai mắt Tiêu Phàm băng lãnh nhìn một già một trẻ đối diện, rồi sau đó hắn chậm rãi nhảy xuống từ trên lưng Bạch Ma. Công tử, bọn họ là ai? Chọc Thiên Hồng khẽ hỏi, cũng làm xong chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Kẻ thù. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra hai chữ, hai người này không phải ai khác mà chính là Lục Đạo Nhất và Lục Vô Trần đã đuổi đến. Tiêu Phàm biết rõ Lục gia sẽ không dễ dàng buông tha cho bản thân, chỉ không nghĩ đến bọn họ đuổi theo nhanh như vậy. Phải biết, Bạch Ma đã lấy tốc độ cao nhất để chạy đi, đối phương không mượn nhờ thuyền bay liền có thể đuổi kịp bọn họ, đủ để chứng minh lão đầu này cường đại nhường nào. Mấu chốt nhất là, nửa đường Tiêu Phàm còn để cho Bạch Ma cải biến phương hướng nhiều lần, vậy lão đầu này sao vẫn đuổi theo đến được đây? Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đưa tay chịu trói hay là để bản tọa xuất thủ? Lục Đạo Nhất đạm mạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt kia hệt như đang nhìn một người chết. Ông đã cho Tiêu Phàm có cơ hội sống, thế nhưng Tiêu Phàm lại không trân quý, hiện tại ông ta cũng không tất yếu hỏi thăm nhiều nữa. Người muốn giết ta? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Lục Đạo Nhất, nếu như chỉ là một mình hắn, vậy thì thật sự chỉ có thể tự đưa tay chịu trói. Nhưng hiện tại, Bạch Ma dưới chân hắn cũng không phải ăn chay, ngăn lại lão nhân này sẽ không có vấn đề gì. Vốn Tiêu Phàm còn tưởng rằng Lục Kinh Long sẽ đuổi theo, đến lúc đó để Bạch Ma cho người kia một kinh hỉ đây. Về phần thanh niên tên Lục Vô Trần thì Tiêu Phàm biết rõ y không yếu, nhưng còn chưa đến mức phải e ngại, hắn muốn đi thì Lục Vô Trần không có khả năng giết chết được hắn. Khi nói ra lời này, Tiêu Phàm đưa mắt ra hiệu cho Chọc Thiên Hồng. Chọc Thiên Hồng sao có thể không hiểu ý Tiêu Phàm được, đây là bảo hắn chuẩn bị chạy trốn. Nếu như là bình thường, ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Phàm sẽ là thu Chọc Thiên Hồng vào trong tiểu thiên địa, nhưng hiện tại tiểu thiên địa cũng đã vỡ nát không chịu nổi. Hắn hiện tại đang rầu rĩ không biết nên đem người trong tiểu thiên địa di chuyển thế nào đây, làm sao có thể tiếp tục để Chọc Thiên Hồng đi vào. Huống chi, đối mặt với Lục Vô Trần hắn cũng không có quá nhiều nắm chắc, nếu hắn chết thì người ở trong tiểu thiên địa cũng đều không sống được. Ngươi yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Lúc này, Lục Vô Trần một mực trầm mặc không nói lại đột nhiên mở miệng. Bạch Ma, giết chết hắn đi. Tiêu Phàm khó chịu nhất với cái bộ dáng cao cao tựa thượng này của Lục Vô Trần, thiên tài gì chứ, trước cứ giết lại nói. Bạch Ma gầm thét một tiếng, một móng vuốt vung ra, xông thẳng về phía Lục Vô Trần mà đi. Nhưng mà, Lục Vô Trần lại không nhúc nhích, ở trước mặt y xuất hiện một lão giả mặc đạo bào, cũng chính là Lục Đạo Nhất. Nếu đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì chết đi, đừng nghĩ nhiệt xúc này có thể bảo vệ được ngươi. Lục Đạo Nhất hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh về phía Tiêu Phàm. Dám ở trước mặt bản đế đả thương người, chặt móng vuốt của ngươi. Bạch Ma cũng không phải dạng hiền lành gì. Lục Đạo Nhất dám mắng nó là nghiệt xúc, điều này khiến nó sao lại không giận. Gào thét một tiếng, Bạch Ma phát cuồng, thân thể bùng nỏ to ra vài trượng, không có mệnh lệnh của Tiêu Phàm nên nó cũng không dám biến hóa về bản thể, nếu không thì chỉ là bản thể e rằng có thể hù cho đám Lục Đạo Nhất bỏ chạy. Nhưng nếu biến thành bản thể, Tiêu Phàm lại sợ trêu chọc nhiều phiền phức hơn, trường sinh thú, hơn nữa còn là cổ thần cảnh trường sinh thú, những vị cường giả thần vương nghe tin đoán chừng đều sẽ đỏ mắt. Bạch Ma và Lục Đạo Nhất biến mất tại chỗ, nhất thời chỉ còn lại Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng cùng với Lục Vô Trần. Chọc Thiên Hồng, còn thất thần làm cái gì, đi mau. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại quát lạnh một tiếng, mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Chọc Thiên Hồng nào còn dám do dự, hóa thành một vệt sáng lao đi về hướng chân trời. Có thể đánh bại Vũ Văn Tiên, chiếm lấy danh hiệu đệ nhất, thực lực coi như không tệ, đáng tiếc, ở trước mặt ta thì còn chưa đáng kể. Lục Vô Trần thản nhiên nói. Dứt lời, thân ảnh của y nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì cũng đã ngăn cản đường đi của Chọc Thiên Hồng, một kiếm đâm thẳng về phía Chọc Thiên Hồng. Tiêu Phàm kinh hãi, tốc độ của Lục Vô Trần dĩ nhiên lại nhanh như vậy, không kém so với hắn thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ bao nhiêu. Không có thời gian suy nghĩ, Tiêu Phàm quay đầu chém ra một kiếm, chỉ thấy một đạo thiểm quang sáng trắng nháy mắt xuất hiện ở trước người Lục Vô Trần. Táng Quang Kiếm. Lục Vô Trần tùy tiện đỡ được một kích của Tiêu Phàm, sắc mặt vô cùng âm trầm, sát ý càng ngày càng hừng hực lên.
Xem ra ngươi thật sự đã chiếm được Tử Vũ Thần Vương truyền thừa, như thế thì lại càng không thể giữ ngươi lại được. Chết đi! Lục Vô Trần quát nhẹ một tiếng, thân ảnh y lướt lên, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng trường kiếm của y cũng đã đi tới trước người Tiêu Phàm. Quanh thân y càng là hiện lên kiếm khí đầy trời, kiếm quang lấp lóe, mang theo uy thế lôi đình kinh khủng đến cực điểm. Tiêu Phàm nào còn dám khinh thường, Lục Vô Trần không chỉ là cường giả cổ thần cảnh mà còn là tuyệt thế thiên tài, là nhân vật có thể chiến đấu vượt giai. Bạch Ma đã từng nhắc nhở hắn, tiểu tử này đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ, cho dù là cổ thần cảnh hậu kỳ thông thường thì Lục Vô Trần cũng có thể tùy tiện chém giết. Đối mặt với Lục Vô Trần, Tiêu Phàm tương đương với việc phải giao phong với cổ thần cảnh đỉnh phong. Hô một tiếng, vô tận động thiên lơ lửng ở trên đỉnh đầu, hỏa diễm kinh khủng phun ra, kiếm khí tới gần Tiêu Phàm hoàn toàn bị vô tận động thiên đốt luyện. Đồng thời Tiêu Phàm dùng trường kiếm ngăn trước người, mũi kiếm của Lục Vô Trần vừa lúc đâm lên thân Tu La kiếm. Keng một tiếng, hư không bay vụt tia lửa, từng đợt năng lượng gợn sóng nở rộ khoách tán ra bốn phía, Tiêu Phàm đứng không vững, cả người bỗng nhiên bay ngược về nơi xa. Quá yếu. Lục Vô Trần nhàn nhạt lắc lắc đầu, ánh mắt kia liền tựa như đang nhìn một con kiến hôi. Về phần Chọc Thiên Hồng cũng đã chạy trốn tới một bên, thì Lục Vô Trần nhìn đều không nhìn một chút, nhưng lại có một luồng khí tập trung trói buộc vào hắn, không cho phép Chọc Thiên Hồng chạy trốn. Yếu sao? Sắc mặt Tiêu Phàm băng hàn, cũng không phải hắn yếu, mà là Lục Vô Trần quá mạnh. Tuyệt thế thiên tài cổ thần cảnh trung kỳ với hắn có chênh lệch cũng không hề nhỏ, nếu đột phá cổ thần cảnh, Tiêu Phàm ngược lại là sẽ không sợ y, nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm thật đúng là không phải đối thủ của Lục Vô Trần. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, kiếm của Lục Vô Trần lại cử động, thân hình y nghiêng nghiêng bay lượn mà ra, người chưa tới gần, từng đạo lưu tinh kiếm giận dữ cũng đã xuyên thủng lồng ngực Tiêu Phàm. Hư không bay vụt máu tươi, trường bào của Tiêu Phàm cũng bị máu tươi thẩm thấu. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, Lục Vô Trần đều mạnh hơn hắn không phải chỉ một chút. Tiêu Phàm không để ý tới vết thương trên người, trong nháy mắt hắn điểm ra, chung quanh xuất hiện một vòng xoáy rộng lớn, lực rào sát điên cuồng mãnh liệt cuộn trào. Thân hình Lục Vô Trần dừng lại, áo bào y bị lực rào sát cắt trúng, trên mặt cũng xuất hiện mấy vết máu. Một thoáng chốc sau, trong thân thể y phát ra một tiếng ầm vang, kiếm khí cuồn cuộn tác dụng hình thành một kết giới màu trắng. Y duỗi ra ngón tay sờ sờ gò má, nhìn ngón tay bị máu tươi nhuộm đỏ của mình. Sát ý lạnh lẽo từ trên người y bộc phát ra, ngươi lại có thể đả thương ta. Nếu và ta đồng giai, giết ngươi dễ như giết heo chó chứ không chỉ là tổn thương ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất thảm. Lục Vô Trần hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn, kiếm khí bạch sắc từ trên người y mãnh liệt cuộn trào mà ra, tựa như kiếm khí đầy trời ấy vốn ẩn tàng ở trong thân thể y vậy. Nhân thể bí cảnh. Tiêu Phàm sao còn không hiểu được, Lục Vô Trần cũng đã thật sự quyết tâm. Bắt đầu kích phát sức mạnh bí cảnh, đây là lực lượng đặc thù của cổ thần cảnh. Ầm ầm, kiếm khí kinh khủng lại bài xích lực rào sát của thần thông ngữ ra ngoài, một biển kiếm khí sáng chói lấy Lục Vô Trần làm trung tâm bắt đầu lan tràn. Không đến hai cái hô hấp sau, biển kiếm khí thay thế thần thông ngữ, Tiêu Phàm kinh sợ thối lui về sau, nhưng trên người hắn vẫn bị mấy đạo kiếm khí cắt trúng. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đồng thời Tiêu Phàm lại tràn đầy mong đợi đối với cổ thần cảnh, nếu bản thân đã là cổ thần cảnh, đối phó với cái tên Lục Vô Trần này sẽ không cần bị động như thế. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không phải kẻ chịu ngồi chờ chết, dù là không phải là đối thủ của Lục Vô Trần, thì hắn cũng phải kéo xuống mấy khối huyết nhục của người kia. Vô Trần kiếm, chảm. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Lục Vô Trần cũng đã giơ trường kiếm trong tay, một kiếm hung hăng chém xuống, không giết Tiêu Phàm, y quyết không bỏ qua. Kiếm quang bạch sắc phóng ra từng đợt gợn sóng, kiếm cương cuồng bạo mà sắc bén khiến cả hư không đều mơ hồ bị xé rách, một kích này hàm chứa uy lực vô tận. Tiêu Phàm không dám giao phong chính diện. Nếu là đồng giai hắn có thể xưng là vô địch, nhưng chênh lệch một đại cảnh giới, hai tiểu cảnh giới thì hắn sẽ không ngây ngốc lấy cứng trọi cứng với Lục Vô Trần. Đương nhiên, nếu như bằng vào nhục thân thì hắn cũng không sợ, nhưng hắn thiếu khuyết chính là sức mạnh nhân thể bí cảnh. Hơn nữa hiện tại tiểu thiên địa của hắn cũng phá toái không chịu nổi, không có cách nào điều động lực lượng trong tiểu thiên địa, nếu không Tiêu Phàm cũng còn có mấy phần chiến thắng. Nhưng hiện tại, hắn không có lấy một phần cơ hội thắng được Lục Vô Trần. Tiêu Phàm không chút do dự đạp Thái Huyền Thần Du bộ nhanh chóng thối lui. Thân hình nhanh đến cực hạn, bất quá tốc độ Lục Vô Trần cũng không chậm, gắt gao quấn lấy hắn. Mắt thấy kiếm quang sắp chém xuống, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, gầm thét một tiếng, ở sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện hắc sắc ma ảnh, cũng chính là Tu La ma ảnh. Vốn hắn không muốn tùy tiện thi triển lực lượng của Tu La ma ảnh, nhưng hiện tại đây cơ hồ là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Vô tận động thiên tuy mạnh nhưng ở trước mặt Lục Vô Trần, cũng chỉ có thể nắm giữ lực phòng thủ mà thôi. Mặt khác, thần thông ngữ đều không làm gì được Lục Vô Trần, nghịch loạn chi kiếm hay nghịch loạn đồng mà giao phong chính diện khẳng định cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trừ phi có thể xảy ra bất ngờ nào đó. A! Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, điều động lực lượng toàn thân bổ ra một kiếm,
kiếm cương màu máu đón lấy đạo kiếm quang bạch sắc kia. Ầm một tiếng bạo hưởng, hai đạo kiếm quang nổ tung ở hư không, thân thể Tiêu Phàm bay ngược ra, miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ càng là bốc lên không thôi. Đối diện, Lục Vô Trần cũng lui về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững thân hình, trên người y bị mấy đạo kiếm khí cắt vỡ, máu tươi nhiễm đỏ cả tấm áo bào trắng. Lục Vô Trần lộ vẻ dữ tợn, sát ý càng ngày càng cường thịnh lên, y đường đường là một trong ba nhân vật đứng đầu Thiên Võ Thần Sơn, vậy mà lại bị dã tiểu tử này nhiều lần tổn thương, điều này khiến y sao có thể không giận đây. Tiêu Phàm lau đi máu trên khóe miệng, nhe răng cười nhìn Lục Vô Trần, một bộ muốn liều mạng tới cùng với Lục Vô Trần mới thôi. Thực lực của hắn có lẽ không phải là đối thủ của Lục Vô Trần, nhưng nhục thân hắn tuyệt đối mạnh hơn Lục Vô Trần rất nhiều, chút thương thế ấy đối với hắn mà nói, mấy hơi thở liền sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ cần có thể ổn định thế cục, dù cho hắn hao tổn cũng có thể mài chết Lục Vô Trần. Chỉ bất quá Lục Vô Trần chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội như thế, từ chiến đấu vừa rồi Tiêu Phàm đại khái có thể phán đoán ra, lúc nãy khi Lục Vô Trần triển lộ thực lực tuyệt đối không phải ranh giới cuối cùng của y. Lục Vô Trần tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đột nhiên, khí thế trên người y một lần nữa phát sinh biến hóa, đồng thời, vết máu trên áo bào chậm rãi bay xuống, cả người lộ ra dáng vẻ siêu phàm nhập thánh, không nhiễm bụi trần. Kiếm này tên Đoạn Trần, Đoạn Hồng Trần. Lục Vô Trần khẽ nói một tiếng, trường kiếm rung động giống như lũ quét, lượng lớn quang mang bạch sắc từ trên người y bộc phát ra, xa xa nhìn lại liền tựa như có vô số trường kiếm nhỏ bé. Không chỉ như thế, bốn phía hư không cũng đều xuất hiện vô số kiếm khí, giống như ngàn vạn con ong bay về tổ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm chỉ cảm giác tê cả da đầu, thật giống như bị vô số con rắn độc tiếp cận, căn bản không thể trốn đi đâu được. Hắn không chút do dự định trốn vào trong tiểu thiên địa, nhưng mà loại kia cảm giác nguy cơ kia vẫn không biến mất. Khi lần nữa xuất hiện ở hư không, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn từ hắn thân thể hắn mãnh liệt cuộn trào mà ra. Đồng thời, vô tận động thiên vận chuyển tới cực hạn, bảo hộ hắn ở trung ương, vô tận chiến huyết cũng triệt để sôi trào hẳn lên. Lúc này, kiếm khí lít nha lít nhít tới gần, mặc dù có một chút đã bị vô tận động thiên đốt luyện, nhưng vẫn có chút lợi kiếm xuyên qua thân thể Tiêu Phàm. Máu tươi từ trên người Tiêu Phàm thẩm thấu ra, còn có một loại lực lượng quy dị hướng về kinh mạch toàn thân hắn mà phóng đi. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ cực tốc phóng tới phía Lục Vô Trần, đồng thời con ngươi hắn cũng biến thành sắc máu. Tu La luyện ngục. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng trong lòng, hắc sắc hỏa diễm đầy trời nháy mắt bao phủ Lục Vô Trần ở bên trong. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Nghiệp hỏa, ngươi lại có thể điều khiển nghiệp hỏa. Lục Vô Trần hít hai mắt, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá y cũng không có bất luận e ngại gì, ngược lại chỉ lộ ra vẻ khinh thường. Nói, ta chính là Vô Trần chi thể, nghiệp hỏa thì có thể làm gì được ta, trừ phi nghiệp hỏa của ngươi ngưng tụ thành hồng liên, đáng tiếc, ngươi không có. Lục Vô Trần mặc cho nghiệp hỏa cuồn cuộn đốt cháy, y vẫn như cũ chẳng hề chuyển động, nghịch loạn. Cũng đúng vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhắm mắt trái, mở ra mắt phải. Mắt phải biến thành máu huyết hồng, lời kiếm màu máu cuồn cuộn lôi xé hư không. Phốc phốc, vô số lợi kiếm xuyên thủng thân thể Lục Vô Trần, tấm áo trắng vốn không nhiễm bụi trần lại một lần nữa biến thành màu đỏ thẫm. Tiêu Phàm thi triển đồng thuật tu, La luyện ngục vốn chỉ để bao vây Lục Vô Trần mà thôi, nghịch loạn đồng mới là thuật tấn công chân chính. Nhưng mà tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một góc thông thiên liễu thụ to lớn xuất hiện ở hư không, cành lá chập chờn, lợi kiếm đầy trời bỗng nhiên gào thét mà ra. Liễu Chu Hồn, giết hắn cho ta. Tiêu Phàm hét lớn. Hắn một mực không triệu hồi ra Chu Hồn Thần Liễu chính là vì chờ đợi giờ khắc này, Liễu Chu Hồn đã sớm nhận được mệnh lệnh của Tiêu Phàm, cành lá đầy trời hóa thành lợi kiếm đâm về phía Lục Vô Trần. A, Lục Vô Trần gào thét một tiếng, thân thể bị cành lá thiếu chút nữa xuyên thủng trở thành cái sàng, bất quá ở thời khắc mấu chốt, trên người y đã đột ngột xuất hiện một tấm áo giáp bạch sắc, áo giáp phóng ra vầng sáng nhàn nhạt bắn ngược toàn bộ lợi kiếm đầy trời trở về, nhưng sắc mặt y cũng trắng bệch vô cùng. Toàn thân Lục Vô Trần máu me đầm đìa, nếu như không phải ở thời điểm then chốt được áo giáp thể, y có khả năng sẽ bỏ mạng. Tiểu tử, đó là pháp bảo, mau lui lại. Liễu Chu Hồn kêu to, thực lực của hắn đã sớm bị hao tổn, bây giờ nhiều nhất, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực cổ thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Đối mặt với Lục Vô Trần, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, cũng chỉ có thể bắt nạt tu sĩ thiên thần cảnh ở trên vô thần đảo ca mà thôi. Pháp bảo, nét mặt Tiêu Phàm khẽ biến. Giờ phút này hắn không tốt hơn bao nhiêu so với Lục Vô Trần, bị kiếm khí lít nha lít nhít xuyên thủng thân thể, ngũ tạng lục phủ của hắn đều không có một chỗ nào hoàn hảo. Nếu đổi lại là người khác, đoán chừng đã sớm chết đến không thể lại chết hơn. Nhưng Tiêu Phàm có sức khôi phục kinh người, vẫn có thể bảo vệ sinh cơ, chỉ là thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hắn cực kỳ không cam lòng, không nghĩ đến đã tính toán tới bước này mà vẫn không thể giết chết được Lục Vô Trần. Lục Vô Trần không hổ là người của đại gia tộc, thậm chí ngay cả pháp bảo đều có thể nắm giữ,
Hắn liều chết liều sống mới có được một đôi giày rách, mà đôi giày ấy còn có thể bị lục đạo nhất động tay động chân, nên hắn không dám tùy tiện sử dụng. Hỗn trướng, ta muốn xé xác ngươi. Lục Vô Trần gào thét không thôi, hiển nhiên y đã phẫn nộ đến cực điểm. Trong số những thiên tài cùng tuổi, y còn chưa bao giờ nếm qua thua thiệt thế này, vốn cứ tưởng là dễ dàng có thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng không nghĩ đến kém chút nữa đã tự bỏ luôn cái mạng mình. Lửa giận của Lục Vô Trần cũng đã triệt để sôi trào. Giờ phút này trạng thái của Tiêu Phàm không hề tốt đẹp gì, hắn thu liễu chu hồn vào tiểu thiên địa rách nát, tay trái gắt gao cầm một cái hộp đen, trong mắt lộ ra vẻ ngoan tuyệt, tựa như tùy thời muốn kích phát lực lượng bên trong hộp đen này. Chiếc hộp này chính là truyền thừa Tu La Điện, Tiêu Phàm một mực không nỡ dùng, ở trong mắt hắn nếu dùng để đối phó với Lục Vô Trần thì quá lãng phí. Nhưng hiện tại, nếu quả thật bức hắn tới đường cùng thì Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không để ý chuyện giết Lục Vô Trần. Tiểu quỷ, chạy mau. Cũng đúng lúc này, thanh âm bạch ma vang lên bên tai hắn. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy nơi xa một đạo quang ảnh đang cực tốc tới gần, đó là một chiếc thuyền bay, không cần nghĩ cũng biết rõ hẳn là người của Lục Đạo Nhất đã đuổi đến. Tiêu Phàm cũng không quan tâm tới việc giết Lục Vô Trần nữa, đưa tay lấy ra đôi giày cửu tiêu đạp thiên hoa, chân đạp thái huyền thần du bộ, lách mình xuất hiện ở bên người Chọc Thiên Hồng, tóm lấy Chọc Thiên Hồng rồi lập tức bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Lục Vô Trần cười lạnh nhìn thân ảnh Tiêu Phàm chạy đi xa, đột nhiên đánh ra một đạo thủ ấn. Ầm một tiếng nổ vang, nơi xa ở dưới chân Tiêu Phàm đột nhiên nổ tung, hai chân hắn trực tiếp bị tạc trở thành mảnh vụn, cửu tiêu đạp thiên hoa rơi xuống phía dưới. Công tử? Chọc Thiên Hồng hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng, hơi nước tràn ngập hai mắt. Đừng phản kháng. Tiêu Phàm lại hừ lạnh một tiếng, tựa như một đôi chân kia căn bản không phải là của hắn. Hắn chuẩn bị ném Chọc Thiên Hồng vào trong tiểu thiên địa. Vụt. Nhưng mà lúc này, một đạo lợi mang gào thét mà tới, nháy mắt cắt đứt lực lượng linh hồn mà Tiêu Phàm đang bao phủ lấy Chọc Thiên Hồng. Tiêu Phàm vốn chuẩn bị được ăn cả ngã về không, ném Chọc Thiên Hồng vào trong tiểu thiên địa, nhưng hắn lại bị một kiếm này ngăn trở. Đi mau. Tiêu Phàm hét lớn, tiện tay vung ra một cỗ đại lực đánh vỡ một kiếm kia, đẩy Chọc Thiên Hồng bay ra ngoài. Hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không có khả năng trốn, nếu không Chọc Thiên Hồng chỉ có thể sẽ chết càng nhanh. Thậm chí, Đệ Nhất Thành cũng sẽ bởi vì hắn mà gặp chuyện không may, nếu không Tiêu Phàm đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế để trốn. Công tử, ngươi đi mau, ta sẽ ngăn lại chúng. Chọc Thiên Hồng kêu lên sợ hãi không thôi, Tiêu Phàm dĩ nhiên lại bảo hắn trốn trước, nhưng Tiêu Phàm đã rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Chọc Thiên Hồng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ được một tu sĩ nhân loại đối đãi chân tình đến thế, khẽ cắn môi, Chọc Thiên Hồng tựa như làm ra một quyết định gian nan vô cùng. Ngươi ngăn không nổi bọn chúng. Tiêu Phàm lộ vẻ mặt ngoan độc, cũng không có cái gì e ngại, đột nhiên cười nhìn Chọc Thiên Hồng nói, Chọc Thiên Hồng, ngươi không sợ chết sao? Sợ. Chọc Thiên Hồng nghiêm túc gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng mà, có một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cái gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi đã hỏi. Trốn chạy. Chọc Thiên Hồng đứng song song với Tiêu Phàm, sắc mặt âm trầm nhìn thuyền bay đối diện đang bay tới, khẽ nói, ta một mực đều là một kẻ vô tư lự, nhưng ta biết rõ công tử đối đãi với ta như huynh đệ, nếu ngay cả huynh đệ mà ta đều bỏ lại, đời này ta có sống sót cũng chỉ thêm hổ thẹn, cho nên ta không muốn chạy trốn. Nghe được lời này, trên mặt Tiêu Phàm tê cũng lộ ra một nụ cười, hắn nói, nếu phải chết ở nơi này, huynh đệ chúng ta liền xáo trộn đến tận Diêm La Điện. Hai người này sợ tới choáng váng rồi hay sao? Lúc này còn cười được, qua một lúc để xem chúng khóc thế nào. Thuyền bay tới gần, phía trên truyền đến tiếng giễu cợt của một đám, ánh mắt kia nghiễm nhiên là đang nhìn hai kẻ sắp chết. Tiêu Phàm nhận ra lai lịch của những người này, cầm đầu là Lục Kinh Long, những người khác thì là người của Thiên Đô Phủ cùng với tu sĩ Huyền Thiên Kiếm. Lục Kinh Long vung tay lên, tu sĩ bốn phía nhao nhao tản ra, bao vây kín kẽ hai người Tiêu Phàm ở trung ương. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi hơi trầm xuống, nhìn thấy những người này lại tản ra, hắn vội vàng nắm thật chặt chiếc hộp huyết sắc trong tay. Dù không thể kéo tất cả các ngươi làm đệm lưng, vậy thì cũng phải tiêu diệt hơn phân nửa. Tiêu Phàm lạnh lẽo thầm nghĩ, ánh mắt tập trung vào nơi kẻ địch đứng dày đặc. Tiêu Phàm, lúc ngươi phách lối có từng nghĩ tới ngươi sẽ chết ở nơi này? Lục Kinh Long lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, hắn đột nhiên phát hiện nếu cứ giết Tiêu Phàm một cách đơn giản, thì cũng khó phát tiết mối hận trong lòng. Ta thật sự không nghĩ tới Lục Kinh Long ngươi nói chuyện lại giống đánh giấm như vậy. Tiêu Phàm khinh thường nói. Lục Kinh Long đã thề, mình và tu sĩ Thiên Đô Phủ tuyệt đối không giết Tiêu Phàm. Nhưng mà hiện tại, hắn lại nuốt lời. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ chém đứt tứ chi của ngươi, sau đó để người Huyền Thiên Kiếm Tông giết ngươi, cũng không tính là nuốt lời. Lục Kinh Long nhếch miệng cười nói, nụ cười kia lộ ra vẻ tàn nhẫn vô tận, hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng, sát khí bừng bừng nói, ngươi tốt nhất chém tận giết tuyệt ta, nếu không, ta sẽ trở thành cơn ác mộng của Lục gia các ngươi. Ngươi một tên còn sống ta đều không sợ, biến thành người chết thì ta sẽ sợ ngươi chắc. Lục Kinh Long càn rỡ cười to.
Những người khác nghe vậy cũng cười ha hả theo. Có lẽ, kẻ phải chết là các ngươi cũng không nhất định. Giọng nói băng lãnh của Chọc Thiên Hồng vang lên. Nụ cười của Lục Kinh Long chậm rãi mất đi, khinh thường nhìn Chọc Thiên Hồng nói, Tiêu Phàm, ngươi phách lối thì cũng thôi đi, nô tài của ngươi dĩ nhiên cũng phách lối như thế, quả nhiên không hổ là chủ tớ. Lục trưởng lão thực sự là nhân từ đối với các ngươi, để chủ tớ các ngươi có thể chết cùng một chỗ, nếu là ta, ắt sẽ đem bọn ngươi thiên đao vạn quả. Một vị trưởng lão của Thiên Đô Phủ cười to quát lớn. Theo ta thấy, thiên đao vạn quả đều là nhẹ, ta phải rút thần hồn của chúng đốt đèn trời, tra tấn vạn vạn năm mới thống khoái. Một vị trưởng lão của Huyền Thiên Kiếm Tông cũng lộ vẻ ác độc. Người ở đây, nếu nói ai hận Tiêu Phàm nhất thì tuyệt đối sẽ là Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Bạch Y chết rồi, Huyền Diệp cũng đã chết, Huyền Thiên Kiếm Tông càng bởi vì Tiêu Phàm mà chỉ chiếm được hạng cuối, tổn thất cũng quá lớn. Chính như ông ta nói, cho dù giết Tiêu Phàm thì cũng khó có thể hả giận. Đừng nói nhảm nhiều nữa, động thủ đi. Lúc này, Lục Vô Trần toàn thân nhuốm máu đột nhiên lạnh như băng cất lời. Bị một tu sĩ thiên thần cảnh gây thương tích, trong lòng y còn kìm nén một ngụm lửa giận, không giết Tiêu Phàm, tâm tu tuyện của y sẽ bị ảnh hưởng, về sau muốn đột phá sẽ gian nan hơn rất nhiều, có lẽ cả một đời sẽ vĩnh viễn dừng bước tại cổ thần cảnh trung kỳ cũng không chừng. Mệnh lệnh của Lục Vô Trần, Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tự nhiên không dám phản bác, trong đó mấy vị trưởng lão giết tới, bọn họ đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên. Mặc dù ở trong địa cung của Long Đằng Phủ đã chết không ít, nhưng còn có một số kẻ sống sót, mặt khác còn có chút cường giả của Thiên Võ Thần Sơn. Những người này đoán chừng tùy tiện một người đều có thể giết được Tiêu Phàm bọn họ. Công tử, đa tạ ngươi nhiều năm chiếu cố, ta nghĩ, hai người chúng ta đều chết còn không bằng chỉ một người chết. Khi những tên cổ thần cảnh đánh tới, Chọc Thiên Hồng đột nhiên mỉm cười hướng về phía Tiêu Phàm, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng không hay, lại đã thấy Chọc Thiên Hồng tung một trường đẩy hắn ra. Đồng thời, Chọc Thiên Hồng bỗng nhiên biến về bản thể, hóa thành một con chọc mệnh thiên vĩ to lớn. Tám xúc tu đẫm máu đột nhiên mãnh liệt quật về bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh giống hệt như tám thanh lợi kiếm một dạng. Chọc mệnh thiên vĩ. Những cường giả cổ thần cảnh đang đánh tới sắc mặt hơi hơi biến đổi, thực lực bọn họ có lẽ có thể giết chết Chọc Thiên Hồng, nhưng lại không cách nào ngăn cản năng lực quỷ dị của Chọc Thiên Hồng. Ngũ chọc chi khí, chọc mệnh cũng có thể chọc thế. Chọc Thiên Hồng quát lớn một tiếng, từng đầu xúc tu huyết sắc bỗng nhiên nổ tung. Thân thể càng nhào về phía Lục Vô Trần cách đó không xa. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang, màn sương máu cuồn cuộn mãnh liệt tứ phương, nháy mắt đã bao phủ chu vi 10 dặm, tất cả mọi người cơ hồ đều bị bao phủ ở bên trong. Không tốt, mau lui lại. Thần cách của ta. Lục trưởng lão, cứu ta. Những tu sĩ cổ thần cảnh bắt đầu gào thét, bọn họ đại bộ phận đều là tu sĩ của thế hệ trước, huyết khí vốn đã 10 phần khô kiệt, lại làm sao có thể chịu được nữa đây? Chọc mệnh chi khí điên cuồng rót vào thân thể bọn họ, làm sao cũng ngăn không nổi, cho dù là Lục Kinh Long và Lục Vô Trần thì cũng không tốt hơn bao nhiêu, thần cách toàn bộ đều bị hao tổn. Vô Trần chi thể cũng ngăn không được chọc mệnh chi khí ăn mòn. Nếu như nói còn có ai bình yên vô sự, vậy thì chỉ có Tiêu Phàm, chọc mệnh chi khí kia căn bản không làm gì được hắn, thậm chí, khi chọc mệnh chi khí tiến vào thân thể Tiêu Phàm lại còn có một loại cảm giác sảng khoái không nói ra được. Bất quá, Tiêu Phàm lại không để ý tới chuyện này. Mà là nhào về phái Chọc Thiên Hồng như không muốn sống nữa, hắn không nghĩ đến Chọc Thiên Hồng lại hy sinh bản thân để mà cứu hắn. Chọc Thiên Hồng. Tiêu Phàm giống to, mặc cho chọc mệnh chi khí kia mãnh liệt xông vào trong thân thể. Công tử, vĩnh biệt, phần lễ vật cuối cùng ta tặng cho công tử, cảm tạ ân tình của công tử nhiều năm qua. Thanh âm Chọc Thiên Hồng vang lên ở hư không. Lời vừa dứt, thân thể hắn cũng bỗng nhiên nổ tung, một viên đá huyết sắc từ thân thể hắn bắn ra, xông vào thể nội Tiêu Phàm. Không. Tiêu Phàm gào thét. Vươn tay như muốn bắt lấy cái gì, thế nhưng hắn lại chẳng thể bắt được gì cả. Tiêu Phàm, chết cho ta. Đột nhiên, một thanh âm phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một vệt sáng hung hăng chém giết về phía Tiêu Phàm. Gương mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ hung ác, nhìn thấy kiếm quang chém tới, hắn cực tốc tránh sang một bên, có mệnh chọc chi khí ngăn cản, đối phương căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn. Nhưng mà, đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, sau đó kiếm khí lít nha lít nhít từ bốn phía vọt tới. Đối phương nhìn không thấy Tiêu Phàm, chỉ muốn dùng loạn đao chém chết hắn. Trong nhất thời, hư không bị vô tận kiếm khí xé rách, đáng sợ đến cực điểm. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm cũng đã không còn ở trong hư không, thân thể hắn chìm xuống, trốn vào bên trong rừng núi, hắn vội vã vận chuyển thần lực, hai chân nổ tung lấy tốc độ mắt trần có thể thấy mà khôi phục như cũ. Giờ khắc này, sức khôi phục kinh khủng của Tiêu Phàm rốt cục đã được thể hiện ra, vẻn vẹn chỉ 10 cái hô hấp, hai chân Tiêu Phàm đã trở về như ban đầu. Hắn vung tay lên, cửu tiêu đạp thiên hoa cách đó không xa bay vụt tới, Tiêu Phàm lại lần nữa mang ở trên chân, sau đó giận dữ nhìn lên không trung, tu la kiếm xuất hiện ở trong tay. Chọc Thiên Hồng, ngươi yên tâm, người ở đây mỗi một kẻ đều phải chôn theo ngươi, còn có Huyền Thiên Kiếm Tông,
Thiên Đô phủ cùng tất cả những kẻ tham dự vây giết đều sẽ bị hủy diệt, dùng để tế vong hồn linh thiêng của ngươi. Hai mắt Tiêu Phàm băng hàn, đỏ bừng vô cùng, hắn không nghĩ đến Chọc Thiên Hồng lại kiên quyết như thế, hắn còn có sức đánh một trận, Chọc Thiên Hồng căn bản không cần phải chết. Nghĩ tới đây, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tuôn ra, hiện tại, hắn chỉ muốn đại khai sát giới. Dưới chân lóe lên, thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên biến mất tại chỗ, hắn đột ngột phóng lên trên không trung. Phập, chốc lát sau, một cái đầu bay lên, gã cường giả cổ thần cảnh kinh ngạc nhìn tia chớp lóe, chưa kịp hồi thần thì đã mất mạng, người thứ nhất. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, thân ảnh kia trong nháy mắt bị kiếm khí của hắn quấy nát hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại. Giờ phút này, chân chính giết chóc mới chính thức bắt đầu. Huyết khí của tu sĩ Thiên Đô phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông đều bị mệnh chọc chi khí ăn mòn gây ô nhiễm, sinh cơ nhanh chóng xói mòn, mấy người đều sắp nghênh đón cái chết. Giờ phút này bọn họ đang phải dốc hết toàn lực xua đuổi mệnh chọc chi khí trong thân thể, căn bản không quản được cái khác, nếu không, cho dù không ai ra tay với họ thì bọn họ cũng sẽ phải chết. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm ở thế cục hiện tại lại vẫn không chạy trốn, mà là muốn giết sạch bọn họ. Những tu sĩ thiên thần cảnh tự nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, trên cơ bản giống như giết gà giết chó mà thôi, rất nhanh liền bị Tiêu Phàm đồ sát hầu như không còn. Về phần những tu sĩ thế hệ trước, bởi vì thọ nguyên của họ vốn còn thừa không bao nhiêu, tăng thêm mệnh chọc chi khí ăn mòn, sự sống sói mòn, trên người cũng đã toát ra không ít đau nhức thấu tâm can. Bọn họ ngay cả tự bạo cũng thành vấn đề, nào còn có thể là đối thủ của Tiêu Phàm được đây. Cũng chỉ có mấy tu sĩ Thiên Võ Thần Sơn, bởi vì cách xa vị trí tự bạo của Chọc Thiên Hồng, nên mặc dù cũng bị mệnh chọc chi khí ăn mòn, nhưng tình huống coi như tương đối tốt, chỉ ít tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều mệnh cách của chúng cũng đã bị hao tổn, về sau muốn đột phá khả năng liền cực kỳ phiền toái. Cho dù là Lục Kinh Long và Lục Vô Trần thì cũng không tốt hơn gì, Lục Kinh Long nhìn qua cực kỳ già nua, da rẻ trên mặt hắn đều trở nên khô quắt. Cách đó không xa, Lục Vô Trần cũng biến thành bộ dạng người già. Hơn nữa mệnh cách của y bị mệnh chọc chi khí ăn mòn, Vô Trần chi thể cũng đang phát sinh lấy một chút biến hóa vi diệu. Lục Kinh Long và Lục Vô Trần mang theo mấy người khác khống chế thuyền bay nhanh chóng lùi về phía sau, con người băng lãnh nhìn chằm chằm vào trong biển xương máu. Trên không trung, Bạch Ma cùng Lục Đạo Nhất đang quấn lấy nhau cũng bị tiếng vang bên dưới gây kinh động, khi thấy dáng vẻ Lục Kinh Long, cả hai đều không khỏi trừng lớn hai mắt, là ngũ chọc, một trong mệnh chọc chi khí. Bạch Ma kinh ngạc nhìn xương máu cuồn cuộn bên dưới, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhưng mà, khi nó nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng thu hoạch tính mệnh ở giữa biển xương máu kia, thì lại không khỏi càn rỡ cười ha hả, mắng, tiểu tử này, quả thật có gan. Lấy tu vi thiên thần cảnh lại còn ở lại chém giết một nhóm cổ thần cảnh, đây không phải có gan thì là cái gì? Bạch Ma không biết tình nghĩa giữa Tiêu Phàm và Chọc Thiên Hồng. Chọc Thiên Hồng chết, cơ hồ đã khiến Tiêu Phàm mất đi lý trí, thù này, hắn nhất định phải báo. Với cách làm người của Tiêu Phàm, có năng lực báo thù thì hắn sẽ báo thù ngay tức khắc. Hiện tại có cơ hội tốt giết bọn chúng, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như Tiêu Phàm hiện tại chạy trốn, đám người Lục Đạo Nhất tuyệt đối không có khả năng đuổi theo hắn, cơ hội sống sót rất lớn. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có dự định chạy trốn, dù cho muốn chạy thì hắn cũng phải kéo theo một chút đệm lưng, đừng để Chọc Thiên Hồng trên đường xuống suối vàng lại đi quá cô độc. Phốc phốc, từng tiếng giòn vang từ trong biển xương máu truyền đến, thỉnh thoảng kèm theo đó là tiếng kêu thảm. Tiêu Phàm một người ở trong chọc mệnh chi khí qua lại tự nhiên, chém giết cổ thần cảnh lại giống như giết gà giết chó. Ngay cả mệnh chọc chi khí còn không sợ, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá khủng bố rồi, nếu thật để cho hắn trưởng thành thì đó chính là địa nạn của Lục gia. Tiểu tử này nhất định phải chết. Lục Đạo Nhất cắn răng nói, muốn tránh thoát cản trở của Bạch Ma nhưng Bạch Ma nào sẽ để cho ông ta thành công. Không thể không nói, Lục Đạo Nhất không hổ là nhân vật cấp bậc phong hầu, ngay cả Bạch Ma đều chỉ có thể chiếm thượng phong, chứ không có thể lập tức giết chết ông ta. Thật lâu sau, tiếng kêu thảm trong biển xương máu biến mất, Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn họ mang theo nhiều người như vậy tới giết Tiêu Phàm, nhưng nào nghĩ đến vậy mà sẽ bị Tiêu Phàm giết ngược lại. Mấy người hận không thể lập tức xông lên chém Tiêu Phàm thành muôn mảnh, nhưng mà vừa nghĩ tới mệnh chọc chi khí, bọn họ lại không dám tới gần một chút nào. Trong mệnh chọc chi khí màu máu, Tiêu Phàm cầm tu la kiếm lạnh lùng nhìn thi thể không đầu trước mặt, cách đó không xa còn bay lên một cái đầu. Đừng giết ta. Cái đầu há miệng kinh khủng phun ra một câu. Phốc phốc, Tiêu Phàm xuất thủ vô tình, chém cái đầu kia thành bột mịn, tu la kiếm nhỏ xuống từng giọt máu nóng đỏ tươi, sắc đỏ hết sức yêu diễm chói mắt. Đây vẻn vẹn chỉ là sự khởi đầu. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, sau đó hắn đưa tay hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng xoáy rộng lớn xuất hiện, chỉ là vòng xoáy này lại xoay tròn thuận chiều. Chốc lát sau, mệnh chọc chi khí màu máu đầy trời hoàn toàn bị vòng xoáy thôn phệ, thân ảnh Tiêu Phàm cũng bại lộ ra. Hắn lạnh lùng nhìn Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần trên thuyền bay đối diện, nói,
Lục gia các ngươi không nên đắc tội ta. Các ngươi cũng không nên chết quá sớm, ta sợ các ngươi không nhìn thấy được cảnh Lục gia nhất mạch bị diệt tuyệt. Tự tìm cái chết. Lục Kinh Long gầm thét, một trường giận oanh mà ra. Mặc dù khí huyết của hắn suy yếu nhưng vẫn là cổ thần cảnh đỉnh phong, một trường này Tiêu Phàm có lẽ tiếp nhận không được. Ha ha, Lục Kinh Long, ta sẽ cho ngươi thấy, một con chó của Lục gia ta đều sẽ không buông tha. Tiêu Phàm căn bản không có ý định giao thủ với Lục Kinh Long, hắn lao cực tốc về chân trời, tốc độ nhanh chóng khiến Lục Kinh Long không thể tưởng tượng nổi. Vô Trần, nhanh hủy Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa. Lục Kinh Long vội vàng hét lớn. Lục Vô Trần khó xử lắc lắc đầu, nói, vừa mới rồi ta cũng đã hủy ấn ký trên Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa làm gãy mất hai chân của hắn, hiện tại chúng ta cũng không cách nào khống chế hay cảm ứng Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa được nữa. Lúc nói ra lời này, trong lòng Lục Vô Trần có một ý nghĩ lớn mật, tiểu tử kia trước đó cố ý sử dụng Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa để chạy trốn, không phải là vì chờ ta hủy đi ấn ký trên đó đấy chứ. Nghĩ tới cái này, hai mắt Lục Vô Trần hơi hơi co rụt lại, nếu quả thật là như vậy thì tiểu tử Tiêu Phàm cũng quá đáng sợ. Đuổi theo. Lục Kinh Long phẫn nộ đến cực điểm, cho người thao túng thuyền bay lao nhanh về phía mà Tiêu Phàm đã chạy mất. Lục Vô Trần cắn răng nói, vô luận như thế nào, đều phải giết người này. Tiêu Phàm chân mang Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa, được thường do đạt hạng nhất thiên thần bảng tranh đoạt, cho dù không thi triển ra Thái Huyền Thần Du Bộ, thì tốc độ của hắn cũng nhanh vô cùng. Sông núi cùng mây gió cực tốc lui lại, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng bay về hướng U Vân Phủ. Nhìn Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa dưới chân, Tiêu Phàm cũng hơi hơi kinh ngạc trong lòng, không hổ là pháp bảo, tùy tiện thôi động, tốc độ liền có thể so với cổ thần cảnh đỉnh phong. Trong lúc kinh ngạc, con ngươi đen kịt của Tiêu Phàm lại hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, Lục gia quả nhiên động tay vào Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa, may mà trước đó ta lấy hai chân làm cái giá để Lục gia xóa đi ấn ký này, nếu không hiện tại đoán chừng khó trốn thoát khỏi truy sát của Lục gia. Trước đó Tiêu Phàm mang Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa vào chân để bỏ chạy, vốn là muốn Lục gia xóa đi ấn ký trên đó, sau đấy mới mang Chọc Thiên Hồng bỏ chạy. Chỉ là Tiêu Phàm đã đánh giá quá thấp uy lực của ấn ký trên Cửu Tiêu Đạp Thiên Hoa, cũng bởi vậy hại chết Chọc Thiên Hồng. Hắn cũng không nghĩ đến Chọc Thiên Hồng lại là ở thời điểm then chốt hy sinh bản thân để cứu hắn. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Phàm tràn đầy tự trách, nếu như hắn trước đó sớm chạy trốn một chút, hoặc là sớm một chút để Chọc Thiên Hồng trốn vào tiểu thiên địa rách nát, có lẽ Chọc Thiên Hồng sẽ không cần phải chết. Bất quá lại nói trở về, nếu như không phải Chọc Thiên Hồng hy sinh bản thân, hiện tại Tiêu Phàm cũng chưa hẳn có thể sống sót. Dù sao, lấy thực lực của hắn, muốn trốn thoát từ trong tay Lục Kinh Long cùng Lục Vô Trần, cơ hồ đều không có khả năng. Lục gia, chờ đó cho ta. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, thù này không báo thì không còn là Tiêu Phàm nữa. Phốc. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, tâm thần hắn vội vàng chìm vào thể nội, khiến hắn kinh ngạc là mệnh chọc chi khí máu máu vô tận bắt đầu tàn phá. Đồng thời, tốc độ sụp đổ của tiểu thiên địa cùng thần cung bắt đầu tăng tốc. Tiêu Phàm cũng không lo lắng nguy hiểm bản thân nữa mà là lo lắng cho vô số sinh linh trong tiểu thiên địa. Tiêu Phàm ngừng thân hình, trong bàn tay bỗng nhiên xuất hiện từng thần ảnh to lớn, ở trong dãy núi lại hiện ra mấy người Nhạc nhân tộc. Sau đó, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm bắt đầu nhanh chóng bay múa, từng đạo thần văn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Một thoáng thời gian sau, thần văn bao phủ chu vi hơn trăm dặm. Lên. Tiêu Phàm đánh ra mấy đạo thủ ấn, quát nhẹ một tiếng. Sau một khắc, sự tình khiến Nhạc nhân tộc kinh ngạc đã phát sinh. Họ nhìn thấy chu vi hơn trăm dặm dãy núi nhanh chóng thu nhỏ, không đến 10 cái hô hấp dãy núi liền hóa thành một quả cầu phát sáng xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Không gian bí cảnh. Nhạc Thạch cầm đầu Nhạc nhân tộc hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, gã hoàn toàn bị thủ đoạn này của Tiêu Phàm làm cho khiếp sợ rồi. Nhạc Thạch, các ngươi mang theo không gian bí cảnh này chạy tới đệ nhất thành. Tiêu Phàm tiện tay ném đi, quả cầu ánh sáng kia liền nhập vào thân thể Nhạc Thạch. Vâng, thiếu chủ. Nhạc Thạch gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên lại kêu lên, các ngươi tới U Vân Phủ trước, ta sẽ bảo Ảnh Phong bọn họ liên hệ với ngươi. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Vâng. Nhạc Thạch cung kính đáp lại, mang theo không gian bí cảnh cùng tộc nhân của gã rời đi. Nhìn qua hướng mà Nhạc Thạch đi xa, Tiêu Phàm hít hít hai mắt, giải quyết sự tình trong tiểu thiên địa xong xuôi, hắn cũng thở dài một hơi, trầm ngâm nói, bây giờ đệ nhất thành cũng không an toàn, nhất định phải bảo Ảnh Phong lập tức rút lui. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm vội vàng lấy ra mấy mảnh truyền en ngọc phù, nhanh chóng truyền tin tức ra bên ngoài. Người của Lục gia khẳng định sẽ truy sát hắn, hiện tại nếu hắn chạy trốn thì 8-9 phần 10 Lục gia sẽ tìm đệ nhất thành, gây phiền phức. Tiêu Phàm cũng không muốn người trong đệ nhất thành bởi vì hắn mà chết. Về phần Tu La Điện, Tiêu Phàm cũng không quá lo lắng, dù sao Tu La Điện vốn là ở trong bóng tối, đoán chừng đã sớm nhận được tin tức mà rút lui. Làm xong tất cả những thứ này, sắc mặt Tiêu Phàm càng ngày càng khó coi. Trong thân thể ngẫu nhiên phát ra khí tức cuồng bạo, tựa như tùy thời đều không thể chịu nổi nữa,
vắt tay, ở trước người Tiêu Phàm, lại lần nữa xuất hiện một cỗ quan tài thủy tinh cùng một con tiểu long đen như mực. Tiểu long này chính là cửu em thần long không thể nghi ngờ. Tiểu Hắc, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ thả cho ngươi tự do. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nhìn cửu em thần long trước mặt, nói. Cửu em thần long nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, suy nghĩ một chút bèn đáp, ngươi nói đi. Đưa hắn đến một nơi an toàn, cũng thủ hộ hắn trong vòng nửa năm, trước khi hắn tỉnh thì không được để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Bây giờ Tiêu Phàm chỉ còn lo cho an nguy của Huyết Vô Tuyệt, nhiều nhất cũng khoảng nửa năm, Huyết Vô Tuyệt sẽ có thể tỉnh lại, hắn cũng không muốn bỏ dở mọi thứ nửa chừng. Được, cửu em thần long nghĩ đều không nghĩ đã đáp ứng, hơn nữa không chút do dự chỉ lên trời mà thề, tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, bắn ra một đạo kiếm chỉ chui vào mi tâm cửu em thần long. Ngươi làm cái gì? Cửu em thần long tức khắc nổi trận lôi đình, khẽ động tiểu long chảo, hung dữ mà nhìn Tiêu Phàm. Chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì sẽ không phải lo ngại, nhưng nếu ngươi tư lợi bội ước, nửa năm sau ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi? Cửu em thần long phẫn nộ vô cùng, nhưng nó lại rất sợ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không còn để ý tới cửu em thần long, lách mình liền lao đi về nơi xa. Chỉ có một thanh âm vang lên ở bên tai cửu em thần long, ngươi không muốn bị người ta nấu thịt thì tốt nhất nhanh chóng rời đi nơi này. Cửu em thần long run rẩy một cái, nào còn dám dừng lại, cuốn lấy quan tài thủy tinh liền như một làn khói trốn vào mặt đất, nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi Tiêu Phàm cùng cửu em thần long biến mất không đến nửa chén trà nhỏ, một chiếc thuyền bay từ phía chân trời bay lượn mà tới, người trên thuyền hiển nhiên chính là Lục Vô Trần và Lục Kinh Long. Tiểu tử này lại trốn về hướng U Vân Thiên Thành, chẳng lẽ tưởng là U Vân Thiên Thành còn có thể bảo vệ cho hắn hay sao? Có Vô Trần bắt được khí tức linh hồn của hắn, hắn sẽ chạy không thoát. Lục Kinh Long cười lạnh, đuổi theo. Lục Vô Trần chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, hiện tại y không muốn đừng, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm mà thôi. Y đã là cổ thần cảnh trung kỳ, thế mà lại bị Tiêu Phàm gây thương tích, thậm chí kém chút đã bỏ mạng, Lục Vô Trần tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Phàm cơ hội trưởng thành. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn có thể là người truyền thừa của Tử Vũ Thần Vương, như vậy thì càng không có khả năng giữ lại hắn. Thuyền bay cực tốc đuổi theo, mà lúc này, phía dưới rừng rậm lại hiện ra một thân ảnh, ngắm nhìn hướng mà đám Lục Vô Trần rời đi. Sau đó đột nhiên vỡ vụn ra, cái này lại là một mảnh thần điêu. Mà giờ phút này, ở xa xa ngoài mấy ngàn dặm, Tiêu Phàm lại đang co mày ngưng tiếng, bọn họ dựa vào linh hồn, khí tức vậy mà có thể chuẩn xác không nắm chắc phương hướng của ta. Có vết xe trước, trên đường đi, Tiêu Phàm âm thầm lưu lại không ít thần điêu, hắn một mực nghĩ không ra vì sao Lục gia lại có thể đuổi theo nhanh đến thế, hiện tại hắn xem như đã hiểu, hơn phân nửa là Lục Vô Trần nắm giữ năng lực giống như phệ hồn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm mở tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện mấy mảnh thần điêu, hắn vung tay lên rồi liên tục đánh ra mấy đạo thủ ấn, mấy thần điêu kia nháy mắt đã biến thành dáng vẻ của Tiêu Phàm. Ngay sau đó, 6-7 thần điêu bỗng nhiên bắn nhạn đi về các hướng khác, lần này, để xem các ngươi đuổi theo thế nào. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhìn qua càng thêm trắng bệch. Thậm chí, thân thể hắn cũng có chút lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống. Mệnh chọc chi khí trong thân thể cũng đã trải rộng mỗi một tấc kinh mạch và tế bào. Không được, nhất định phải tìm nơi lập tức chữa thương mới được, nếu không chưa cần bọn họ đuổi theo giết ta, ta cũng đã chết trước. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cắn răng nói. Vì để tránh cho bị đám người Lục Kinh Long tìm tới, Tiêu Phàm lại cố gắng được gần 2 ngày, trốn ra hơn mấy chục vạn dặm mới dừng lại. 2 ngày qua đối với Tiêu Phàm mà nói hoàn toàn là một loại giày vò, nếu như không phải ý chí của hắn đủ cường đại, đoán chừng cũng sớm đã ngã xuống. Thương thế trên thân thể Tiêu Phàm cũng càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả tốc độ phi hành đều chậm lại. Ở ngoài thân thể hắn đã xuất hiện vết nứt lít nha lít nhít, máu tươi không ngừng thẩm thấu mà ra. Bịch! Tiêu Phàm rốt cục đứng không vững, ngã ầm xuống đất, vị trí hiện tại của hắn là một vùng biển nham thạch đỏ tươi, sóng lửa kinh khủng bốc lên trong hư không ngùn ngụt. Tiêu Phàm dốc hết toàn lực ổn định thân hình, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, thân thể hắn cũng đã gần như đến cực hạn. Phù phù một tiếng, Tiêu Phàm lọt vào bên trong biển nham thạch. Biển nham thạch văng lên sóng nước cao hơn mấy trượng, đập về phía bờ, mặt biển càng bốc lên từng mảnh hỏa diễm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng triệt để ngất đi, mặc cho biển nham thạch nuốt sống thân thể hắn. Nhục thân của Tiêu Phàm cực kỳ cường đại, cho dù hôn mê bất tỉnh, thì sóng biển nham thạch cũng không làm gì được hắn, vấn đề duy nhất bây giờ của hắn là nằm bên trong thân thể. Mệnh chọc chi khí điên cuồng cắn nuốt sinh cơ của hắn, tăng tốc cho việc tiểu thiên địa cùng thần cung đang sụp đổ. Nếu là trước kia, tiểu thiên địa cùng thần cung hấp thu mệnh chọc chi khí thì sẽ biến hóa tăng tốc phát triển lớn mạnh, nhưng mà hiện tại, mệnh chọc chi khí lại đang thúc đẩy tiểu thiên địa cùng thần cung diệt vong. Tiêu Phàm nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân cuối cùng vẫn sẽ chết bởi mệnh chọc chi khí. Không biết qua bao lâu, tiểu thiên địa và thần cung trong thân thể cũng đã hoàn toàn tan vỡ,
hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ bé trải rộng trong thân thể hắn. Những mảnh vỡ kia còn quấn quanh từng sợi xương máu, cũng chính là mệnh chọc chi khí. Tiêu Phàm đã không biết chìm vào nơi nào của biển nham thạch, chỉ có thể mặc cho biển nham thạch trùng kích. Mà giờ phút này, trên đỉnh một ngọn núi sâu trong biển nham thạch, ở một tòa cung điện rộng lớn nguy nga, có một vị nam tử trung niên đang ngồi chính giữa, mặt lộ vẻ cuồng hỉ nhìn một người thanh niên mặc hỏa hồng bào trên đại điện. Ha ha, không hổ là nhi tử của hỏa linh tử ta, Kỳ Nhi, ta biết rõ, ngươi khẳng định có thể sống sót trở về mà. Nam tử trung niên cười to nói. Rất hiển nhiên, nơi này chính là vị trí của hỏa linh tông, một thế lực phụ thuộc của U Vân Phủ, mà người thanh niên trong đại điện cũng không phải kẻ khác, chính là Hỏa Kỳ. Không, nói cho đúng, không phải Hỏa Kỳ, mà là thần Hỏa Kỳ Lân, hắn chiếm cứ thân thể Hỏa Kỳ, đã về tới hỏa linh tông. Tông chủ, U Vân Phủ ta có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, thiếu chủ cũng có mấy phần công lao a. Sinh con phải như thiếu chủ, hỏa linh tông ta quật khởi đã nằm trong tầm mắt. Được tông chủ cùng thiếu chủ dẫn đầu, hỏa linh tông ta chắc chắn tiến vào một thời đại huy hoàng. Bên trong đại điện, các đại trưởng lão vội vã nịnh nọt không ngớt, chuyện U Vân Phủ đứng đầu cũng đã truyền ra, người có thể sống sót đều là công thần của U Vân Phủ. Chỉ riêng một phần vinh dự này cũng sẽ mang cho hỏa linh tông chỗ tốt cực lớn. Hỏa linh tử hài lòng gật gật đầu, làm phụ thân có người nào không muốn nhi tử được người khác khen ngợi đâu. Các vị trưởng lão khách khí. Hỏa Kỳ ho nhẹ mấy tiếng, bưng lấy ngực, sắc mặt có chút khó coi. Kỳ Nhi, ngươi sao thế? Hỏa linh tử vội vàng quan tâm hỏi, ông cũng không muốn nhi tử duy nhất của bản thân xảy ra chuyện. Đáng tiếc hỏa linh tử không biết là, nhi tử Hỏa Kỳ của ông ta đã chết. Phụ thân, ta không sao, chỉ là ở vòng thứ hai kém chút thương tổn tới căn cơ mà thôi. Hỏa Kỳ lắc lắc đầu. Làm sao lại bị thương căn cơ? Hỏa linh tử cùng các vị trưởng lão vội vàng biến sắc. Trong đó một trưởng lão vội vàng nói, thiếu chủ làm vẻ vang hỏa linh tông ta, theo ta thấy, hẳn là nên để thiếu chủ về hỏa linh động chữa thương, để tránh ảnh hưởng đến căn cơ. Mấy vị trưởng lão khác hơi hơi do dự, người nào cũng không mở miệng, mà hỏa linh tử nhìn thấy những trưởng lão này không lập tức đồng ý, thì lại khẽ nhíu mày. Phụ thân, các vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ có thể đột phá cổ thần cảnh, đến lúc đó đi vào thì sẽ không phá hư quy củ. Hỏa Kỳ vội vàng nói, lúc hắn nói ra lời này lại ho ra một ngụm máu. Hừ, hỏa linh tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là tức giận. Thiếu chủ chính là hy vọng tương lai của hỏa linh tông ta, dù cho hiện tại tiến vào hỏa linh động cũng không có gì, vẫn nên tận lực khôi phục thương thế, để tránh đả thương căn cơ. Trong đó một vị trưởng lão áo xám vội vàng mở miệng nói, đề nghị của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không sai, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Mấy vị trưởng lão khác vội vàng gật đầu, Hỏa Kỳ có thể sống sót từ thiên thần bảng tranh đoạt. Liền đại biểu cho thực lực của hắn, hơn nữa hắn còn là U Vân Ngũ Kiệt, hiện tại không làm hắn vui lòng, về sau nếu như bị hắn ghi hận, thì cuộc sống của bọn họ ở Hỏa Linh Tông sẽ rất khó qua. Nhìn thấy một đám trưởng lão đồng ý, trên mặt Hỏa Linh Tử cũng rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, nhi tử của ông ta vì Hỏa Linh Tông đã bỏ ra nhiều như vậy, nếu như ngay cả chuyện tiến vào Hỏa Linh Động tu luyện đều bị ngăn trở, ông ta không phát uy mới là lạ. Đa tạ các vị trưởng lão thành toàn. Hỏa Kỳ hơi hơi thi lễ với các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão vội vàng đáp lễ, chỉ là bọn họ cũng rất kinh ngạc, Hỏa Kỳ trước kia luôn luôn ngang ngược cản rỡ, lúc nào biến thành dáng vẻ ôn tồn lễ độ thế kia. Đương nhiên, mọi người cũng không quá mức để tâm, chỉ nghĩ là do Hỏa Kỳ đã trải qua thiên thần bảng tranh đoạt nên trưởng thành rất nhiều, dù sao tình huống như vậy cũng thường xuyên phát sinh. Phụ thân, vậy hài nhi về hỏa linh động tu luyện, mau chóng đột phá cổ thần cảnh, làm lớn mạnh hỏa linh tông ta. Trong lòng Hỏa Kỳ kích động dị thường, hận không thể lập tức tiến vào hỏa linh động để tu luyện. Chỉ là biểu hiện ra bên ngoài vẫn còn cố duy trì bình tĩnh. Tắm rửa 3 ngày, phụ thân tự mang ngươi đi vào. Hỏa linh tử nghĩ ngợi chốc lát, thần sắc nghiêm nghị nói. Hỏa Kỳ hơi có chút mất mát, bất quá hắn vẫn nhẹ gật đầu. Dù sao 3 ngày đối với hắn mà nói cũng không hề dài, chỉ cần có thể tiến vào hỏa linh động thì đã đủ. Hỏa Kỳ không biết là giờ phút này thánh địa tu luyện của hỏa linh tông, lại có một vị khách không mời mà đến. Nơi này là đâu? Một giọng nói suy yếu vang lên, ngay sau đó một chàng thanh niên chậm rãi mở ra hai mắt. Mờ mịt nhìn xem bốn phía. Vị trí của người thanh niên là một vùng biển nham thạch kim sắc, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt thân thể hắn, quần áo trên người sớm đã hóa thành tro tàn. Người ấy chính là Tiêu Phàm, hắn đã rơi vào trong biển nham thạch rồi theo dòng nham thạch mà trôi giạt đến nơi đây. Giờ phút này, quanh thân hắn lượn lờ từng hỏa diễm kim sắc, hiển nhiên là vô tận chi hỏa đang tự chủ hộ thể, nếu không với nhiệt độ nham thạch của nơi này thì cho dù là Tiêu Phàm cũng sẽ không chịu nổi. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, hắn chậm rãi quan sát cảnh vật chung quanh, tâm thần nháy mắt chìm vào thể nội, trên mặt lộ ra vẻ chán trường, cười khổ thầm lẩm bẩm, kinh mạch bị tàn phá, tiểu thiên địa và thần cung đều đổ nát, may mà ta đã giao toàn bộ sinh linh trong tiểu thiên địa cho đám nhạc thạch, mang đi rồi.
Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận vết thương nặng nề như thế, hiện tại nếu đổi lại thành một người khác, thì sẽ hoàn toàn tương đương với việc đã bị phế đi. Bất quá tình hình của Tiêu Phàm xác thực hết sức đặc thù, cho dù tiểu thiên địa cùng thần cung vỡ nát thì hắn cũng có thể điều động lực lượng của bản thân, thậm chí ngay cả linh hồn bản thể và thí thần đều không có việc gì, chỉ là giấu ở một mảnh bóng đêm vô tận mà thôi. Vốn ta cứ ngỡ là thôn phệ tất cả mệnh chọc chi khí, thì sẽ có thể dùng sức mạnh trong mắt trái cứu chọc thiên hồng trở về, là ta nghĩ nhiều rồi. Tiêu Phàm đắng chát lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra sát khí nặng nề, lập tức hắn lại hít sâu, nói, mệnh chọc chi khí mặc dù có thể thúc đẩy tiểu thiên địa trưởng thành, thế nhưng khi tiểu thiên địa sụp đổ thì nó cũng có thể gia tốc sự hủy diệt trong tiểu thiên địa. Hiện tại nếu như ta có thể tề tự bốn loại huyền hoàng chi khí, có khi nào đột phá được cổ thần cảnh hay không? Thôi, vẫn là khôi phục thương thế trước đã. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lập tức vận chuyển vô tận chiến điển chuẩn bị khôi phục thương thế, nhưng mà cũng đúng vào lúc này, cả người Tiêu Phàm lại như bị điện giật. Đây là... Tiêu Phàm cảm nhận được biến hóa trong thân thể, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, lập tức hắn hung hăng nhéo bản thân một cái để chứng minh mình không phải đang nằm mơ. Điều khiến Tiêu Phàm vô cùng chấn kinh là, kinh mạch bị tàn phá của hắn vậy mà lại đang chậm rãi phục hồi như cũ, mà tiểu thiên địa cùng thần cung vỡ nát lại là, hóa thành vô số sương mù bắt đầu dung hợp về một chỗ. Nhất thời Tiêu Phàm không biết đây là tình huống gì, tiểu thiên địa và thần cung, một cái là ở đan điền, một cái là trong không gian ý thức, hai thứ này làm sao có thể dung hợp lại với nhau được đây? Thế nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu thiên địa cùng thần cung đang dung hợp, hai loại lực lượng tựa như vốn chính là thuộc về một thể. Chẳng lẽ đây chính là em dương hòa hợp mà Thanh Minh từng nhắc đến? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, kém chút đã kêu ra. Hắn nhớ rõ Thanh Minh đã từng nói, tiểu thiên địa thuần dương, thần cung thuần âm, nếu như chỉ có tiểu thiên địa hoặc là chỉ có thần cung, tương đương với em dương không đủ, không có khả năng đột phá cổ thần cảnh. Nhưng nếu đồng thời tu luyện ra tiểu thiên địa cùng thần cung thì em dương có thể bổ sung cho nhau, dễ dàng đột phá cổ thần cảnh. Hiện tại loại tình huống này không phải chính là em dương bổ sung sao? Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên tựa như lại nhớ tới cái gì, sắc mặt khó coi. Nếu như Thanh Minh nói đúng, vậy nếu ta thật sự là em dương bổ sung, đột phá đến cổ thần cảnh, chẳng phải là sẽ bị thiên lôi đánh xuống? Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm bỗng nhiên chột dạ, người đồng thời nắm giữ tiểu thiên địa cùng với thần cung chính là kẻ bị trời đố kỵ. Ngay cả ông trời đều ghen ghét mà muốn tiêu diệt hắn. Một khi hắn đột phá cổ thần cảnh, lão thiên gia sẽ không thủ hạ lưu tình. Cơ hội duy nhất chính là có thể gom góp đủ bốn loại huyền hoàng chi khí. Hiện tại hắn cũng chỉ mới tìm được hai loại mà thôi. Trong thời gian ngắn muốn gom góp cả bốn loại huyền hoàng chi khí, hiển nhiên là không thể nào. Chẳng lẽ bản thân còn phải ngăn cản tiểu thiên địa cùng thần cung dung hợp em dương sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, cơ hội mất đi là không thể trở lại. Đạo lý hắn rất rõ ràng, hiện tại tiểu thiên địa và thần cung tự động dung hợp, ngộ nhỡ về sau không thể được nữa thì sao? Cơ hội tốt như vậy, Tiêu Phàm không thể nào bỏ lỡ. Không phải chỉ là thiên lôi đánh xuống thôi ư, lấy ta thực lực bây giờ của ta cố gắng đối kháng thì vẫn có cơ hội. Tiêu Phàm cắn răng nói, chỉ cần có thể đột phá cổ thần cảnh, cho dù liều mạng thì hắn cũng sẽ không do dự. Đối mặt với tu sĩ lục gia, Tiêu Phàm không có bất luận sức phản kháng nào, đến nỗi phải hy sinh cả tính mạng của Chọc Thiên Hồng. Lần này là Chọc Thiên Hồng, lần tiếp theo sẽ lại là ai? Tiêu Phàm không muốn người bên cạnh một kẻ rồi lại một kẻ phải rời đi. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn đột phá cổ thần cảnh. Nếu như trước đó hắn nắm giữ tu vi cổ thần cảnh thì đối mặt với Lục Vô Trần, lại có gì phải sợ? Chí ít mang theo Chọc Thiên Hồng trốn đi vẫn sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến Chọc Thiên Hồng đã chết, con ngươi Tiêu Phàm lại đỏ bừng. Hiện tại hắn chỉ muốn mạnh lên, báo thù cho Chọc Thiên Hồng. Chết thì chết. Tiêu Phàm nhắm hai mắt, nhanh chóng vận chuyển vô tận chiến điển, xúc tiến tiểu thiên địa cùng thần cung mau chóng dung hợp. Thực tế hắn cũng không nghĩ đến tiểu thiên địa và thần cung vỡ nát lại là một cơ duyên tạo hóa đối với hắn. Bằng không hắn sẽ còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để tiểu thiên địa cùng thần cung dung hợp, đoán chừng còn phải tốn thời gian rất lâu. Cũng đúng vào thời khắc Tiêu Phàm nhập định, hắn chưa từng phát hiện là trong biển nham thạch bốn phía có một loại năng lượng cực kỳ bá đạo từ chỗ sâu trong biển nham thạch thẩm thấu mà tới, toàn bộ đều tràn vào thân thể hắn. Đồng thời, vô tận chi hỏa quanh thân Tiêu Phàm cũng càng thêm nóng rực, không biết là vui vẻ hay là kinh ngạc. Khi loại lực lượng này tràn vào, kinh mạch bị tàn phá của Tiêu Phàm cũng bắt đầu lấy tốc độ mắt trần có thể thấy mà khôi phục, tiểu thiên địa cùng thần cung càng nhanh chóng hòa làm một thể. Ở giữa một mảnh không gian kỳ lạ nào đó, trong thân thể Tiêu Phàm đang tạo thành một cỗ phong bạo hư vô kinh khủng. Phong bạo nhìn qua giống như hình cầu, chậm rãi khuếch tán về bốn phía. Tiểu thiên địa và thần cung vỡ nát cũng bắt đầu sáng lên, dung nhập rất nhanh vào bên trong vòng xoáy hung tàn. Quá trình này nhìn như rất nhanh, kỳ thật lại rất chậm. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vòng xoáy phong bạo kia, trên trán rịn ra mồ hôi nho nhỏ. Nhất định phải thành công. Tiêu Phàm thầm cầu nguyện, không dám có mảy may buông lỏng nào.
Giờ phút này hắn thi triển năng lực một tâm hai việc, một bên quan sát tiểu thiên địa cùng thần cung dung hợp, một bên chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Hắn đã nghe Thanh Minh nói qua, khi kẻ bị rời đấu kỵ đột phá cổ thần cảnh, 8-9 phần 10 là sẽ hạ xuống thần lôi kiếp. Nhưng mà Tiêu Phàm chờ đợi hồi lâu vẫn không có thần lôi kiếp xuất hiện, trong lòng hắn cũng không khỏi nổi lên suy nghĩ, chẳng lẽ hiện tại không phải là dấu hiệu đột phá cổ thần cảnh. Nhưng lực lượng trong thân thể ta rõ ràng là đang tăng cường a. Tiêu Phàm nhất thời cũng có chút không hiểu nổi, phương pháp cho kẻ bị trời đấu kỵ đột phá cổ thần cảnh thì hắn còn phải tự đi thăm dò, kẻ khác không có khả năng giúp gì được. Nghĩ đến cường giả cổ thần cảnh tối đỉnh đều chưa hẳn có thể chịu được thần lôi kiếp, trong lòng Tiêu Phàm cũng khó tránh khỏi khẩn trương không thôi. Ồ, đó là thứ gì? Đột nhiên, Tiêu Phàm kinh ngạc thốt lên, tâm thần hắn nháy mắt rơi vào trên vài sợi tơ nhện. Chỉ thấy trong thân thể hắn tỏa ra 4 sợi tơ, vườn quanh vòng bên trên xoáy phong bao, tựa như cuốn lấy toàn bộ vòng xoáy điên cuồng này vào. Tiêu Phàm tinh tế cảm ứng, nháy mắt phát hiện 4 sợi tơ ấy là vật gì, chính bởi vì như thế, trong lòng hắn càng ngày càng khó có thể bình tĩnh. Màu xám là hư vô chi khí, màu xám trắng là huyền hoàng chi khí. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm, bờ môi hơi hơi run rẩy, sợi tơ huyết sắc kia lại chính là mệnh chọc chi khí. Nói đến mệnh chọc chi khí, trái tim Tiêu Phàm mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, hắn nhớ Thanh Minh đã từng nói qua, có một loại huyền hoàng chi khí không rõ tên, gọi là ngũ cái gì đó. Trước đó Tiêu Phàm không biết tên của nó, nhưng hiện tại thì hắn đã biết rồi, đó là ngũ chọc chi khí. Mệnh chọc chi khí chính là một loại ngũ chọc chi khí, tự nhiên cũng thuộc về thứ mà Thanh Minh từng nhắc đến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, loại huyền hoàng chi khí không biết tên kia lại một mực ở bên cạnh mình, chọc thiên hồng tùy thời đều có thể cung cấp cho hắn. Nhưng mà hiện tại chọc thiên hồng lại đã chết, trước khi chết còn đưa cho hắn một phần tạo hóa lớn như thế. Sợi tơ tử sắc kia hẳn là loại huyền hoàng chi khí thứ tư, chí tôn chi khí. Tiêu Phàm khẽ thở dài. Hắn hồi tưởng tới cảnh sắc lúc bản thân rơi vào biển nham thạch, cũng chợt nhớ tới ra rằng vị trí hiện tại của hắn chính là Hỏa Linh Tông, một thế lực thuộc về U Vân Phủ. Lần trước khi hủy diệt Lâm gia, hắn đã chiếm được một bí mật từ trong miệng Hỏa Vân Tử. Hỏa Linh Tông nắm giữ chí tôn phần thiên viêm trong truyền thuyết, cũng chính là đệ nhất thần hỏa. Chí tôn phần thiên viêm có thể trở thành thần hỏa, đứng đầu khắp chư thiên vạn giới tự nhiên là có quý khí chí tôn, chính là vật tuyệt thế hiếm thấy. Khí tức hỏa diễm mà hắn phát ra cũng phù hợp với đặc tính chí tôn chi khí, cho nên hiện giờ Tiêu Phàm tương đương với việc đã tụ tập đủ 4 loại huyền hoàng chi khí. Nói cách khác, dù hiện tại hắn đột phá cổ thần cảnh thì có 4 loại huyền hoàng chi khí ai ở đây, Tiêu Phàm sẽ không dẫn tới thần lôi kiếp. Nghĩ tới đây, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua vẻ cuồng nhiệt, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, dạng chuyện tốt thế này dĩ nhiên lại rơi vào trên người hắn. Hắn vô cùng trùng hợp mà rơi xuống biển nham thạch của Hỏa Linh Tông, hơn nữa còn bị nham thạch cuốn vào chỗ sâu trong lòng đất. Hơn nữa, càng thêm trùng hợp là Hỏa Linh Tông lại thật sự nắm giữ chí tôn phần thiên viêm, chính thứ chí tôn chi khí này cũng chính là chứng minh rõ ràng nhất. Chẳng lẽ là trời chưa muốn triệt đường Tiêu Phàm này? Tiêu Phàm thầm suy nghĩ. Sau đó hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên hồi tưởng tới lời nói mà Chọc Thiên Hồng lưu lại cho hắn trước khi chết. Có lẽ, ở thời khắc tử vong thì Chọc Thiên Hồng trong cõi U Minh hẳn là đã bắt được cái gì? Chọc Thiên Hồng, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi, ta sẽ trả gấp 10 lần, gấp 100 lần cho ngươi. Tiêu Phàm cắn răng nói, sau đó bắt đầu điên cuồng vận chuyển vô tận chiến điển. Bây giờ 4 loại huyền hoàng chi khí cũng đã tề tựu, hiện tại không đột phá cổ thần cảnh thì còn muốn chờ đến khi nào? Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ở trên mặt biển nham thạch, vô tận chiến điển đã bước vào đệ tam trọng vận chuyển cực tốc, trang thứ 3 phóng ra kim quang vô lượng, kim quang xuyên thấu thân thể hắn mà tỏa ra, mặt biển nham thạch đều hiện ra từng sợi kim sắc gợn sóng. Trong thân thể hắn, 4 loại huyền hoàng chi khí đang rèn luyện nhục thân của hắn, kinh mạch vốn đã bị tàn phá, vẻn vẹn không đến thời gian nửa chén trà nhỏ liền khôi phục hoàn toàn, bây giờ đã trở nên cứng cáp hơn. Đồng thời, cường độ nhục thân của Tiêu Phàm cũng dường như đạt đến một cực hạn nào đó, bắt đầu phát sinh biến đổi về chất. Bên ngoài thân thể Tiêu Phàm có từng tầng vỏ khô chậm rãi chóc ra, lộ ra da thịt non nớt, hiện ra sắc màu trắng nõn trơn bóng, vô tận chi hỏa không ngừng phun trào, lấy hắn làm trung tâm mà khuếch tán về 4 phía. Tựa như là vì rút đi một loại lực lượng kỳ lạ nào đó bên trong biển nham thạch. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại không quan tâm tất cả những thứ này, hắn chỉ muốn đột phá cổ thần cảnh mà thôi. Mấy canh giờ trôi qua, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ, tại sao khi tề tựu đủ 4 loại huyền hoàng chi khí, để đột phá cổ thần cảnh thì có thể không cần phải trải qua thần lôi kiếp. Bởi vì 4 loại huyền hoàng chi khí dung hợp, thì đã bao phủ vòng xoáy phong bạo ở bên trong, cắt đứt vòng xoáy liên lạc với bên ngoài. Đây chính là nhân thể bí cảnh khi đột phá cổ thần cảnh mới đặc biệt có được sao? Tâm thần Tiêu Phàm chìm vào vòng xoáy phong bạo, trong lòng khẽ tự nhủ. Tiểu thiên địa và thần cung tồn tại chính là cản trở mở ra nhân thể bí cảnh, hiện tại tiểu thiên địa cùng thần cung vỡ nát, đối với Tiêu Phàm mà nói đây lại là cơ hội. Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong,
nhân thể bí cảnh của hắn lại sẽ nắm giữ thần thông như thế nào đây? Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm vội vàng nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào trong vòng xoáy phong bạo. Hắn kinh dị phát hiện rằng ở bên trong vòng xoáy, dĩ nhiên lại có một viên đá màu máu to bằng cỡ nắm tay, mang theo một chút nghi hoặc, tâm thần Tiêu Phàm chìm vào viên đá ấy. Công tử! Đột nhiên, một thanh âm thân thuộc vang lên ở trong đầu Tiêu Phàm. Ngay sau đó, một thanh âm mơ hồ từ trên viên đá màu máu bất chợt hiện ra. Tiêu Phàm kinh ngạc một thoáng, nhiều hơn chính là kích động, kêu lên, Chọc Thiên Hồng, ngươi chưa chết. Hiển nhiên, hư ảnh kia chính là Chọc Thiên Hồng đã tử mệnh, viên đá màu máu này, cũng là lễ vật trước khi chết Chọc Thiên Hồng đã đưa cho Tiêu Phàm. Công tử, ta đã chết. Chọc Thiên Hồng đắng chát lắc lắc đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra vẻ tự trách, hắn bèn cười nói, công tử đừng tự trách, nếu như không có công tử, ta có lẽ cũng sớm đã chết từ lâu rồi. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Chọc Thiên Hồng nói mặc dù nói không sai, nhưng nếu như không có Tiêu Phàm thì Chọc Thiên Hồng cũng có thể sống tốt hơn nữa. Thật lâu sau, Tiêu Phàm mới nói, mệnh cách của ngươi vẫn còn, sẽ có một ngày, ta có thể tái tạo nhục thân cho ngươi. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Vô dụng thôi, mệnh cách của ta không chỉ là vỡ nát mà còn là tan hết khí số, ai cũng cứu không được. Chọc Thiên Hồng nghiêm túc nói ra, khí số. Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, quyết định rằng một kẻ chết hay sống hẳn là do mệnh cách, lúc này thì có liên quan gì tới cái gọi là khí số, kia. Chọc Thiên Hồng không để ý tới vấn đề này của Tiêu Phàm, tiếp tục nói, công tử, thời gian của ta cũng đã không còn nhiều lắm, ta biết rõ ngươi khẳng định có thể đột phá cổ thần cảnh, ta có thể trợ giúp ngươi lĩnh ngộ một loại thần thông, cũng xem như là chuyện cuối cùng mà ta có thể làm vì công tử. Tiêu Phàm nghe vậy, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ, lúc trước khi Chọc Thiên Hồng làm ra quyết định kia, hiển nhiên là cũng đã ôm lấy quyết tâm sẽ phải chết. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Chọc Thiên Hồng đến chết thì vẫn suy nghĩ vì hắn, còn muốn tặng cho hắn một phần lễ vật lớn. Công tử, tu sĩ chúng ta chết sống có số, hà tất phải để tâm. Chọc Thiên Hồng tiêu sái cười một tiếng, trước kia hắn sợ chết, nhưng chân chính khi chỉ còn lại một sợi tàn niệm, thì hắn lại chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa. Một khắc trước khi chết, Chọc Thiên Hồng cũng đã hiểu rõ tất cả mọi thứ, người sống trên đời, tử vong cũng không phải là điều đáng sợ nhất. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, giữa hắn cùng với Chọc Thiên Hồng chưa nói tới người nào thiếu người nào. Nhưng phần chân tình này của Chọc Thiên Hồng, Tiêu Phàm vĩnh viễn sẽ ghi tạc vào trong lòng. Bắt đầu đi. Chọc Thiên Hồng cười khẽ một tiếng, hư ảnh đột nhiên biến thành một con chọc mệnh thiên vĩ to lớn, tám cái đuôi lớn chập chờn ở không trung. Một thoáng sau, viên đá màu máu bắt đầu bị tiêu giảm bằng tốc độ mắt trần có thể thấy. Tiêu Phàm không dám lãng phí thời gian, hắn ngồi xếp bằng ở dưới chọc mệnh thiên vĩ, rất nhanh liền tiến nhập vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu. Đột phá cổ thần cảnh sẽ mở ra nhân thể bí cảnh, đồng thời cũng sẽ thức tỉnh tiên thiên thần thông chân chính. Hiện tại Tiêu Phàm có Chọc Thiên Hồng hỗ trợ lĩnh ngộ thần thông, tự nhiên là làm ít công to, chỉ là Tiêu Phàm không biết là Chọc Thiên Hồng muốn trợ giúp bản thân lĩnh ngộ thần thông gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, viên đá màu máu rất nhanh từ lớn cỡ nắm tay biến thành không đến một nửa, ý niệm của Tiêu Phàm vẫn ngồi ở đó, toàn thân không ngừng run rẩy. Quanh thân ý niệm của hắn còn lượn lờ quang mang huyết sắc như ẩn như hiện, quả thực là 10 phần quỷ dị. Nhất định phải thành công. Tàn niệm của Chọc Thiên Hồng nhìn thân thể Tiêu Phàm đang run rẩy, chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ chờ mong. Nếu như tàn niệm của hắn không có viên đá màu máu cung cấp năng lượng, đoán chừng đã sớm biến mất. Hiện tại hắn hóa thành bản thể, chỉ là vì muốn giúp Tiêu Phàm sáng tạo ra một hoàn cảnh lĩnh ngộ thần thông mà thôi, phần tình nghĩa này xác thực là rất lớn. Tiêu Phàm không biết rằng nếu như Chọc Thiên Hồng không làm như thế thì tương lai có lẽ hắn vẫn sẽ còn cơ hội sống sót, nhưng nếu việc này qua đi, Chọc Thiên Hồng vĩnh viễn không có khả năng sinh tồn được nữa. Viên đá màu máu chậm rãi tiêu tán, rất nhanh liền chỉ còn to bằng con mắt, lớp xương máu càng ngày càng suy yếu, tựa như tùy thời đều muốn biến mất. Chẳng lẽ lại thất bại sao? Chọc Thiên Hồng khổ sở than thở, sau đó lại thở dài một hơi, có lẽ đây chính là thiên mệnh làm khó. Rắc! Một tiếng văng giòn truyền ra, viên đá màu máu rốt cục vỡ ra, tiêu tán ra chút năng lượng cuối cùng cung cấp cho tàn niệm của Chọc Thiên Hồng. Tàn niệm của Chọc Thiên Hồng nghiến răng nghiến lợi cố gắng kiên trì tranh thủ cho Tiêu Phàm thêm một hơi. Như thế lại qua thêm nửa ngày, viên đá màu máu cũng chỉ còn lại không to bằng một củ lạc nhỏ, tàn niệm của Chọc Thiên Hồng cũng đã đến bên bờ sụp đổ. Công tử bảo trọng, nguyện ngươi thọ cùng trời đất. Chọc Thiên Hồng ngửa mặt lên trời thở dài, lưu lại một câu liền tiêu tán, cuối cùng một tia xương máu dũng mãnh lao về hướng thân thể Tiêu Phàm. Cũng đúng vào lúc này, ý niệm của Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang như kiếm như điện, lộ ra phong mang cực kỳ đáng sợ. Chọc Thiên Hồng, ta không làm cho ngươi thất vọng. Về sau cũng nhất định sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Ở bên ngoài, Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó nâng lên bàn tay, đầu ngón tay của hắn phóng ra từng đạo chớp lóe huyết sắc hình trăng lưỡi liềm, chớp lóe huyết sắc lộ ra một loại lực lượng cực kỳ quỷ dị. Không có ngươi, ta có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng lĩnh ngộ thần thông này.
Tiêu Phàm hít sâu một cái, thu hồi bàn tay, tựa như chưa hề phát sinh qua chuyện gì. Lập tức hắn thu liễm khí tức, tâm thần lần nữa đắm chìm vào trong hư vô phong bạo. Hắn lại là kinh dị phát hiện, bốn loại huyền hoàng chi khí trong thân thể đã bị rút đi hầu hết, toàn bộ thân thể lộ ra dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Còn kém một chút xíu nữa. Tiêu Phàm hít hít hai mắt, trong mắt lóe qua một tia chờ mong. Nửa canh giờ sau, tất cả huyền hoàng chi khí trong cơ thể Tiêu Phàm, lúc này mới bị rút ra không còn một mảnh. Cũng ngay trong nháy mắt này, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên bộc phát ra năng lượng thần lực dao động mạnh bạo, ầm em em. Thanh âm giống như nước lũ làm vỡ đê vang lên, lại như man thú thức tỉnh nổi giận, nghe vào tai đáng sợ đến cực điểm. Quanh thân Tiêu Phàm nổi lên lực lượng khiếp sợ, biển nham thạch đều bị khí lãng làm cho cuộn trào sôi sục. Cuối cùng cũng thành công. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kích động, mấy ngày qua, hắn vẫn muốn đột phá cổ thần cảnh, hiện tại cuối cùng đã thành công rồi sao? Tâm thần Tiêu Phàm vội vàng chìm vào bên trong thể nội, thần lực cuồn cuộn sôi trào, cọ rửa kinh mạch toàn thân, đau đớn khó có thể tưởng tượng cũng quanh quẩn trong lòng hắn. Loại này cảm giác khiến cho Tiêu Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết rõ đây là cảm giác đột phá đại cảnh giới mới có thể có, kinh mạch khuếch trương sinh ra cảm giác xé rách đau đớn. Bất quá, tâm thần Tiêu Phàm lại không dừng lại ở nơi này mà là liếc nhìn vị trí của mỗi một tấc kinh mạch. Nhân thể bí cảnh đâu rồi? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, tìm hồi lâu mà hắn căn bản không tìm tới cái gọi là nhân thể bí cảnh, thân thể vẫn giữ vững cấu tạo như trước, căn bản không có bất luận cái gì khác biệt, không phải nói đột phá cổ thần cảnh thì sẽ mở ra nhân thể bí cảnh sao? Vậy nhân thể bí cảnh của ta đâu? Tiêu Phàm lộ ra vẻ lo lắng, nếu như không thể mở ra nhân thể bí cảnh thì cũng nói rõ, hắn căn bản không hề đột phá cổ thần cảnh. Không, không có khả năng, Thanh Minh sẽ không gạt ta, có lẽ, thân thể ta khác biệt với kẻ khác. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thụ được thực lực bản thân, mặc dù không biết bây giờ là cảnh giới gì nhưng hắn biết rõ thực lực của mình tuyệt đối cũng đã phát sinh bay vọt, so với thiên thần cảnh đỉnh phong trước đó, thì không biết đã cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, hắn có loại cảm giác một quyền liền có thể oanh bạo cổ thần cảnh trung kỳ thông thường, cổ thần cảnh hậu kỳ cũng có thể giao phong chính diện, cho dù lại gặp gỡ cổ thần cảnh đỉnh phong thông thường thì hắn cũng dám chiến một trận. Chỉ riêng thực lực mà nói có thể dùng hai chữ tăng vọt để hình dung, khả năng duy nhất chính là hắn cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh tiền kỳ, thậm chí là cổ thần cảnh trung kỳ. Chỉ là hắn không nhận biết rõ ràng đối với cổ thần cảnh cho nên, không biết bản thân đại khái đã đi tới một bước nào. Từ dao động thần lực để phán đoán, cảnh giới của ta hẳn là xem như cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng cách cổ thần cảnh trung kỳ cũng chỉ xa một bước. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì, hắn chỉ có thể, từ kinh nghiệm để phán đoán bản thân hiện tại đại khái ở cảnh giới nào. Trong lòng hơi có chút thất vọng, bản thân tích lũy thời gian dài như vậy, không phải là nên hậu tích bạc phát, một bước là đột phá vào cổ thần cảnh trung kỳ luôn hay sao? Bất quá hắn cũng biết rõ, sau khi đột phá thiên thần cảnh, muốn liên tục đột phá mấy cảnh giới cơ hồ là chuyện không thể nào, huống chi đây là ở cổ thần cảnh. Hơn nữa, hắn mặc dù chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ nhưng ở trước mặt cổ thần cảnh đỉnh phong, thì hắn cũng có thể tự vệ, chỉ bằng vào điểm này liền đủ để nói rõ hắn mạnh mẽ thế nào. Tiêu Phàm cũng không vì vậy mà đắc chí. Hắn hiểu rất rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu đối mặt với cường giả cổ thần cảnh đỉnh phong thì hắn cũng tất nhiên không thể địch lại. Nếu còn đụng tới nhân vật cấp bậc phong hầu, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều chưa hẳn đã có. Thu liễm tâm thần, lực chú ý của Tiêu Phàm cuối cùng rơi vào trong vòng xoáy hắc sắc ở không gian đặc thù trên thân thể mình. Vòng xoáy hắc sắc chính là hư vô phong bạo dung hợp từ tiểu thiên địa cùng thần cung vỡ nát mà thành, phía trên còn lượn lờ bốn loại huyền hoàng chi khí. Chỉ có điều bốn loại huyền hoàng chi khí này đã hòa thành một thể với vòng xoáy ấy. Xa xa nhìn lại, vòng xoáy liền tựa như một mảnh hắc động tinh tế, thôn vệ tất cả, ngay cả quang mang đều đào thoát không được, kẻ khác căn bản không cách nào chú ý tới. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được mình, cùng với vòng xoáy hắc sắc ấy có liên hệ với nhau, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Ngắm nhìn vòng xoáy nọ thật lâu sau, trên mặt Tiêu Phàm mới lộ ra vẻ cổ quái, trước kia đan điền của ta bị tiểu thiên địa cùng thần cung thay thế. Hiện tại có khi nào nhân thể bí cảnh của ta cũng bị vòng xoáy đen này thay thế hay không? Nghĩ tới đây, ý niệm của Tiêu Phàm khẽ động, bỗng nhiên, vòng xoáy đen phát ra thanh ầm ầm ầm, một loại lực lượng quỷ dị nháy mắt tràn ngập khắp thân thể Tiêu Phàm, khí thế trên người hắn nháy mắt cũng bạo tăng. Hô hô hô. Sau một khắc, hư không xung quanh Tiêu Phàm gào thét như cuồng phong, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, điều làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh là lấy hắn làm trung tâm, xung quanh lại xuất hiện mấy chục gần trăm vòng xoáy. Hơn nữa, mỗi một vòng xoáy đen liền tương đương với uy lực thần thông ngự của hắn. 100 cái. Thế chẳng phải là tương đương với 100 Tiêu Phàm đồng thời thi triển thần thông ngự sao? Nói cách khác, thực lực hiện tại của bản thân đã tương đương với 100 Tiêu Phàm khi ở thiên thần, cảnh đỉnh phong, mà thi triển ra thần thông ngự ư. Suỵt, Tiêu Phàm không nhịn được hít một hơi lạnh,
thực lực thế này thật đúng là không phải biến thái bình thường. Sau khi kinh ngạc, tâm thần hắn lần nữa đắm chìm vào trong cái vòng xoáy, vẻ chán trường trên mặt cũng nháy mắt tan thành mây khói. Vứt mẹ nó đi nhân thể bí cảnh, dù lão tử không có nhân thể bí cảnh thì lại như thế nào? Chỉ cần vòng xoáy đen này tồn tại, bản thân có thể mạnh hơn những tên cường giả cổ, thần cảnh nắm giữ nhân thể bí cảnh kia nhiều lắm, chỉ là thi triển thần thông ngự thôi cũng đã đủ cho kẻ khác hưởng đủ. Lập tức Tiêu Phàm lại thử nhiều lần, phát hiện chỉ có uy lực thần thông ngự gia tăng tương đối biến thái, còn như uy lực của vô tận động thiên cùng với đồng thuật lại chỉ là tăng cường rất thông thường. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cho dù là tăng bình thường, thì thực lực của hắn cũng không phải là thứ mà những người khác có thể so sánh. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục suy nghĩ một hồi, đối với tình huống đặc thù của bản thân, hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc gì nữa. Từ khi quyết định xong tu thần thể, con đường mà hắn đi đã khác biệt so với mọi người, cho nên điều này cũng không có gì kỳ quái. Sau đó tâm thần hắn lại chìm vào trong vòng xoáy đen, muốn thấy rõ rốt cuộc vòng xoáy này là vật gì, nhưng mà khiến Tiêu Phàm thất vọng là bên trong vòng xoáy chỉ là một mảnh đen kịt, cái gì đều không có. Bất quá quỷ dị là linh hồn bản thể cùng với thí thần, thậm chí là vô tận chiến điển đều ở trong đó, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được liên hệ giữa mình cùng bọn chúng. Có lẽ, đây chính là nhân thể bí cảnh đặc thù của ta, dẫu như thế nào vòng xoáy này cũng nằm trong thân thể ta. Tiêu Phàm âm thầm an ủi mình một chút. Hắn lại liên tục kiểm tra nhiều lần biến hóa của bản thân, ngoại trừ vòng xoáy ra, thực lực bản thân thay đổi cũng là thu hoạch lớn nhất của hắn. Mặc dù chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng nếu như lại gặp gỡ người như Huyền Diệp thì đoán chừng ta cũng có thể đánh một trận, dù đánh không lại thì trốn vẫn không có vấn đề gì. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng. Về phần thực lực cụ thể của hắn như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, còn phải đợi giao thủ cùng kẻ khác mới có thể chứng minh. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục lại suy nghĩ, một lần nữa vận chuyển vô tận chiến điển, thẳng đến 9 cái chu thiên mới dừng lại, như thế thời gian lại qua thêm một ngày. Lúc này, Tiêu Phàm mới thu liễm khí tức trên người, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Vị trí của hắn là một nơi chính giữa biển nham thạch, biển nham thạch tử sắc bốc hơi lên khí lãng nóng rực, người bình thường thật đúng là khó có thể chịu được. Nếu Tiêu Phàm không có vô tận chi hỏa hộ thể, đoán chừng cũng sớm đã bị đốt thành bột mịn. Ồ, vô tận chi hỏa có vẻ như lại mạnh lên. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại trên vô tận chi hỏa, trong mắt hơi hơi sáng lên. Hắn nhắm hai mắt cảm ứng, lại phát hiện vô tận chi hỏa đang rút ra một loại lực lượng kỳ lạ ở biển nham thạch. Lúc này, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, vô tận chi hỏa dĩ nhiên có thể rút ra lực lượng chí tôn phần thiên viêm ư? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, vô tận chi hỏa chỉ vừa mới đột phá cấp độ cổ hỏa mà thôi. Mà chí tôn phần thiên viêm thế nhưng là thần hỏa trong truyền thuyết. Hơn nữa nó còn là đệ nhất thần hỏa trên bảng xếp hạng, dựa theo lẽ thường mà nói, chí tôn phần thiên viêm há lại là thứ mà vô tận chi hỏa có thể thôn phệ. Nhưng mà sự thật lại là như thế, chính bởi vì vô tận chi hỏa rút ra lực lượng chí tôn phần thiên viêm mới giúp cho hắn nắm giữ chí tôn chi khí, vì vậy mới có thể đột phá cổ thần cảnh, thậm chí tránh khỏi thần lôi kiếp. Vô tận chi hỏa rốt cuộc là hỏa diễm cấp bậc gì? Tiêu Phàm bỗng tràn đầy kỳ vọng đối với vô tận chi hỏa. Một loại hỏa diễm có thể không ngừng trưởng thành thật đúng là hết sức kỳ lạ. Sau đó Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu uy lực của thần thông ngự nghịch thời châm có thể bạo tăng, vậy thuận thời châm thì sao đây? Ý nghĩ vừa dứt, ý niệm Tiêu Phàm liền ra khỏi không gian hắc ám bên trong vòng xoáy, đồng thời hắn thôi động lực lượng thần thông ngự, chỉ có điều thần thông ngự là vòng xoáy thuận thời châm. Hồng hộc, đột nhiên, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nháy mắt đã xuất hiện trên trăm vòng xoáy thuận thời châm, vòng xoáy sinh ra lực hút rất lớn. Bắt đầu điên cuồng mà rút đi năng lượng từ bốn phía. Năng lượng cuồn cuộn từ biển nham thạch bốn phía mãnh liệt mà tới, vô tận chi hỏa sôi trào bành trướng, phóng ra quang mang kim sắc sáng chói lóa mắt. Thật sự có thể ư? Tiêu Phàm cảm nhận được tốc độ vô tận chi hỏa rút ra chí tôn chi khí đã tăng lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, thậm chí trở nên có chút ngưng trọng. Nơi này xác định có chí tôn phần thiên viêm là điều không thể nghi ngờ, nhưng chí tôn phần thiên viêm chính là thần hỏa đứng đầu bảng xếp hạng. Há lại là vật mà vô tận chi hỏa có thể hút đi. Bản thân hắn nếu muốn gặp gỡ chí tôn phần thiên viêm bạo tẩu thì đoán chừng muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội. Phải biết, chí tôn phần thiên viêm là thứ tồn tại, mà ngay cả cường giả thần vương đều không làm gì được. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lại vội vàng triệt hồi lực lượng thần thông ngự, lấy thực lực hiện tại của hắn, dù thật sự đưa tới chí tôn phần thiên viêm thì cũng tuyệt đối khó có thể thu phục, lại càng không cần phải nói là luyện hóa. Đây cũng là lý do hắn biết rõ nơi đây có chí tôn phần thiên viêm. Nhưng không dám tự tiện tới để thu phục. Bất quá bây giờ hắn chỉ là rút ra một chút năng lượng của chí tôn phần thiên viêm mà thôi, còn đang ở trong phạm vi có thể chấp nhận của chí tôn phần thiên viêm, nó tự nhiên sẽ không nổi trận lôi đình. Nhưng làm đến mức nó cảm thấy nguy cơ uy hiếp đến an toàn của nó, chí tôn phần thiên viêm khẳng định sẽ phát cuồng, tựa như lần trước luyện hóa tinh vẫn cổ hòa chẳng hạn.
Được rồi, người biết rõ Hỏa Linh Tông nắm giữ chí tôn phần thiên viêm có rất ít, mà dù có biết cũng sẽ không nói ra, về sau khi đã đột phá thần vương cảnh, ta lại đến nghĩ biện pháp luyện hóa nó. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Biết rõ bảo bối ở ngay trước mắt nhưng bản thân lại không thể không từ bỏ, loại cảm giác này khiến Tiêu Phàm rất khó chịu, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm trầm ngâm nói, việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp đối phó với Lục gia rồi lại nói, đột phá cổ thần cảnh tiền kỳ đối mặt với Lục Vô Trần thì ta hẳn là không sợ, nhưng nếu đánh với Lục Kinh Long thì vẫn còn rất khó. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, Lục gia có lẽ vẫn là thứ yếu, Huyền Thiên Kiếm Tông đoán chừng sẽ càng thêm phiền phức. Xem ra hiện tại còn phải kịp thời chữa trị xong cho Liễu Chu Hồn, cùng với điều khiển những thần điêu thú kia. Chữa cho Liễu Chu Hồn, Tiêu Phàm đã có cách, đoán chừng chỉ cần mấy ngày liền có thể làm được, dù không thể hoàn toàn chữa trị cho Liễu Chu Hồn, nhưng để nó phát huy ra thực lực cổ thần cảnh đỉnh phong, thì vẫn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, trước đó Tiêu Phàm lo lắng tiểu thiên địa sụp đổ, sinh linh bên trong đã hoàn toàn bị hắn giao cho Nhạc Thạch mang đi. Về phần điều khiển thần điêu thú thì cũng không phải là việc làm được trong thời gian ngắn. Trừ phi Tiêu Phàm có thể trở thành cao giai thần điêu sư, nếu không thì cơ bản sẽ chẳng có khả năng điều khiển được. Nếu không, trước đó khi Tiêu Phàm đối mặt với Lục Vô Trần, hắn đã triệu hoán những thần diêu thú kia ra từ lâu rồi. Được rồi, ta ổn định lại tu vi sẽ rời đi, thuận tiện để linh hồn bản thể lĩnh hội Vô Trần bí điển, vô tận chi hỏa thôn phệ thêm một chút chí tôn chi khí. Tiêu Phàm âm thầm đưa ra quyết định. Sau đó hắn ngồi khoanh chân ở trên mặt biển, vận chuyển vô tận chiến điển củng cố cho tu vi của bản thân. Về phần vô tận chi hỏa, Tiêu Phàm liền mặc cho nó tự thôn phệ, thời gian chậm rãi trôi đi, lóa mắt liền qua gần một ngày, lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, toàn bộ thân thể trực tiếp chìm vào bên trong biển nham thạch. Ba cái hô hấp sau, một loạt tiếng bước chân cùng nghị luận từ đằng xa truyền đến. Kỳ Nhi, cơ hội lần này ngươi cần phải nắm bắt cho tốt, tuyệt đối không thể để căn cơ bản thân lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, nếu các vị trưởng lão đã để cho ta tiến vào. Ta tự nhiên sẽ không khiến cho bọn họ thất vọng, ta sẽ đột phá cổ thần cảnh, dẫn đầu Hỏa Linh Tông ta đi về hướng huy hoàng. Vi phụ tin tưởng ngươi, ngươi từ nhỏ đã thông tuệ, được người đời xưng tụng là Kỳ Lân Nhi, đây cũng là nguyên nhân ta lấy cho ngươi cái tên này, tương lai của Hỏa Linh Tôn thì còn phải dựa vào ngươi. Thanh âm chậm rãi tới gần, cuối cùng dừng lại ở sát biên giới biển nham thạch. Tiêu Phàm xuyên qua mặt biển, vận chuyển thị lực, tức khắc thấy được hai người bên bờ. Làm sao có thể? Hai mắt Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn một người trong đó. Hai người kia không phải ai khác mà chính là Hỏa Linh Tông tông chủ Hỏa Linh Tử, cùng với nhi tử Hỏa Kỳ của ông ta, nhưng mà mấu chốt là, Tiêu Phàm nhớ rõ hắn đã tự tay chặt đầu Hỏa Kỳ xuống. Không, không chỉ là chặt đầu xuống, hẳn là phải thần hồn đều diệt mới đúng. Thế nhưng bây giờ Hỏa Kỳ lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mắt hắn, điều này khiến hắn sao có thể tin nổi đây. Tiêu Phàm dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng mắt nhìn nhầm, sau nửa ngày hắn mới xác định Hỏa Kỳ thật sự đã sống lại. Loại thủ đoạn này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Kỳ Nhi, phụ thân đi trước, chờ ngươi đột phá cổ thần cảnh thì ta lại đến đón ngươi. Hỏa Linh Tử vỗ vỗ bả vai Hỏa Kỳ, đối cái đứa con này, ông là yêu thích phát ra từ nội tâm, đến mức Hỏa Linh Tử đã đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Cung tiễn phụ thân. Hỏa Kỳ cung kính cúi người, trên mặt là nụ cười sán lạn, đưa mắt nhìn Hỏa Linh Tử rời đi. Thẳng đến khi Hỏa Linh Tử biến mất khỏi tầm mắt, ý cười trên môi Hỏa Kỳ nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh, thậm chí còn cuồn cuộn sát khí. Không phải chỉ là tiến vào Hỏa Linh Động thôi ư, những lão gia hỏa kia lại còn không quá nguyện ý, bản tọa đột phá cổ thần cảnh rồi sẽ giết hết tất cả các ngươi. Xác nhận Hỏa Linh Tử đã rời đi, Hỏa Kỳ hừ lạnh một tiếng, sát khí không mảy may che giấu chút nào. Tiêu Phàm ở biển nham thạch phía dưới không khỏi nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý trên người Hỏa Kỳ là thật. Tên kia muốn giết Hỏa Linh Tử, còn cả các vị trưởng lão của Hỏa Linh Tông ư. Lông mày Tiêu Phàm không khỏi nhăn lại hình chữ xuyên. Trong lòng tự hỏi, người này thực sự là Hỏa Kỳ sao? Lời còn chưa dứt, thần sắc Tiêu Phàm chợt biến đổi, hắn nhìn thấy trong thân thể Hỏa Kỳ đột nhiên hiện ra hỏa diễm cuồn cuộn, đỏ lừ như máu, yêu dị đến cực điểm. Ngay sau đó, thân thể Hỏa Kỳ biến hóa thành một con quái thú đầy lửa lớn chừng mấy trượng. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra quái thú đầy lửa này là vật gì, hắn thiếu chút nữa thì kinh hô mà ra, thần Hỏa Kỳ Lân. Kinh ngạc, kinh hãi, nghi hoặc, mọi loại cảm thụ nháy mắt tràn ngập trong lòng Tiêu Phàm. Nhất thời hắn cũng không cách nào tiếp nhận nổi sự thật này, Hỏa Kỳ không phải nhi tử của Hỏa Linh Tử ư, làm sao đột nhiên lại biến thành thần Hỏa Kỳ Lân thế này? Phải biết, thần Hỏa Kỳ Lân là thần thú xếp hạng khá cao trên bảng xếp hạng, còn đứng trước cả Chọc Mệnh Thiên Vĩ, xếp ở vị trí 267. Năng lực cụ thể của nó là như thế nào thì Tiêu Phàm không quá rõ ràng, nhưng hắn biết chắc kia chính là thần Hỏa Kỳ Lân, một trong số thần thú thiên hữu, khi đối phó người khác sẽ có thiên lôi đánh xuống, cho dù không chết thì cũng sẽ xui xẻo.
Thần Hỏa Kỳ Lân đến nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc trong lòng, sau đó bỗng nhiên tựa như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân đang không ngừng biến lớn kia. Chí Tôn Phần Thiên Viêm, lần này để bản tọa nhìn xem ngươi sẽ trốn đi đâu. Hỏa Kỳ quát lạnh một tiếng, sau đó mở ra cái miệng to như bồn máu, lực hút đáng sợ bỗng nhiên sinh ra. Lực hút cuồn cuộn bắt đầu điên cuồng thôn phệ nhiệt khí của biển nham thạch, năng lượng hỏa diễm điên cuồng bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy Thần Hỏa Kỳ Lân không kiêng nể gì muốn kinh động Chí Tôn Phần Thiên Viêm như thế, Tiêu Phàm cũng không khỏi nhíu mày. Thần Hỏa Kỳ Lân mới chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, lấy lực lượng của nó chẳng lẽ còn có thể vượt qua cả Chí Tôn Phần Thiên Viêm hay sao? Nhưng sự thật lại chính là như thế, Thần Hỏa Kỳ Lân vừa mới hiện thân liền muốn bức ra Chí Tôn Phần Thiên Viêm, thật sự là quá sức ngông cuồng bá đạo. Hỏa Kỳ phách lối cũng coi như bình thường, Thần Hỏa Kỳ Lân này lại còn phách lối hơn hẳn. Tiêu Phàm lại phải thêm cẩn thận rồi, hắn mơ hồ có cảm giác qua một lúc nữa sẽ có chuyện ngoài dự kiến phát sinh. Rầm 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 rầm, mặt biển nham thạch bốc hơi ra tạo ra sóng lửa, giống như nước bị đun sôi sùng sục, mặt biển phủ đầy bong bóng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được Chí Tôn chi khí trong mặt biển bị Thần Hỏa Kỳ Lân hấp thu, chính hắn lại càng thêm cẩn thận, sợ bị Thần Hỏa Kỳ Lân phát hiện. Hắn cũng không phải là vì sợ hãi Thần Hỏa Kỳ Lân, lấy thực lực hiện tại của hắn thì dù muốn tiêu diệt Thần Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là nói chơi, nhưng hắn lại không có đủ tự tin làm gì được Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Nếu có cơ hội mượn nhờ Thần Hỏa Kỳ Lân để thu phục hoặc là luyện hóa Chí Tôn Phần Thiên Viêm thì đó là chuyện không thể tốt hơn. Cho nên Tiêu Phàm đang chờ cơ hội, hắn không thể trơ mắt nhìn Chí Tôn Phần Thiên Viêm bị Thần Hỏa Kỳ Lân đoạt đi được. Người đều có lòng tham, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, nhất là khi đối mặt với linh vật hiếm thấy như Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Khi Chí Tôn chi khí trong biển nham thạch bị thôn phệ với tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế trên người Thần Hỏa Kỳ Lân cũng càng ngày càng cường đại, mơ hồ có loại xu thế muốn đột phá cổ thần cảnh. Nhưng mà, Chí Tôn Phần Thiên Viêm lại thật lâu sau vẫn chưa từng xuất hiện, tựa như căn bản không tồn tại trong biển nham thạch này vậy. Tiêu Phàm oán thầm không thôi, sớm biết rõ thì bản thân nên thử nghiệm một phen, làm hại giờ thì cơ hội tốt đều về tay Thần Hỏa Kỳ Lân, để nó thôn phệ nhiều Chí Tôn chi khí như vậy. Nếu những Chí Tôn chi khí này đều bị Vô Tận Chi Hỏa thôn phệ hết, thì sau đó khẳng định Vô Tận Chi Hỏa sẽ có thể bước vào cổ hỏa trung kỳ, thậm chí là cổ hỏa hậu kỳ cũng nói không chừng. Hối hận thì hối hận, Tiêu Phàm lại là không chút buông lỏng, ánh mắt hắn một mực rơi vào trên người Thần Hỏa Kỳ Lân. Trong mắt hắn, dù cho Thần Hỏa Kỳ Lân đột phá cổ thần cảnh, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Oanh! Nửa chén trà nhỏ sau, khí thế trên người Thần Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên tăng lên, tựa như phá vỡ một điểm giới hạn nào đó, bước vào một cấp độ mới. Cổ thần cảnh. Sau khi Thần Hỏa Kỳ Lân thôn phệ Chí Tôn chi khí vô tận, thì nó thật sự đã đột phá đến cổ thần cảnh. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Bất quá, Thần Hỏa Kỳ Lân lại không mừng rỡ, ngược lại nó càng ngày càng phẫn nộ, bản tọa không tin, để xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, ta biết rõ ngươi ở nơi này, ngươi cũng đừng quên năng lực của ta. Hồng hộc Thần Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ gào thét một tiếng, lực hút đáng sợ lại lần nữa tăng lớn, nham thạch trong biển đều bắt đầu bay vào trong miệng Thần Hỏa Kỳ Lân. Tiêu Phàm nhìn thấy thế, thân thể chậm rãi chìm xuống, hiện tại còn chưa phải thời điểm để hắn bại lộ. Đồng thời, trong đầu Tiêu Phàm lại nghĩ tới một sự tình khác, Thần Hỏa Kỳ Lân vẫn luôn không sợ Chí Tôn Phần Thiên Viêm, dựa theo lẽ thường mà nói, Tiêu Phàm cũng không nên sợ hãi mới đúng. Về phần Thần Hỏa Kỳ Lân tại sao không sợ Chí Tôn Phần Thiên Viêm, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ là do Thần Hỏa Kỳ Lân có một loại năng lực nào đó vừa lúc có thể áp chế Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Thế nhưng nếu như nói như vậy, Thần Hỏa Kỳ Lân đang muốn dùng chiêu nước ấm nấu ếch, hiện tại Chí Tôn Phần Thiên Viêm không phản kháng, qua một lúc nữa có lẽ cũng sẽ không phản kháng được. Ồ, đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang một phương hướng, nơi đó, một đám quang mang tử sắc yêu dị từ trong biển nham thạch đang chậm rãi dâng lên. Dù cách xa nhau mấy dặm thì Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó đang phát ra lực lượng bàng bạc, áp lực đáng sợ ép tới khiến Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Tiêu Phàm mở chừng hai mắt, chỉ thấy một đám hỏa diễm tử sắc từ biển nham thạch trùng thiên mà lên, lơ lửng ở giữa hư không, xa xa nhìn lại, tựa như một cái vương miện chí tôn quý khí. Vương miện hiện lên màu tử sắc, thiêu đốt hỏa diễm yêu dị đến cực điểm, quý khí vô cùng. Ngọn lửa nhỏ yếu nhưng kỳ lạ lại phát ra một loại tư thế nuốt trời, khí thế ấy hung hăng ngập trời, dũng mãnh đến đáng sợ. Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Sâu trong tâm Tiêu Phàm không hiểu sao lại toát ra mấy chữ này, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vương miện hỏa diễm tử sắc kia mang tới cho hắn cảm giác áp bách cực kỳ lớn, loại cảm giác áp bách này còn đáng sợ hơn so với cả lục đạo nhất. Dù cho nó phát ra uy thế không phải cấp bậc thần vương, thì cũng tuyệt đối mạnh hơn cả cấp bậc phong hầu. Trong lòng Tiêu Phàm thầm thấy may mắn bản thân không lỗ mãng xông lên, nếu không thì kẻ xui xẻo có thể sẽ là chính hắn. Bất quá,
Điều khiến cho Tiêu Phàm kinh ngạc là thần hỏa Kỳ Lân đối mặt với Chí Tôn Phần Thiên Viêm, lại không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười hệt như loài người. Ngươi rốt cục cũng chịu hiện thân. Thần hỏa Kỳ Lân đạp không mà lên, từng bước một đi về phía Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Chí Tôn Phần Thiên Viêm phát ra từng tiếng gào thét giận dữ, thậm chí hướng về phía thần hỏa Kỳ Lân mà dương nanh múa vuốt. Sắc mặt thần hỏa Kỳ Lân đạm nhiên, hé mồm nói, ngươi biết rõ ta căn bản sẽ không sợ ngươi, năm đó sở dĩ ta thụ thương cũng không phải bởi vì ngươi, mà là bị bộ tộc của ngươi đả thương, ngươi cũng biết ta vẫn luôn tìm ngươi, may mắn đã tìm được. Vừa dứt lời, toàn thân thần hỏa Kỳ Lân phát sáng, quanh thân hỏa diễm màu đỏ sậm cũng bắt đầu mãnh liệt mà lên, quanh thân nó hiện lên vô số sinh linh, có thần long, có huyền hổ, cũng có thất thải thần hươu, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Thần hỏa Kỳ Lân tựa như vô số sinh linh hợp thể mà thành, phát ra khí tức quỷ dị, khi hỏa diễm của Chí Tôn Phần Thiên Viêm đụng phải nó thì lại tiêu tán vào hư không. Ta đã nói vô dụng mà. Thần hỏa Kỳ Lân cười lạnh, lập tức há miệng hút vào, cuồn cuộn hỏa diễm điên cuồng tràn vào trong miệng nó. Chí Tôn Phần Thiên Viêm gào thét không thôi, lộ ra vẻ nôn nóng, đi đến cảnh giới như nó thì hiển nhiên cũng đã tồn tại hỏa linh, nắm giữ ý thức riêng của bản thân. Nhìn thấy thần hỏa Kỳ Lân không sợ nó, Chí Tôn Phần Thiên Viêm nào còn có thể bình tĩnh nổi. Chờ ta nuốt chửng ngươi, lấy được năng lực của ngươi, trong vòng một năm, ta liền có thể đột phá thần vương cảnh, ta sẽ giết trở về một lần nữa. Nuốt tất cả thần hỏa. Thần hỏa Kỳ Lân lộ vẻ dữ tợn, sát khí đáng sợ từ trên người nó lan tràn ra. Ầm ầm. Chí Tôn Phần Thiên Viêm phun trào, toàn bộ biển nham thạch đều sôi trào, cuốn lên sóng biển nham thạch cao mấy chục trượng, dưới không trung nổi lên mưa nham thạch, trong không gian đều bạo động không thôi. Tiêu Phàm bị đại lực cuốn lên, ném vào trong hư không, sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống, hiển nhiên hắn cũng đã bị phát hiện. Tiểu tử Phần Thiên, nơi này không phải hỏa vực, ai cũng cứu không được ngươi. Thần hỏa Kỳ Lân nhìn thấy Chí Tôn Phần Thiên Viêm bạo động như thế thì lại càng thêm kích động. Bởi vì vừa vặn có thể nói rõ, Chí Tôn Phần Thiên Viêm nóng nảy thì thần hỏa Kỳ Lân tự nhiên là càng thêm thoải mái không thôi. Đã từng, nó cũng từng giao thủ với Chí Tôn Phần Thiên Viêm, năm đó có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng đó là trong trường hợp Chí Tôn Phần Thiên Viêm có người tương trợ. Lần này, sẽ không có ai cứu được Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Chỉ là lời của nó chưa dứt, ánh mắt đột nhiên chuyển sang một hướng khác, nó phát hiện cách đó, không xa chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thanh niên thân không một mảnh vải. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sắc mặt thần hỏa Kỳ Lân đại biến, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm rồi quát lớn. Đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt không liên quan gì đến ta, nói, các ngươi cứ tiếp tục đi, coi như ta không tồn tại là được. Tiếp tục, coi như ngươi không tồn tại. Tiếp tục em gái ngươi ấy, không tồn tại em gái ngươi ấy. Thần hỏa Kỳ Lân thiếu chút nữa thì tuôn ra câu chửi tục, trong lòng nó đã thăm hỏi 18 đời tổ tông của Tiêu Phàm một lần. Nó tưởng rằng thôn phệ Chí Tôn Phần Thiên Viêm là chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng nó nào sẽ nghĩ đến nơi này đột nhiên sẽ xuất hiện một người. Mấu chốt nhất là người này còn là kẻ đứng đầu thiên thần bảng của cửu phủ thập tam tông trong thiên vũ vực. Thần hỏa Kỳ Lân tự cao nhận mình là thiên tài, nhưng nếu đối mặt với Tiêu Phàm thì nó cũng không nắm chắc phần thắng. Nó nghĩ không ra hỏa linh động này được đệ tử hỏa linh tông trông coi chặt chẽ, hơn nữa còn nhất định phải do mấy vị trưởng lão mở ra phong ấn mới có thể tiến đến, tại sao Tiêu Phàm lại vào trong được? Tiểu tử, từ đâu đến thì mau cút về đó, nơi này không quan hệ gì tới ngươi. Thần hỏa Kỳ Lân băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, trong ánh mắt đều là ý đề phòng. Ồ, nếu ta không cút thì sao? Tiêu Phàm lại là kẻ ăn mềm không ăn cứng, nghe thấy lời thần hỏa Kỳ Lân uy hiếp, thần sắc hắn cũng trở nên băng lạnh. Bây giờ Tiêu Phàm đã đột phá cổ thần cảnh, đối phó với thần hỏa Kỳ Lân thì hắn sẽ không có bất luận sợ hãi gì, chỉ là hắn phải kiêng kỵ Chí Tôn Phần Thiên Viêm kia mà thôi. Thần hỏa Kỳ Lân bảo hắn mau cút, Tiêu Phàm khăng khăng không chịu cút. Hừ, tiểu gia không chiếm được Chí Tôn Phần Thiên Viêm, vậy cũng không thể để cho ngươi lấy được. Bất quá, trong lòng hắn cũng rất khó chịu đối với Chí Tôn Phần Thiên Viêm, gia hỏa này lại cố ý bại lộ khiến hắn bại lộ, muốn để hắn xuất thủ đối phó với thần hỏa Kỳ Lân. Đừng nói Tiêu Phàm vốn đã có ý đồ với Chí Tôn Phần Thiên Viêm, dù cho không phải thì hắn cũng không có khả năng để kẻ khác lợi dụng, nhất là còn bị một thứ như hỏa diễm lợi dụng. Thần hỏa Kỳ Lân nghe được lời Tiêu Phàm nói, lên cơn giận dữ, nhất thời không biết đáp trả như thế nào. Được rồi, ta là kẻ không thích bị ai lợi dụng. Đột nhiên Tiêu Phàm cười ha ha, quay người liền lao đi về nơi xa. Thần hỏa Kỳ Lân nhìn thấy, trong mắt lộ ra vẻ quái dị, nó hoàn toàn không nghĩ đến gia hỏa này lại có thể nói đi thì đi. Nhưng mà Chí Tôn Phần Thiên Viêm lại cực kỳ lo lắng, hỏa diễm nộ khiếu giữa hư không, mặt biển nham thạch cuốn lên vô số sóng lửa, lại bức cho Tiêu Phàm phải trở về. Tiêu Phàm nhíu mày, Chí Tôn Phần Thiên Viêm không hổ là thần hỏa đã có linh trí, thế mà nó còn muốn mượn tay mình đối phó với thần hỏa Kỳ Lân. Chỉ là, nếu như hắn thật sự giết thần hỏa Kỳ Lân, thì ngay sau đó Chí Tôn Phần Thiên Viêm đoán chừng sẽ giết hắn trước tiên. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía thần hỏa Kỳ Lân nói,
Hỏa Kỳ, hỏa diễm này chia ta một nửa, ta với ngươi cùng diệt nó, thế nào? Thần Hỏa Kỳ Lân nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, bất quá vẫn do dự nói, hỏa chủng thuộc về ta, ngoài ra thì đều cho ngươi. Nói thật, thần Hỏa Kỳ Lân đúng là sợ Tiêu Phàm lưu lại ở nơi này làm trễ nải việc nó thôn phệ chí tôn phần thiên viêm. Hiện tại nó đáp ứng Tiêu Phàm chí ít cũng có thể lấy được hỏa chủng của chí tôn phần thiên viêm, về phần Tiêu Phàm, sau này bản thân đột phá thì lại giết thần Hỏa Kỳ Lân đoạt về thì cũng không muộn. Chí tôn phần thiên viêm nghe được lời Tiêu Phàm nói, tức khắc mãnh liệt khắp tứ phương, từng đoàn hỏa diễm tử sắc đáng sợ đánh giết hướng về phía Tiêu Phàm, hỏa diễm ngập trời trải rộng toàn bộ không gian. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lách mình xuất hiện ở sau lưng thần Hỏa Kỳ Lân, quả nhiên, hỏa diễm kia vội vàng ngừng lại, không dám tới gần thần Hỏa Kỳ Lân một chút nào. Sau đó, Tiêu Phàm triệu hồi vô tận chi hỏa, để nó bắt đầu điên cuồng thôn phệ hỏa diễm tử sắc ngoài kia. Ánh mắt thần Hỏa Kỳ Lân lập lòe, nó không nghĩ đến Tiêu Phàm lại cũng nắm giữ hỏa diễm bá đạo như thế, mặc dù nó không muốn đem phía sau lưng giao cho Tiêu Phàm, nhưng hiện tại nó cũng chắc chắn Tiêu Phàm không dám giết nó, nếu không thì chí tôn phần thiên viêm khẳng định sẽ không bỏ qua cho Tiêu Phàm. Nghĩ tới đây, thần Hỏa Kỳ Lân cũng trở lên to gan hơn, nó lách mình liền đánh về hướng chí tôn phần thiên viêm, muốn nuốt tôn vương miệng này vào bụng. Chí tôn phần thiên viêm cũng bạo khởi, khí tức đáng sợ mãnh liệt lan khắp tứ phương, chung quanh núi đá đều run lẩy bẩy, trong nhất thời, không gian bạo loạn chập choạng. Tiêu Phàm không ngừng lùi lại, quanh thân hắn hiện lên một đám vòng xoáy đen, vòng xoáy hiện lên xoay tròn thuận thời châm, điên cuồng rút ra tinh hoa của chí tôn phần thiên viêm. Vô tận chi hỏa nhảy cẫng hoan hô, đều là hỏa diễm nhưng chí tôn phần thiên viêm chính là cao nhất phẩm giai, đối với nó thì thứ này không thể nghi ngờ là vật đại bổ, làm sao nó có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, bản thân trước đó còn lo lắng chí tôn phần thiên viêm bắn ngược trở về, hiện tại lại có thần Hỏa Kỳ Lân ngăn chặn chí tôn phần thiên viêm bản thể. Cho hắn nên Tiêu Phàm tự nhiên cũng không phải sợ hãi nữa, có chỗ tốt mà không thu nhận, đó là hành vi của kẻ ngốc. Chờ sau khi nuốt vào chí tôn phần thiên viêm này, tương lai ta lại nghĩ biện pháp giết chết thần Hỏa Kỳ Lân kia. Tiêu Phàm cũng đang trầm ngâm tự nhủ. Mặc dù hắn không biết Hỏa Kỳ và thần Hỏa Kỳ Lân có quan hệ thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được thần Hỏa Kỳ Lân này sinh sát ý đó với hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không thể buông tha cho nó. Nhìn thấy nơi xa thần Hỏa Kỳ Lân và chí tôn phần thiên viêm đang giao thủ, Tiêu Phàm cũng cực kỳ kinh ngạc. Chí tôn phần thiên viêm khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ mà ở trước mặt thần Hỏa Kỳ Lân, lại cũng chỉ có thể trốn tránh. Thần Hỏa Kỳ Lân quả thực có thủ đoạn áp chế được chí tôn phần thiên viêm sao? Trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi sáng lên, nếu như bản thân lấy được năng lực của thần Hỏa Kỳ Lân, vậy sau này khi vô tận chi hỏa mạnh lên, chẳng phải là hắn có thể buông lỏng. Theo tàn diễm của chí tôn phần thiên viêm tràn vào thể nội, Tiêu Phàm cảm giác nhục thân của mình cũng đang phát sinh biến hóa rất lớn, tâm thần hắn vội vàng chìm vào thể nội. Điều khiến hắn kinh ngạc là vòng xoáy màu đen rốt cuộc lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được vòng xoáy đang dần thu nhỏ. Bất quá, hắn nối liền với lực lượng của vòng xoáy thì lại đang không ngừng tăng cường, tốc độ thôn phệ lực lượng hỏa diễm cũng càng lúc càng nhanh. Đúng rồi, không phải là ta còn có đạo hỏa hồng lô điển sao? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì? Một thoáng thời gian sau, hắn không chút do dự vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một ngọn hỏa diễm động thiên to lớn. Chính giữa hỏa diễm động thiên cũng đã biến thành màu đen kịt, mặc dù cảm thụ không đến bất luận nhiệt độ gì, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác chấn tâm động phách. Mà bên ngoài vô tận động thiên lại là phát ra sóng lửa cực nóng, khí thế vô cùng kinh người. Nơi xa, thần Hỏa Kỳ Lân tựa như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu trông về vị trí Tiêu Phàm, hoảng sợ hét lên, cái này chẳng lẽ là đạo hỏa hồng lô? Chí tôn phần thiên viêm bản thể cũng không ngừng rung động, không biết là kích động hay vẫn là kinh hãi. Nó thừa dịp thần Hỏa Kỳ Lân thất thần, bỗng nhiên đánh về hướng Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến kinh người. Đồng thời, mặt biển nham thạch có vô số cột nham thạch cuốn lên, ngăn khuất trước người thần Hỏa Kỳ Lân. Dừng lại. Thần Hỏa Kỳ Lân quá sợ hãi, móng vuốt vung ra, đập tan những cột nham thạch nọ, nó lao đi điên cuồng như không muốn sống nữa về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, triệu hồi ra vô tận động thiên, hắn nào biết rõ chí tôn phần thiên viêm lại đột ngột đánh tới chỗ hắn. Hắn không chút do dự chém ra một kiếm. Kiếm khi bắn ra bốn phía, khiến cho hỏa diễm đầy trời toàn bộ đều bị xé rách, nhưng mà, hỏa diễm sau khi vòng qua kiếm khí lại dung hợp vào với nhau. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một tôn vương điện tử sắc cũng đã đi tới trước người hắn, bất quá nó không có nhào về phía Tiêu Phàm, mà là nhằm vào bên trong vô tận động thiên. Đi ra cho ta. Thần Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ gào thét, móng vuốt bỗng nhiên cào điên cuồng về phía Tiêu Phàm. Ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm phẫn nộ vô cùng, một kiếm nhắm thẳng thần Hỏa Kỳ Lân, hắn còn tưởng rằng chí tôn phần thiên viêm và thần Hỏa Kỳ Lân đang liên thủ đối phó với mình. Bởi vì giờ phút này hắn vận chuyển vô tận động thiên, lại phát hiện vô tận động thiên đã không còn nghe hắn sai sử nữa. Phốc một tiếng, móng vuốt của thần Hỏa Kỳ Lân bị Tiêu Phàm chém vỡ,
hóa thành vô số hỏa diễm kích xạ tứ phương. Nó nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khá lắm danh con, ngươi lại dám liên thủ với Chí Tôn Phần Thiên Viêm đối phó bản tọa không giết ngươi là không được. Liên thủ cùng Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Tiêu Phàm choáng váng, hắn căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, không phải các ngươi liên thủ đối phó với ta sao? Đừng giả bộ cái gì cũng không biết, ngươi là người của hỏa vực nhất tộc, còn muốn gạt ta. Thần Hỏa Ký Lân nhe răng trợn mắt, nó hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm ngay lập tức. Tiểu gia đường đường là nhân tộc, không phải hỏa vực nhất tộc gì đó. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, hắn căn bản không sợ Thần Hỏa Ký Lân, hiện tại chỉ muốn đối phó với Chí Tôn Phần Thiên Viêm mà thôi. Hừ, nếu ngươi không phải hỏa vực nhất tộc, thì sao lại nắm giữ đạo hỏa hồng lô mà chỉ người truyền thừa của hỏa vực mới có thể nắm giữ? Thần Hỏa Ký Lân căm hận nói, hắn hận bản thân vừa rồi lẽ ra không nên tin tưởng Tiêu Phàm. Đạo hỏa hồng lô. Tiêu Phàm cau mày, không khỏi ngẩng đầu nhìn Vô Tận Động Thiên, chẳng lẽ Vô Tận Động Thiên này thực sự là đạo hỏa hồng lô gì đó sao? Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới cái gì, trong lòng trầm ngâm tự nhủ, chẳng lẽ là do ta tu luyện đạo hỏa hồng lô điển nên mới thế? Chết đi cho ta. Thần Hỏa Ký Lân không muốn tốn nhiều nước bọt với Tiêu Phàm, nó hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, đoạt lại Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Hừ, tiểu gia sợ ngươi chắc. Tiêu Phàm nhìn thấy Thần Hỏa Ký Lân dây dưa không ngớt, tức khắc cũng phẫn nộ, sát khí đáng sợ bộc phát ra từ trên người hắn. Tay Tiêu Phàm cầm trường kiếm, từng kiếm một chém giết mà ra, sau khi đột phá cổ thần cảnh thì thực lực của hắn đã khác xa so với thiên thần cảnh đỉnh phong, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cho dù là một kiếm thông thường thì cũng nắm giữ uy lực chém giết cổ thần cảnh trung kỳ. Phốc phốc, Thần Hỏa Ký Lân bị kiếm khí xé rách, hỏa diễm bắn ra bốn phía, nó tức giận nghiến răng nghiến lợi rồi chửi ầm lên. Chí Tôn Phần Thiên Viêm mà nó mưu tính vô số năm lại bị Tiêu Phàm đoạt đi, điều này khiến nó sao có thể cam tâm. Nhưng thực lực của nó lại không phải đối thủ của Tiêu Phàm, hoàn toàn chỉ có thể bị Tiêu Phàm đánh lui. Thần Hỏa Ký Lân không sợ lực lượng hỏa diễm, cho nên mới có thể áp chế Chí Tôn Phần Thiên Viêm, nhưng mà Tiêu Phàm đâu chỉ có thủ đoạn hỏa diễm thôi đâu. Thứ mà hắn mạnh nhất là nhục thân, là thần thông cùng với kiếm đạo, Thần Hỏa Ký Lân làm sao có thể là đối thủ của hắn được đây. Chiến đấu chốc lát, hỏa diễm quanh người Thần Hỏa Ký Lân cũng đã chậm rãi mờ đi, nó bắt đầu phải trốn tránh. Trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ kinh ngạc, lấy thực lực của hắn thì đối phó với cổ thần cảnh tiền kỳ thông thường chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết, nhưng hắn lại giết không nổi Thần Hỏa Ký Lân, điều này thật đúng là quá mức quỷ dị. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng ngày càng thấy hứng thú đối với Thần Hỏa Ký Lân. Nếu có thể lấy được năng lực của Thần Hỏa Ký Lân, vậy mình chẳng phải là có thể miễn dịch đối với hỏa diễm sao? Không thể không nói, Thần Hỏa Ký Lân không hổ có xếp hạng khá cao trên bảng xếp hạng thần thú, loại năng lực này cơ hồ đã đủ để nó đứng ở vị trí tiên thiên bất bại. Đúng rồi, Thần Hỏa Ký Lân có thể không sợ Chí Tôn Phần Thiên Viêm, vậy hỏa diễm của hắn có phải sẽ mạnh hơn Chí Tôn Phần Thiên Viêm không nhỉ? Tiêu Phàm đột nhiên toát ra một ý nghĩ cổ quái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thao túng Vô Tận Chi Hỏa, bắt đầu thôn phệ hỏa diễm còn sót lại của Thần Hỏa Ký Lân. Sau một khắc, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hắn kinh ngạc phát hiện là hỏa diễm của Thần Hỏa Ký Lân lại không cách nào thôn phệ được, khi Vô Tận Chi Hỏa chuẩn bị luyện hóa thì trong chớp mắt nó bèn tiêu tán vô hình. Cổ quái. Tiêu Phàm không tin tà, chuẩn bị điều khiển Vô Tận Động Thiên thử lại một lần, dù giờ hắn không thể điều khiển Vô Tận Động Thiên hoàn toàn nhưng thôn phệ một chút hỏa diễm thì vẫn có thể làm được. Chuyện này không thử còn tốt, thử một lần lại khiến Tiêu Phàm sợ hết hồn. Chỉ thấy sau khi Vô Tận Động Thiên thôn phệ một sợi tàn diễm của Thần Hỏa Ký Lân, Vô Tận Chi Hỏa đột nhiên bắt đầu trở nên nóng nảy. Đồng thời, một ngọn hỏa diễm huyết hồng bắt đầu điên cuồng đốt cháy toàn thân hắn, thậm chí ngay cả linh hồn bản thể trong vòng xoáy đen cũng bị đốt luyện. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi, vội vàng chặt đứt liên hệ giữa Vô Tận Động Thiên cùng hỏa diễm kia, nhưng mà, hỏa diễm kia lại vẫn không bị diệt. Thẳng đến chốc lát sau, y phục hắn bị đốt trụi, da thịt cũng bị phỏng, hỏa diễm kia mới chịu biến mất. Muốn thôn phệ hỏa diễm của ta, thật đúng là tự tìm cái chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, Thần Hỏa Ký Lân tức khắc cười lạnh không thôi. Không thể thôn phệ nó. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi hơi trầm xuống, lóe qua vẻ thất vọng, sau đó lại nói, mặc dù thôn phệ không được hỏa diễm của ngươi, nhưng giết ngươi thì có lẽ sẽ không có vấn đề. Thần Hỏa Ký Lân nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, Tiêu Phàm nói không sai, nó dĩ nhiên không sợ lửa, cũng không sợ bị luyện hóa, nhưng Tiêu Phàm muốn giết nó thì lại thật sự có biện pháp. Tiểu tử, ngươi thật sự không phải truyền thừa của hỏa vực ư? Thần Hỏa Ký Lân vội vàng nói. Không phải thì thế nào? Tiêu Phàm ngừng thân hình, trầm giọng nói. Thần Hỏa Ký Lân nhìn thấy Tiêu Phàm không tiếp tục xuất thủ, cũng thở dài một hơi, đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm rồi nói. Hỏa chủng đã bị ngươi chiếm được, những tàn diễm này hẳn là nên thuộc về ta. Đây là ước định giữa ta và ngươi lúc nãy. Ước định ban nãy cũng không có bảo ngươi ra tay nhắm vào ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Nói, huống hồ, vừa rồi chúng ta ước định, ngươi lấy được hỏa chủng,
tàn diễm sẽ thuộc về ta, còn cái thứ hỏa chủng kia là do tự nó chạy đến, đâu liên quan gì ta. Nói đùa cái gì chứ, những tàn diễm này dù sao cũng là từ chí tôn phần thiên viêm, nếu như có thể để cho vô tận chi hỏa thôn phệ và luyện hóa, chí ít cũng có thể đột phá đến cổ hỏa hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Hắn làm sao có thể nhường chỗ tốt cực lớn này cho một kẻ muốn giết mình đây? Huống chi, lần sau muốn tìm tới dạng hỏa diễm thế này thì có thể sẽ rất khó. Ngươi! Thần Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ vô cùng, nhưng nó lại không dám xuất thủ đối phó Tiêu Phàm. Nó căn bản không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không cút thì sẽ chết. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, khi phun ra một chữ cuối cùng, sát ý trên người hắn lại lần nữa bạo tăng. Sắc mặt của Thần Hỏa Kỳ Lân lấp lóe không yên, nhất thời không biết nên quyết định thế nào. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là lấy lực lượng đặc thù nào đó để tồn tại trong thân thể hỏa kỳ tê, nếu như không phải hỏa kỳ khiêu khích ta, ta giết hắn thì ngươi cũng sẽ không thể đi ra. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, bước một bước hướng về phía Thần Hỏa Kỳ Lân. Con mắt Thần Hỏa Kỳ Lân chớp động, hiển nhiên Tiêu Phàm nói không sai, nếu hỏa kỳ không chết, nó sẽ không có khả năng xuất hiện. Nói đến cùng, ta vẫn là ân nhân của ngươi, nhưng vừa rồi ngươi lại muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ chia sẻ chí tôn phần thiên viêm này với ngươi sao? Tiêu Phàm vừa dứt lời, lập tức lại chém ra một kiếm, nghịch loạn kiếm khí xé rách hư không, giống như một màn sáng cuốn lên, hỏa diễm lít nha lít nhít đầy trời đều bị Tiêu Phàm xoắn nát. Tiểu quỷ, ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay của ta, bằng không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Hỏa kỳ gào thét một tiếng, lập tức lách mình bỏ chạy ra ngoài. Xem như ngươi chạy nhanh. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm, ý thức vội vàng chìm vào bên trong vô tận động thiên. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ở trung tâm của vô tận động thiên có một ngọn hỏa diễm tử sắc, nó giống như vương miện đang phát ra uy áp cuồng bá. Rất hiển nhiên, đây chính là bản thể của chí tôn phần thiên viêm, chỉ có điều là giờ phút này khí tức của nó hư nhược hơn so trước đó không ít, chí ít là sẽ uy hiếp không được Tiêu Phàm. Cút ra đây cho ta, bằng không đừng trách ta giết ngươi. Tiêu Phàm dùng ý niệm truyền âm. Chí tôn phần thiên viêm là thần hỏa bậc này, nó sớm cũng đã nắm giữ linh trí của bản thân, nếu không thì nó cũng sẽ không trốn vào trong vô tận động thiên của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quát một tiếng như vậy, ngọn hỏa diễm tử sắc chấn động một cái, tựa như đang sợ Tiêu Phàm vô cùng. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng lần nữa, một thanh âm hơi có vẻ non nớt vang lên, ngươi và ta đều là hỏa vực nhất tộc, hẳn là nên tương trợ đùm bọc lẫn nhau. Ta nói rồi, ta cũng không phải hỏa vực nhất tộc, ta chính là nhân tộc. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Không có khả năng, không phải là hỏa vực nhất tộc ta thì không có khả năng nắm giữ đạo hỏa hồng lô. Thanh âm non nớt lại vang lên, hơi có chút khiếp đảm. Nếu không, ta cho ngươi toàn bộ tàn diễm, ngươi đưa ta về hỏa vực được không? Những tàn diễm này vốn chính là của ta. Tiêu Phàm bá đạo vô cùng, chí tôn phần thiên viêm cũng đã không làm gì được hắn. Những hỏa diễm này còn không phải mặc hắn đòi hỏi sao? Ngươi không thể như thế. Thanh âm non nớt thiếu chút nữa thì khóc toáng lên tựa như một tiểu hài đồng. Cùng lắm thì ta giúp ngươi cô đọng đạo hỏa hồng lô, ngươi để cho ta ký sinh nơi này, về sau ta sẽ rời đi. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cũng không quan tâm chuyện chí tôn phần thiên viêm thay hắn cô đọng vô tận động thiên. Bởi vì chỉ cần vô tận chi hỏa mạnh lên thì vô tận động thiên cũng sẽ tự khắc trở nên cường đại. Bất quá, nếu như có thể khống chế lực lượng của chí tôn phần thiên viêm thì đối với hắn cũng là một chỗ dựa lớn. Hơn nữa, cho dù hắn muốn đuổi chí tôn phần thiên viêm ra thì cũng không có bất luận biện pháp gì. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm mới nói, có thể, bất quá, nếu ta muốn ngươi đánh nhau, giết người thì ngươi cũng không thể do dự. Chỉ cần không phải nhằm vào người của hỏa vực thì ta đáp ứng ngươi. Thanh âm non nớt lộ ra chút vui vẻ. Tiêu Phàm không còn để ý tới nó nữa, nhưng trong lòng hắn tự cảnh tỉnh chính mình, vô tận động thiên nhân tố không chắc chắn này ở trong, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Về sau có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp đem đuổi nó ra ngoài, tốt nhất là để vô tận chi hỏa thôn phệ nó luôn. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm nhìn về phía hỏa diễm tử sắc cuồn cuộn bốn phía, trong mắt lộ ra vẻ nóng rực tựa như đã thấy được món ăn ngon. Vù vù, trên biển nham thạch nhấc lên một loạt sóng gió hỏa diễm, cuốn lên vô số cột nham thạch. Năng lượng hỏa diễm cuồn cuộn điên cuồng dũng mãnh lao vào trong thân thể Tiêu Phàm. Ở chung quanh người Tiêu Phàm xuất hiện vô số vòng xoáy, vô tận chi hỏa cũng rung động không thôi, kim sắc quang mang càng ngày càng lóa mắt. Đồng thời, vòng xoáy đen trong thân thể Tiêu Phàm cũng đang nhanh chóng biến hóa, chỉ là không phải biến lớn mà là thu nhỏ đi, nhìn qua lại càng thêm cô đọng. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Tiêu Phàm xác nhận nhiều lần mới yên tâm trở lại, bởi vì uy lực của vòng xoáy này cũng không giảm nhỏ. Ngược lại là càng lúc càng mạnh lên, hơn nữa nó thôn phệ hỏa diễm càng nhiều, vòng xoáy đen chỉ đang trở nên càng ngày càng cô đọng cùng với cường đại hơn. Nghĩ tới điều này, tốc độ Tiêu Phàm thôn phệ hỏa diễm càng lúc càng nhanh, Thần Hỏa Kỳ Lân đã rời đi, giờ phút này có lẽ sẽ không nhất định giữ an toàn được nữa. Mấy canh giờ sau, một tiếng nổ vang từ thể nội Tiêu Phàm truyền đến,
khí tức cuồng bạo phun trào, từng đợt năng lượng lan ra khắp bốn phương tám hướng. Lại muốn đột phá sao? Tiêu Phàm lộ ra vẻ kích động. Trước đó hắn dung hợp tiểu thiên địa và thần cung rách nát, cô đọng thành vòng xoáy đen, cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh tiền kỳ đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là tới được cổ thần cảnh trung kỳ. Nhưng hắn không nghĩ đến, sau khi thôn phệ những năng lượng hỏa diễm, này lại có thể khiến tu vi của hắn tiến thêm một bước, trực tiếp bước vào cổ thần cảnh trung kỳ. Mà giờ phút này, năng lượng từ chí tôn phần thiên viêm mới vẻn vẹn chỉ bị luyện hóa một nửa mà thôi. Tiêu Phàm vội vàng rèn sát khi còn nóng, tiếp tục thôn phệ năng lượng hỏa diễm, phần còn lại mặc dù không cách nào làm cho hắn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, nhưng để ổn định cổ thần cảnh trung kỳ, thì vẫn dư xài. Hơn nữa, khi hắn đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, tốc độ hắn thôn phệ năng lượng hỏa diễm càng lúc càng nhanh, phần còn dư lại đoán chừng không cần một canh giờ, liền có thể luyện hóa hầu như không còn. Cũng ngay thời khắc Tiêu Phàm quên hết tất cả để ổn định tu vi, thần hỏa kỳ lân lại là cũng đã khôi phục xong thương thế, rời đi hỏa linh động. Hắn đứng ở cửa vào đại điện Hỏa Linh Tông, trong lòng do dự, Hỏa Linh Tông cũng chỉ mỗi hỏa linh tử có thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi, muốn giết chết tên biến thái như Tiêu Phàm cơ hồ là chuyện không thể nào. Thần Hỏa Kỳ Lân tự nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho Tiêu Phàm, kẻ cướp đoạt chí tôn phần thiên viêm của nó, thù này vô luận như thế nào nó đều phải báo. Kỳ Nhi, ngươi đột phá cổ thần cảnh rồi ư? Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong đại điện đi ra. Hỏa Linh Tử kinh hỉ nhìn về phía Thần Hỏa Kỳ Lân rồi nói: "Phụ thân, may mắn không làm nhục mệnh." Trên mặt Hỏa Kỳ miễn cưỡng lộ ra ý cười. "Tốt lắm, không hổ là nhi tử của Hỏa Linh Tử này." Hỏa Linh Tử ngửa mặt lên trời cười to. Hỏa Kỳ đột phá cổ thần cảnh, Hỏa Linh Tử cũng xem như có người kế tục. Hơn nữa Hỏa Kỳ tuổi trẻ mà đã đột phá đến cổ thần cảnh, đợi một thời gian nữa đột phá cổ thần đỉnh phong cũng chưa chắc là việc không thể. Bất quá, Hỏa Linh Tử lại phát hiện trên mặt Hỏa Kỳ cũng không có bất luận vẻ cao hứng gì, ngược lại còn rất lo lắng. "Kỳ Nhi, đột phá cổ thần cảnh là chuyện đáng để vui mừng, ngươi sao thế kia?" Hỏa Linh Tử nghi hoặc nhìn Hỏa Kỳ rồi hỏi. Từ khi Hỏa Kỳ trở lại Hỏa Linh Tông, Hỏa Linh Tử luôn cảm thấy Hỏa Kỳ trở nên có chút khác lạ. Về phần khác biệt chỗ nào thì ông lại không thể nói rõ. "Đột phá cổ thần cảnh có gì mà phải cao hứng, đáng lẽ trong một năm ta liền có thể đột phá đến thần vương cảnh." Thần Hỏa Kỳ Lân âm thầm oán hận trong lòng không thôi. Bất quá lời này hắn sẽ không nói ra với Hỏa Linh Tử, nếu bại lộ thân phận, đoán chừng hắn sẽ phải đối phó với rất nhiều người, dù sao hắn cũng là thần thú xếp thứ hạng cao trên bảng xếp hạng mà. "Phụ thân, nếu như ta nói cho ngươi biết, có kẻ xông vào Hỏa Linh Động, ngươi sẽ làm thế nào?" Thần Hỏa Kỳ Lân do dự chốc lát. Trong thời gian ngắn hắn không biết đối phó với Tiêu Phàm thế nào, chỉ có thể để Hỏa Linh Tử nghĩ biện pháp. "Cái gì?" Sắc mặt Hỏa Linh Tử đại biến, "Là ai xông vào Hỏa Linh Động?" Hỏa Linh Động chính là bí mật lớn nhất của Hỏa Linh Tông, ông cũng là bởi vì Hỏa Linh Động mới có thể đột phá cổ thần cảnh, tự nhiên sẽ không để cho người ngoài ngấp nghé. "Là Tiêu Phàm." Thần Hỏa Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu lẽ ra ta có thể một bước đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, bất quá lại bị hắn cắt ngang, còn kém chút nữa đã giết ta. "Tiêu Phàm." Giọng Hỏa Linh Tử đột nhiên cao lên không ít. Tiêu Phàm là người nào thì ông rất rõ ràng, đây chính nhân vật đứng đầu thiên thần bảng tranh đoạt của Cửu Phủ Thập Tam Tông, ở tu vi thiên thần cảnh mà đã có thể chém giết cổ thần cảnh trung kỳ. Hỏa Linh Tử tự xưng thực lực cường đại, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Phàm. Chẳng lẽ hắn là vì bí mật kia mà đến? Lòng Hỏa Linh Tử hơi hơi trầm xuống, thần sắc một trận biến hóa, tựa như đang xoắn suýt cái gì. "Phụ thân, trong Hỏa Linh Động có phải thật sự tồn tại thần hỏa đệ nhất thiên hạ, chí tôn phần thiên viêm hay không?" Tiêu Phàm nói hắn là vì chí tôn phần thiên viêm mà đến. Thần Hỏa Kỳ Lân lại đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn thấy sắc mặt Hỏa Linh Tử, hắn ẩn ẩn cảm giác Hỏa Linh Tử có thể có biện pháp để đối phó Tiêu Phàm, chỉ là ông vẫn còn có chút do dự mà thôi. Nếu có thể triệt để chọc giận Hỏa Linh Tử, Hỏa Linh Tử hẳn sẽ ra tay đối phó với Tiêu Phàm cũng không chừng. Đến lúc đó, chí tôn phần thiên viêm sẽ trở thành vật trong bàn tay hắn. "Hay cho cái tên Tiêu Phàm, Hỏa Linh Tông và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi lại có ý đồ với Hỏa Linh Tông ta?" Hỏa Linh Tử giận tím mặt, lộ vẻ dữ tợn quát mắng. Mở ra bàn tay, trong tay ông bỗng xuất hiện một mảnh ngọc lệnh, nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp đã bóp nát ngọc lệnh, một vệt sáng xông thẳng tới chân trời. "Đây là..." Thần Hỏa Kỳ Lân nhíu mày, nghi hoặc nhìn Hỏa Linh Tử. "Đây là truy kích lệnh của Thiên Võ Thần Sơn, chỉ cần phát hiện Tiêu Phàm thì có thể lập tức báo cho người của Thiên Võ Thần Sơn. Hỏa Linh Tông ta cũng sẽ thu hoạch được ban thưởng từ Thiên Võ Thần Sơn." Hai mắt Hỏa Linh Tử đỏ bừng, sát khí nặng nề nói, nếu như Tiêu Phàm chỉ là ngẫu nhiên chui vào Hỏa Linh Động, ông chưa chắc sẽ gọi Thiên Võ Thần Sơn tới để đối phó Tiêu Phàm. Dù sao, nếu người của Thiên Võ Thần Sơn phát hiện ra chí tôn phần thiên viêm, thì khẳng định sẽ chiếm nó thành của mình. Nhưng mà hiện tại, ngộ nhỡ Tiêu Phàm cướp đi chí tôn phần thiên viêm, đến lúc đó khả năng sẽ biến thành múc nước bằng giò trúc, phí công dã tràng.
Thiên Võ Thần Sơn. Sắc mặt Thần Hỏa Kỳ Lân biến đổi, kém chút nhịn không được trực tiếp tát chết Hỏa Linh Tử. Ngươi nha, ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì hay, hóa ra lại là vò đã mẻ thì không sợ rơi, đây là muốn chắp tay dâng chí tôn phần thiên viêm cho người hay sao? Trong lòng hắn đã có chút hối hận, sớm biết rõ thì đã không lộ ra chuyện Tiêu Phàm tiến vào Hỏa Linh Động chiếm lấy chí tôn phần thiên viêm cho Hỏa Linh Tử rồi. Dù sao, chỉ cần chí tôn phần thiên viêm ở trên người Tiêu Phàm thì hắn liền còn cơ hội lấy được, nhưng hiện tại, hy vọng cướp lại được của hắn có khả năng sẽ cực kỳ mong manh. Thế nhưng sự tình đã đến nước này, Thần Hỏa Kỳ Lân cũng không có bất luận biện pháp gì, hắn chỉ có thể chờ đợi Tiêu Phàm chủ động đi ra khỏi Hỏa Linh Động. Người Thiên Võ Thần Sơn, người tự nhiên sẽ không cảm ứng được khí tức của chí tôn phần thiên viêm nữa. Chờ đợi nửa ngày, trong nháy mắt liền trôi qua mấy canh giờ, trên mặt Thần Hỏa Kỳ Lân lộ ra vẻ lo lắng, con ngươi nhìn chằm chằm phía sau núi. Là ai bóp nát truy kích lệnh? Đột nhiên, một tiếng quát to từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó mấy thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới. Lục Kinh Long. Thần Hỏa Kỳ Lân liếc mắt liền nhận ra kẻ cầm đầu, không thể nghi ngờ, đó chính là Lục Kinh Long. Cách lần trước truy sát Tiêu Phàm đã trôi qua vài ngày thời gian, sắc mặt Lục Kinh Long vẫn có chút khó coi, thậm chí là cực kỳ già nua, nhưng khí huyết trên người lại tràn đầy. Hỏa Linh Tông Hỏa Linh Tử bái kiến thượng sứ. Hỏa Linh Tử vội vàng kéo ống tay áo Thần Hỏa Kỳ Lân, hướng về phía nơi xa cung kính lại một cái. Tiêu Phàm ở đâu? Nếu ngươi dám lừa gạt bản tọa. Lục Kinh Long sát khí nặng nề nhìn Hỏa Linh Tử. Những ngày qua, ông ta vẫn một mực vì truy sát Tiêu Phàm mà sứt đầu mẻ chán, nhưng mà Tiêu Phàm ngay cả chút hình bóng đều nhìn không thấy. Là ngươi đang tìm ra sao? Hỏa Linh Tử chưa kịp mở miệng, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng đã từ đằng xa truyền đến. Hửm! Lông mày Lục Kinh Long hơi nhíu lại, cuồn cuộn uy áp bao phủ từ người ông ta lan ra, bao phủ cả ngọn núi này, thực lực của cổ thần cảnh đỉnh phong đã triển lộ hoàn toàn. Hỏa Linh Tử nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, trán rịn ra mồ hôi nhỏ giọt, mặc dù ông ta cũng là cổ thần cảnh, nhưng đứng trước uy áp của Lục Kinh Long thì vẫn có chút không thở nổi. Thần Hỏa Kỳ Lân thì còn tốt, bất quá hắn cũng tỏ vẻ khó chịu nổi, con người lại nhanh chóng tìm về phía phát ra thanh âm. Không trung phía sau núi có một bóng người áo đen đứng lơ lửng, đó là một người thanh niên, hai tay ôm ngực, thần sắc đạm mạc nhìn về hướng đá người bên này. Là Tiêu Phàm. Một tên hạ nhân của Lục Kinh Long kinh hỉ hét lớn, hận không thể lập tức xông lên chém Tiêu Phàm thành tám khối. Danh con, ngươi rốt cục cũng chịu ra, lần này để xem ngươi chạy chỗ nào. Lục Kinh Long gầm thét một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, một vệt sáng kích xạ về phía Hỏa Linh Tử, nói lớn, ngươi khá lắm, trọng thưởng. Đa tạ thượng sứ. Trên mặt Hỏa Linh Tử tỏ ra vui vẻ, giương tay vồ một cái, chỉ thấy một cái nhẫn càn khôn xuất hiện ở lòng bàn tay ông ta, nhìn lướt qua, bên trong dĩ nhiên chứa đựng vô số thiên tài địa bảo. Trong mắt ông ta, cho dù mất đi chí tôn phần thiên viêm mà lấy được những vật này cũng đã đủ. Huống chi, Tiêu Phàm tiến vào Hỏa Linh Động, không chắc đã thật sự chiếm được chí tôn phần thiên viêm. Thậm chí có khả năng căn bản không thể phát hiện ra chí tôn phần thiên viêm. Thần Hỏa Kỳ Lân cũng thở dài một hơi, chỉ cần Lục Kinh Long không tiến vào Hỏa Linh Động thì sẽ không thể phát hiện ra chí tôn phần thiên viêm. Đồng dạng, chỉ cần Tiêu Phàm không chết, thì nó sẽ có hy vọng lấy lại được chí tôn phần thiên viêm kia. Chạy ư? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Lục Kinh Long, hiện tại hắn cũng đã ổn định ở cổ thần cảnh trung kỳ, dù cho chính diện giao phong thì cũng có thể đánh một trận với Lục Kinh Long, làm sao hắn có thể chạy đây? Dù cho hắn không giết chết được Lục Kinh Long, thì cũng có thể xử lý những kẻ bên người Lục Kinh Long, xem như vẫn thu được chút lợi. Danh con, lần trước chọc mệnh thiên vĩ cứu được ngươi một mạng, là vận khí của ngươi, lần này không những ngươi phải chết mà tất cả người trong đệ nhất thành của ngươi đều không thể thoát được, cho dù là U Vân Phủ thì cũng phải bị tiêu diệt. Lục Kinh Long sát khí bừng bừng quát lớn, đưa tay tung ra một chiêu, người bên cạnh ông ta bỗng nhiên lao đi khắp mọi hướng, bao vây Tiêu Phàm vào chính giữa. Tiêu Phàm lại vẫn bất vi sở động. Ánh mắt một mực rơi vào trên người Lục Kinh Long, về phần những kẻ chung quanh thì hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn tới. Tiêu Phàm lại không trốn ư? Sắc mặt Hỏa Linh Tử ngưng trọng lại, nếu đổi lại là ông ta thì đoán chừng đã chạy từ sớm. Thần Hỏa Kỳ Lân lại khẽ nhíu mày, hắn có cái nhìn khác với Hỏa Linh Tử, khí tức trên người Tiêu Phàm vô cùng nội liễm, hiện tại hắn cũng nhìn không ra Tiêu Phàm có tu vi thế nào. Bất quá, hắn cảm giác Tiêu Phàm còn mạnh hơn so với khi ở trong Hỏa Linh Động trước đó. Hay là chúng ta đi thôi? Thần Hỏa Kỳ Lân nói nhỏ. Đi. Hỏa Linh Tử hơi hơi nghi hoặc nhìn Thần Hỏa Kỳ Lân, dù cho Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh thì cũng không thể nào là đối thủ của thượng sứ, lần này hắn có chắp cánh cũng khó mà thoát nổi. Ta cũng đã nói với ngươi rồi, có đi hay không là chuyện của ngươi. Thần Hỏa Kỳ Lân nhàn nhạt lưu lại một câu, sau đó bèn vội vã lao đi. Nếu như không phải vì mình đã chiếm cứ thân thể Hỏa Kỳ, thì Thần Hỏa Kỳ Lân căn bản sẽ không thèm để ý tới phụ thân của cái xác này. Sự tình đã đến nước này, hắn cũng coi như đã hết lòng giúp đỡ đối với Hỏa Linh Tử,
Về phần Hỏa Linh Tử có nghe hay không thì không liên quan đến hắn. Kỳ Nhi. Hỏa Linh Tử quát nhẹ một tiếng, ông không nghĩ đến Nhi Tử lại dám nói chuyện với mình như thế. Nhìn theo bóng lưng Hỏa Kỳ rời đi, ông không khỏi co mày. Nhưng mà, Hỏa Kỳ lại cũng không quay đầu lại, chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Tông chủ, xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, một đám trưởng lão của Hỏa Linh Tông nhao nhao đi tới, kinh ngạc nhìn lên không trung rồi hỏi. Kia không phải là Tiêu Phàm sao? Hắn lại đắc tội với ai? Nhỏ giọng một chút, đó là thượng sứ của Thiên Võ Thần Sơn, đoán chừng chính là vì đuổi giết Tiêu Phàm mà đến. Cái tên ma đầu Tiêu Phàm này, lần trước hắn diệt Lâm gia, Hỏa Linh Tông ta không tìm hắn gây phiền phức cũng thôi đi, hắn vậy mà còn dám đắc tội với cả thượng sứ Thiên Võ Thần Sơn. Lần trước nghe nói hắn đã chạy trốn, lần này, đoán chừng có chắp cánh cũng khó mà thoát. Các vị trưởng lão Hỏa Linh Tông nháy mắt đã nhận ra đám người trên không trung, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không ít người lộ ra ý cười trên nỗi đau của người khác. Trên không trung, Tiêu Phàm bỗng nhiên trở nên băng lạnh, ta đắc tội với Lục gia ngươi mà thôi, liên quan gì tới Đệ Nhất Thành và U Vân Phủ. Hừ, kẻ dám ngỗ nghịch với Thiên Võ Thần Sơn thì sẽ có kết cục này. Lục Kinh Long khinh thường vô cùng, không sợ nói cho ngươi, từ hai ngày trước, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng đã diệt Đệ Nhất Thành, hiện tại tính toán thời gian đoán chừng ngay cả U Vân Phủ cũng đã bị tru diệt. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Tiêu Phàm băng lãnh, nắm đấm vang lên kèn kẹt. Hắn không nghĩ đến chuyện mà bản thân một mực lo lắng cuối cùng vẫn phát sinh. Bản tọa nói Đệ Nhất Thành đã bị hủy diệt, U Vân Phủ cũng sắp hủy diệt, nói cho ngươi là muốn ngươi chết được thống khoái. Lục Kinh Long nghe răng cười lớn, nhìn thấy Tiêu Phàm phẫn nộ, trong lòng ông ta liền vô cùng sảng khoái. Lục gia ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, lấy nô diệt chủ thì cũng thôi đi, U Vân Phủ đoạt được danh hiệu đệ nhất lần này, theo lý nên nhận được sự che chở của Thiên Võ Thần Sơn, ngươi lại có thể mặc cho Huyền Thiên Kiếm Tông xuất thủ. Huống hồ, ngươi đã hứa hẹn trước mặt mọi người, ngươi sẽ không ra tay với Đệ Nhất Thành và U Vân Phủ. Tiêu Phàm mặt như băng xương, khí tức đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, trên trán nổi đầy gân xanh. Tức giận rồi. Lục Kinh Long khinh thường mà nhìn Tiêu Phàm, bản tọa đã hứa hẹn thì lại như thế nào, Thiên Vũ vực vẫn là do Thiên Võ Thần Sơn ta định đoạt, diệt một thế lực tam lưu nho nhỏ của ngươi mà còn phải thưa thốt với ai hay sao? Về phần U Vân Phủ, ngươi yên tâm, kết quả của Thiên Thần bảng tranh đoạt, hiện tại đoán chừng còn đang trên đường mang đến Thiên Võ Thần Sơn. U Vân Phủ diệt bị diệt xong xuôi thì nó hẳn là mới đến, ha ha. Lục Kinh Long càn rỡ cười to vang vọng khắp trời xanh, nhìn thấy Tiêu Phàm lộ vẻ dữ tợn. Ông ta lại không nhịn được bổ sung một câu, đúng rồi, quên nói cho ngươi, diệt Đệ Nhất Thành ngươi cũng không phải Lục gia mà là Huyền Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên Kiếm Tông trả thù cho thiếu tông chủ của họ, có vẻ như cũng chẳng có chỗ nào không đúng. Lục gia, khá lắm. Con ngươi đen kịt của Tiêu Phàm hiện ra lãnh quang, lạnh giọng nói, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần Tiêu Phàm ta còn sống, tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ diệt cả tộc ngươi, ngay cả một con chó đều không buông tha. Giết hắn. Lục Kinh Long giận tím mặt, vung tay lên, dẫn đầu phóng tới chỗ Tiêu Phàm. Ông ta mang đến mười mấy vị cường giả cổ thần cảnh, nghe vậy thì ai ai cũng tuôn ra khí tức cùng bạo, hùng hổ lao về đánh giết về phía Tiêu Phàm. Oanh! Lúc này, vị trí của Tiêu Phàm đột nhiên nổ vang, lấy hắn làm trung tâm, năng lượng dao động vô pháp vô thiên dập dờn mà ra, hư không cuốn lên vô số cuồng phong. Cổ thần cảnh trung kỳ. Lục Kinh Long cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Phàm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mấy ngày trước, Tiêu Phàm vẫn chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, lúc này mới bao lâu mà hắn liền đột phá cổ thần cảnh trung kỳ rồi. Đột phá cổ thần cảnh, một bước là một trọng, tiểu tử này sao lại có thể nhảy vọt ba cấp? Cổ thần cảnh trung kỳ. Phía dưới, sắc mặt đám người Hỏa Linh Tử cũng đại biến, khí tức ghê sợ như thế, phóng tầm mắt khắp toàn bộ Hỏa Linh Tông cũng không có bất luận kẻ nào địch lại nổi. Lúc này Hỏa Linh Tử mới nhớ tới lời mà thần Hỏa Kỳ Lân đã nói trước khi rời đi, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hét lớn, đi mau. Các vị trưởng lão không biết vì sao, bọn họ nghĩ đến bản thân trước đó còn đang chế nhạo Tiêu Phàm, trong lòng liền hối hận không thôi. Đi! Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được, tất cả đều phải chết. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, một đám vòng xoáy đen từ trên người hắn bộc phát mà ra, nháy mắt đã bao phủ mười mấy vị cường giả cổ thần cảnh ở bên trong, theo sát mà đến là từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp trốn. Khí thế của Tiêu Phàm nhất thời có một không hai, giống như một vị ma vương vang danh thiên hạ. Một đám vòng xoáy đen điên cuồng như cối xay thịt, quấy cho nhưng tên cổ thần cảnh kia vỡ nát. Cho dù là cổ thần, cảnh hậu kỳ thì ở trong tay hắn cũng không có bất luận sức phản kháng gì, đây chính là thực lực hiện tại của Tiêu Phàm. Cho dù là Lục Kinh Long thì hắn cũng dám chính diện đối kháng, huống chi chỉ là thủ hạ của ông ta. Vẻn vẹn không đến một cái hô hấp, đám cổ thần cảnh mà Lục Kinh Long mang đến đều triệt để không còn chút âm thanh, hiển nhiên đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Không có khả năng, sao ngươi có thể mạnh như thế? Mắt Lục Kinh Long lóe qua vẻ kinh hoàng, cho dù là ông ta, thì cũng không có khả năng dễ dàng chém giết toàn bộ giám thủ hạ,
trong nháy mắt như thế. Phải biết, trong đám thủ hạ mà ông mang đến còn có một vị là cổ thần cảnh đỉnh phong, nếu như muốn trốn, cho dù là người đồng giai muốn giết hắn thì đều không có khả năng. Nhưng mà bây giờ lại bị Tiêu Phàm giết sạch trong một chiêu. Phía dưới, tu sĩ Hỏa Linh Tông cũng đều sợ đến choáng váng, đám người nghĩ đều không nghĩ, xoay người lập tức bỏ chạy. Hừ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, nào sẽ để cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. Hỏa Linh Tử vì giết bản thân mà cố ý gọi Lục Kinh Long tới, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cho người này. Hắn mở ra bàn tay, nhẹ nhàng lật một cái, phía trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một trường cương rộng lớn, giống như một mảnh trời sụp đổ ầm ầm ụp xuống. Đừng giết ta. Thượng sứ, cứu mạng. Mau trốn. Tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp hư không, lần lượt từng bóng người chạy trốn tán loạn khắp nơi. Trong đầu Hỏa Linh Tử cuối cùng hồi tưởng đến lời Thần Hỏa Kỳ Lân đã nói, ông rốt cục cũng hiểu được vì sao Thần Hỏa Kỳ Lân muốn rời đi, chỉ là ông không nghĩ đến, tên ma đầu Tiêu Phàm lại đáng sợ đến thế. Đáng tiếc, Tiêu Phàm xuất thủ tự nhiên là không lưu tình chút nào, bọn họ còn chưa chạy ra khỏi Hỏa Diễm Sơn thì trưởng cương khổng lồ cũng đã rơi xuống. Ầm em em. Một tiếng nổ vang, thiên băng địa liệt, Hỏa Diễm Sơn rộng lớn trực tiếp sụp đổ, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm quay cuồng, tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng bị tiếng nổ mạnh kia áp chế xuống. Lục Kinh Long mở to hai mắt nhìn một màn bên dưới, trong mắt lộ ra sợ hãi, ông ta đứng ở hư không, nhất thời không biết phải làm sao. Chốc lát sau, hư không mới dần dần bình tĩnh trở lại, bụi bặm bao phủ nửa phía bầu trời, Lục Kinh Long dùng lực linh hồn đảo qua, lại không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào còn sống sót, chết hết rồi ư. Một bàn tay lại trực tiếp hủy diệt một tông môn tam lưu, đây chính là thực lực của Tiêu Phàm hiện tại sao? Nếu như Lục Kinh Long toàn lực ứng phó có lẽ cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối chẳng thể nào nhẹ nhàng hời hợt được giống như Tiêu Phàm. Hung ác, không phải chỉ là hung ác bình thường. Mí mắt Lục Kinh Long cuồng loạn, hung uy bậc này thì dù là phóng tầm mắt khắp đám thiên tài trong Thiên Võ Thần Sơn, cũng không ai sánh bằng. Trong lòng ông ta đột nhiên có chút hối hận vì bản thân đã đắc tội Tiêu Phàm, sớm biết rõ thì nên lôi kéo hắn, thế nhưng bây giờ có muốn hối hận cũng đã không kịp. Tiêu Phàm sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hiển nhiên là không. Lục Kinh Long ột lòng muốn giết chết Tiêu Phàm, còn ngầm cho phép Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt Đệ Nhất Thành, cũng như đối phó với U Vân Phủ. Bây giờ Đệ Nhất Thành đã bị diệt, thù hận này, Tiêu Phàm chỉ hận không thể chém Lục Kinh Long thành tám khối, làm sao có thể từ bỏ ý đồ được đây? Giết hắn, nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Lục Kinh Long gầm thét trong lòng, khí thế cuồn cuộn từ trên người ông ta bộc phát mà ra. Một thoáng sau, thân hình Lục Kinh Long lóe lên, cầm trong tay một thanh trường kiếm chém xuống Tiêu Phàm. Kiếm khí đáng sợ gần như xé nát hư không, khủng bố đến cực điểm. Tiêu Phàm vẫn mang thần sắc lạnh lùng, không có bất cứ tia cảm tình nào, ở trong mắt hắn, Lục Kinh Long đã là một kẻ phải chết. Cổ thần cảnh đỉnh phong thì thế nào? Người Lục gia của Thiên Võ Thần Sơn thì lại như thế nào? Dám diệt Đệ Nhất Thành thì phải tiếp nhận lửa giận vô tận của ta, nhất định phải bỏ ra cái giá rất lớn. Thời khắc thấy kiếm quang sắp rơi xuống, Tiêu Phàm vung tay lên, 10 vòng xoáy đen bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên người hắn, mỗi vòng xoáy không lớn, cũng chỉ tầm mấy trượng mà thôi nhưng phát ra uy thế thì lại là không thể địch nổi. Keng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra đầy hư không như những lưỡi kiếm sắc bén gào thét, lít nha lít nhít, uy thế kinh người. Một kiếm này của Lục Kinh Long, mặc cho ông ta dùng lực như thế nào thì cũng lại khó thắng nổi. Trái lại thì vẻ mặt Tiêu Phàm cực kỳ đạm nhiên đứng ở nơi kia, một bộ phong khinh vân đạm, chỉ là ánh mắt màu đỏ tươi lại lộ ra sát ý vô tận, không có khả năng. Lục Kinh Long kêu lên sợ hãi. Ông ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi thực lực của bản thân lại không làm gì được một tiểu tử vừa mới đột phá cổ thần cảnh. Giết! Lục Kinh Long gầm thét một tiếng, thần lực quanh thân kích động, đáng sợ đến cực điểm. Quanh người ông ta cũng hiện lên một con thần long giữa hư không, thần long gào thét, khí thế trên người ông ta đột ngột tăng vọt. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân đối chiến với một tên tiểu tử cổ thần cảnh trung kỳ, mà lại không thể không thi triển ra tiên thiên thần thông. Đợi một thời gian nữa thì Tiêu Phàm sẽ còn mạnh đến mức nào? Tiên thiên thần thông ư? Tiêu Phàm hít hít hai mắt, sát ý không giảm đi chút nào, ngược lại càng thêm cường thịnh hơn mấy phần. Theo hư ảnh thần long xuất hiện, kiếm cương từ Lục Kinh Long tăng vọt, ngăn cản hơn 10 vòng xoáy nhao nhao nổ tung, hóa thành lợi kiếm loạn xạ. Thần long chạm. Lục Kinh Long dùng hết toàn lực hét vang một tiếng, hai tay dùng sức ép một chút, thần lực bành trướng như biển, kiếm cương lại một lần nữa rơi xuống. Không thể không nói, Lục Kinh Long cũng là người nổi bật trong số tu sĩ đồng giai, mặc dù không địch lại cường giả phong hầu. Nhưng thực lực của ông ta cũng vượt xa các cổ thần cảnh đỉnh phong khác. Nếu không ở Long Đằng Phủ khi cử hành thiên thần bảng tranh đoạt, những người khác cũng không chắc sẽ cho ông ta thể diện lớn như thế. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Lục Kinh Long, những vòng xoáy đã vỡ nát tựa như không hề liên quan tới hắn một chút nào. Giết ngươi đã đủ.
Lục Kinh Long cười lạnh liên tục, nhìn thấy kiếm cương sắp rơi vào trên người Tiêu Phàm, gương mặt ông ta chợt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Còn chưa đủ đâu. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, hắn đột nhiên phát hiện, cứ như vậy tùy tiện giết Lục Kinh Long thì khó mà phát tiết mối hận trong lòng. Hắn phất tay, lại thêm vòng xoáy xuất hiện, trước đó chỉ có 10 cái, bây giờ lại nhiều đến 50 cái, số lượng gia tăng đồng thời uy thế cũng bạo tăng trong phút chốc. Lục Kinh Long nhìn thấy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, vừa rồi còn không phải là toàn bộ thực lực của Tiêu Phàm sao? Ông ta nghiến răng nghiến lợi, kiếm trong tay run rẩy, dùng sức thêm lần nữa, nhưng mà khiến ông ta kinh ngạc là mấy chục vòng xoáy kia bắt đầu tăng lên. Hai tay Lục Kinh Long cầm kiếm cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy, trên trán rỉ ra mồ hôi, gân xanh như tiểu trùng ngọ nguậy, phía sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Chém cho ta! Lục Kinh Long run rẩy dữ dội nhưng vẫn mạnh bạo gào thét một tiếng, thần long sau lưng phẫn nộ gầm gừ, hai mắt muốn nứt ra, hận không thể lập tức chém Tiêu Phàm thành mảnh vụn. Ầm ầm! Một tiếng phá hủy kinh khủng cuồn cuộn truyền ra, trường kiếm lại cũng không chịu nổi uy áp ấy, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số lợi kiếm phóng ra khắp trốn. Đồng thời, Lục Kinh Long bị một lực kinh khủng đẩy ra, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bạn đang xem Sát Thần Vô Thượng tại kênh YouTube Recap Phim. Tiêu Phàm còn chưa chân chính xuất thủ, vẻn vẹn chỉ thi triển lực lượng thần thông mà đã ép tới mức ông ta không thở nổi. Ông không dám tin tưởng điều này là sự thật, nhưng mà, Tiêu Phàm không có ý định buông tha. Thân thể hắn theo vào, lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Chân hắn dẫm Thái Huyền Thần Du bộ nhanh giống như thuấn di, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước người Lục Kinh Long, mấy chục vòng xoáy đen nghiền ép mà ra. Phập, một cánh tay của Lục Kinh Long trực tiếp bị vòng xoáy xoắn nát, hóa thành xương máu vô tận bay vụt giữa hư không. Con người đen kịt của Tiêu Phàm băng lãnh đến cực điểm, sát khí tỏa ra từ hắn thâm trầm, chém giết Lục Kinh Long, hắn sẽ tận hết sức lực. Chốc lát sau, Lục Kinh Long bị vòng xoáy đen thần thông ngự triệt để bao phủ. Từng tiếng kêu thảm tiếng truyền đến. Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trong vòng xoáy. Tóc đen của hắn bay lên ở hư không, hắn giống như một người đứng ngoài quan sát, tựa hồ tất cả những thứ này không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Hư không chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt từ trong vòng xoáy lan ra, dù là cách xa hơn 10 dặm thì cũng có thể nghe thấy được. Ngay cả Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Lục Kinh Long không hổ là cường giả trong số đồng giai. Mấy chục vòng xoáy nghiền sát mà mấy tức qua đi đều chưa thể giết chết được ông ta. Phải biết, những người trước đó, chỉ vẻn vẹn một cái hô hấp liền bị chém giết hầu như không còn mảnh vụn nào. Tiêu Phàm, ta nhất định phải khiến ngươi chết không yên lành. Đột nhiên, một tiếng bạo hống từ cái trong vòng xoáy truyền ra, ngay sau đó, một vệt sáng xông ra khỏi mấy chục vòng xoáy ấy. Hửm! Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu, hắn không nghĩ đến Lục Kinh Long vậy mà còn có thể trốn được. Bất quá, nếu đã muốn giết chết ông ta thì Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho người kia chạy trốn, thân thể hắn nhanh chóng theo vào, một kiếm nổi giận chém ra. Keng! Một tiếng nổ vang thanh thúy, thân thể Lục Kinh Long bị đánh bay, nhưng mà một kiếm này lại không có chém chết được ông ta. Bên ngoài thân thể Lục Kinh Long đang mặc một bộ hắc sắc khải giáp phóng ra ánh sáng yếu ớt, ngăn cản một kiếm của Tiêu Phàm bên ngoài. Pháp bảo! Tiêu Phàm rốt cục hiểu được tại sao Lục Kinh Long có thể trốn thoát một kiếp này, hóa ra là vì ông ta nắm giữ pháp bảo. Đáng tiếc, cho dù nắm giữ pháp bảo thì cũng không ngăn cản được vòng xoáy đen vô khổng bất nhập kia, trên người Lục Kinh Long đã đầy thương tích, thụ thương cực kỳ thảm trọng. Danh con, ta nhất định sẽ lột da chóc thịt ngươi. Lục Kinh Long không phải đối thủ của Tiêu Phàm, ông ta chỉ có thể giận dữ quát mắng để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Ông ta mượn lực đạo từ kiếm của Tiêu Phàm, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hiện tại Lục Kinh Long cũng không muốn giao thủ trực diện với Tiêu Phàm nữa, ông ta chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi này. Ngươi muốn chạy sao? Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Thân thể như một đạo chớp lóe, nháy mắt đã xuất hiện cách Lục Kinh Long không xa. Lục Kinh Long nhìn thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần long sau lưng ông ta bỗng nhiên nổ tung, khí thế lại một lần nữa kéo lên, dưới chân đạp mạnh, nhanh chóng bỏ chạy ra hơn mấy trượng. Ông ta hoàn toàn không dám ngoái đầu trông lại, chỉ muốn thoát ly khỏi phạm vi công kích của Tiêu Phàm. Kẻ này quá mức quỷ dị, vừa mới đột phá cổ thần, cảnh mà lại có thể một bước tiến vào cổ thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn có thể thắng được cả mình. Nếu để cho Tiêu Phàm trưởng thành thì không biết sẽ còn đến mức độ nào, đoán chừng không phải là cường giả thần vương thì không thể trị hắn. Nếu ngươi đã muốn chạy, vậy ta liền để ngươi chạy. Tiêu Phàm lộ ra ý lạnh, tuy hắn nói như vậy, bất quá hắn lại nâng lên tay phải, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn bắn ra quang mang bạch sắc hình trăng lưỡi liềm, tập trung về phía Lục Kinh Long, khi xuất hiện một lần nữa thì đã trực tiếp chui vào mi tâm Lục Kinh Long. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta giận sôi, Lục Kinh Long căn bản không có sức để phản kháng. Nhưng mà, điều khiến cho Lục Kinh Long kinh ngạc là thân thể ông ta không có bất kỳ khác thường gì, nghĩ tới chuyện này, trên mặt ông ta bỗng lộ ra vẻ mừng như điên, nào còn dám ở lại chỗ này nữa. Trên người Lục Kinh Long phóng ra huyết quang,
hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng mà Lục Kinh Long thoát đi, lạnh giọng nói, ta nói muốn ngươi chết thì ngươi sẽ không sống được. Lời vừa dứt, Tiêu Phàm quét nhìn hỏa diễm sơn vỡ nát bên dưới một cái, trên người sát khí vẫn chưa từng biến mất. Hắn lấy ra một mảnh ngọc phù, bắt đầu liên hệ với người của Tu La Điện, rất nhanh đã nhận được đáp lại từ Ảnh Phong bọn họ. Công tử, Tu La Điện sớm được ngài nhắc nhở mà rời khỏi Đệ Nhất Thành, đa phần tu sĩ của Đệ Nhất Thành cũng đều rời đi, chỉ có một số ít người chết dưới tay tu sĩ Huyền Thiên Kiếm Tông. Giọng nói của Ảnh Phong truyền đến từ mảnh ngọc phù. Nói cách khác, vẫn có người chết. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm. Bên kia ngọc phù hơi hơi trầm mặc, hồi lâu mới nói, vâng, Đệ Nhất Thành phát triển tương đối nhanh, nhân khẩu đông đảo, có 600 vạn người chưa thể rời đi, toàn bộ đều đã bị Huyền Thiên Kiếm Tông giết chết. 600 vạn. Toàn thân Tiêu Phàm khẽ run, hắn được mệnh danh là sát thần nhưng lại chưa từng giết nhiều người như vậy. 600 vạn, đây đều là mạng người, không phải run rế, hắn không biết Huyền Thiên Kiếm Tông sao có thể hạ thủ được. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ thái cổ thần giới vô cùng tàn khốc, nhưng chuyện này vẫn vượt quá dự liệu của hắn, đơn giản là coi mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Công tử, ngươi không sao chứ? Thanh âm lo lắng của Ảnh Phong truyền đến. Ta không sao. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục lại suy nghĩ. Đúng rồi công tử, Tu La Điện ta nhận được tin tức, Huyền Thiên Kiếm Tông sau khi hủy diệt Đệ Nhất Thành, cũng đã chạy tới U Vân Phủ. Mặt khác, Cổ Linh Phái cũng bắt đầu ra tay với U Vân Phủ, chúng ta có cần hỗ trợ hay không? Ảnh Phong lại hỏi. Các ngươi không cần đi. Ngữ khí Tiêu Phàm băng lãnh đến cực điểm, sau đó thúc giục mấy đoạn linh hồn chi lực trên ngọc phù truyền âm, nói, tất cả mọi người Tu La Điện nghe lệnh, ta muốn trong vòng một ngày, Huyền Thiên Kiếm Tông, chó gà không tha. Vâng. Trong ngọc phù truyền đến mấy thanh âm, hiển nhiên là Tiêu Phàm đã truyền âm cho tất cả Diêm La. Lần này, Tiêu Phàm thật sự nổi giận rồi, Huyền Thiên Kiếm Tông dám giết 600 vạn tu sĩ của Đệ Nhất Thành, hắn liền dám nhổ sạch tận gốc Huyền Thiên Kiếm Tông. Công tử, ngươi thì sao? Ảnh Phong lại hỏi, có chút lo lắng cho an nguy của Tiêu Phàm. Ta không sao. Tiêu Phàm lắc lắc đầu đáp lại. Công tử bảo trọng. Ảnh Phong hít sâu một cái, cho dù cách xa chỉ có thể truyền âm bằng ngọc phù, hắn cũng có thể cảm nhận được sát khí từ trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thu hồi ngọc phù, mặt như băng xương, trong mắt lấp lóe sát quang, lạnh giọng nói, Huyền Thiên Kiếm Tông, ngươi dám giết ta 600 vạn đệ tử của Đệ Nhất Thành, ta liền dám giết tông diệt tộc Huyền Thiên Kiếm Tông ngươi. Giết chóc chân chính hiện tại mới bắt đầu. Bạch Ma, hạn cho ngươi trong vòng một ngày chạy tới U Vân Thiên Thành, còn dám lừa phỉnh ta, ta liền khiến ngươi thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc kệ Bạch Ma có thể nghe thấy được hay không, vẫn hạ mệnh lệnh này. Trong lòng hắn ít nhiều có chút thành kiến đối với Bạch Ma, lấy thực lực của Bạch Ma vốn không nên chỉ có thể ngăn lại lục đạo nhất mới đúng, chọc thiên hồng chết không tránh khỏi có liên quan tới Bạch Ma. Nếu như Bạch Ma có thể dùng toàn lực ứng phó, chọc thiên hồng cũng sẽ không bởi vì hắn mà chết. Đi tới giới này còn chưa giết thoải mái một trận, đã để bọn chúng đều tưởng rằng Tiêu Phàm ta rất dễ ức hiếp. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, sau đó bắt đầu lao đi về hướng U Vân Thiên Thành. Giờ phút này, trong một mảnh sơn cốc, Bạch Ma đang uể oải nằm dưới mặt đất phơi nắng, trong miệng ngậm một cây cò đuôi chó, trên mặt lộ ra nụ cười nhân tính hóa, tiểu tử kia hẳn là đã chết rồi nhỉ, Bạch Ma ta rốt cục đã khôi phục tự do. Vừa dứt lời, trong lòng nó đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng vang lên. Bạch Ma, hạn cho ngươi trong vòng một ngày chạy tới U Vân Thiên Thành, còn dám lừa phỉnh ta, ta liền khiến ngươi thần hồn câu diện. Đột nhiên, Bạch Ma giật thót tim, đứng vọt dậy tựa như gặp quỷ, trong mắt đều là vẻ không thể tin, không có khả năng, sao hắn còn chưa chết. Bạch Ma xác thực là đang tính kế Tiêu Phàm, nếu không lấy thực lực của nó, làm sao có thể bị lục đạo nhất cuốn lấy mãi đây. Nhưng nó không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại không chết, hơn nữa còn nhìn ra âm mưu của nó, nghĩ tới điều này, tim Bạch Ma bỗng chốc rơi lộp bộp. Mẹ nó, U Vân Thiên Thành ở đâu? Bạch Ma giận dữ mắng một tiếng, bỗng nhiên lao ra bên ngoài sơn cốc. Trong lúc này, ở một sơn cốc cách Hỏa Linh Tông không xa có một tòa đại điện, chính giữa đại điện là một vị lão giả đang ngồi. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra lão giả kia là ai, đó chính là Lục Gia Nhị trưởng lão, Lục đạo nhất. Hai bên đại điện có không ít tu sĩ, trên mặt ai ai cũng lộ ra vẻ cung kính, bọn họ tựa như đang đợi cái gì. Nhị gia gia, nhị thúc đã rời đi lâu như vậy, không có chuyện gì chứ? Lục Vô Trần không nhịn được mở miệng hỏi. Vô Trần, không cần lo lắng, tuy tên nhãi Tiêu Phàm kia mạnh, nhưng không có con chó kia thì hắn nhiều nhất, cũng chỉ là y thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Kinh Long muốn giết hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lục đạo nhất lắc đầu cười nói. Lục Vô Trần gật gật đầu, lại nói, không biết tin tức của tiểu tử kia là thật hay giả, nếu có thể bắt sống Tiêu Phàm, ta nhất định sẽ dốc xương lột ra hắn. Chọc Thiên Hồng dùng tính mạng mình thi triển ra năng lực thiên phú của hắn, dù Lục Vô Trần có vô trần chi thể. Mệnh cách cũng đã bị mệnh chọc chi khí gây thương tích.
Chọc Thiên Hồng đã chết rồi, y tự nhiên sẽ gom hết hận thù lên người Tiêu Phàm. Ta nghĩ, Kinh Long khẳng định cũng nghĩ giống như ngươi, sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Lục Đạo Nhất cười khẽ rồi gật đầu nói. Nhị thúc, cứu ta. Lời của Lục Đạo Nhất chưa dứt, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoài truyền đến, ý cười trên môi Lục Đạo Nhất nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Đây là giọng của nhị gia sao? Đám người bên trong đại điện nghe được tiếng cầu cứu kia, thì ai ai cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhao nhao phóng ra bên ngoài. Lục Đạo Nhất và Lục Vô Trần thì sớm đã biến mất ở trong điện. Bên ngoài, một tia huyết quang từ không trung rơi xuống phía dưới, trực tiếp rơi vào trước cửa đại điện. Lục Vô Trần tiến lên một bước, vội vàng đỡ lấy huyết ảnh kia. Huyết ảnh không phải ai khác mà chính là Lục Kinh Long. Giờ phút này ông ta máu me be bét khắp người, sắc mặt trắng bệch, tóc dài khô sơ, khôi giáp trên người đều hiện ra màu máu. Nhị thúc, đã xảy ra chuyện gì thế? Lục Vô Trần kinh ngạc nhìn Lục Kinh Long, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lục Kinh Long không phải đi truy sát Tiêu Phàm ư, tại sao lại biến thành cái dạng này? Không biết tại sao, trong lòng Lục Vô Trần có loại dự cảm không tốt. Ngay sau đó, con ngươi Lục Đạo Nhất kịch liệt co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Nhị gia gia, nhị thúc sao thế? Lục Vô Trần cũng không khỏi lộp bộp, vội vàng hỏi. Những người khác kinh ngạc mà nhìn Lục Kinh Long, bọn họ rất rõ ràng Lục Kinh Long có thực lực thế nào. Phóng tầm mắt khắp cửu phủ thập tam tông, nếu đấu đơn độc, thì trong đám cổ thần cảnh tuyệt đối không có mấy người là đối thủ của Lục Kinh Long. Dù là những nhân vật đã gần tiếp cận cấp bậc phong hầu như Thiên Đô phủ phủ chủ và Long Đằng phủ chủ thì cũng không có khả năng đánh ông trọng thương như thế. Nhưng bây giờ vết thương của Lục Kinh Long không phải là giả. Nếu như không phải có thể cảm nhận được hô hấp từ ông ta, thì mọi người đều sẽ tưởng rằng ông là một kẻ đã chết. Sắc mặt Lục Đạo Nhất khó coi đến cực điểm, thật lâu sau đó mới lắc lắc đầu nói. Kinh Long, là ai tổn thương ngươi, là con chó trắng kia? Là Tiêu Phàm, là tên tiểu ma đầu Tiêu Phàm. Giọng Lục Kinh Long hết sức yếu ớt, trên người ông ta huyết khí đang chậm rãi tiêu tán ra, vừa rồi chỉ còn là ý chí đang kiên trì. Bây giờ trở lại đại bản doanh của Lục gia, chút ý chí cuối cùng cũng tiêu tán, Lục Kinh Long đã nhịn không được nữa, ngay cả đứng đều không có bất luận khí lực gì. Nếu như không phải Lục Vô Trần nâng đỡ thì đoán chừng ông ta cũng sớm đã ngã trên mặt đất. Tiêu Phàm. Đám người còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng nhiều người như vậy lại làm sao có thể nghe lầm được đây, chỉ là Tiêu Phàm không phải mới chỉ ở cảnh giới thiên thần thôi sao, sao hắn có thể đả thương Lục Kinh Long? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Đạo Nhất rất muốn cứu lấy Lục Kinh Long, chỉ là thần lực của ông ta vẫn không thể nào đưa vào trong thân thể của Lục Kinh Long. Hắn đã đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, thực lực rất mạnh, người, đi theo ta đều đã chết. Lục Kinh Long dùng hết khí lực cuối cùng để nói ra. Đám người nghe vậy. Chỉ cảm giác trong lòng rung lên, toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. Lục Kinh Long đã mang theo mười mấy cổ thần cảnh, thế mà tất cả lại chết hết. Bên chỗ Tiêu Phàm có kẻ nào? Lục Vô Trần hỏi. Hắn chỉ có một người mà thôi. Lục Kinh Long cười thảm không thôi, tay ông ta gắt gao nắm lấy Lục Đạo Nhất, nói, nhị thúc, cứu ta. Lời vừa dứt, thân thể Lục Kinh Long đột nhiên mềm nhũn, giống như một bãi bùn nhão rơi xuống mặt đất, cũng không còn bất luận âm thanh gì nữa. Ông ta mở to hai mắt mang theo khẩn cầu mãnh liệt. Hai tay vẫn gắt gao tóm lấy Lục Đạo Nhất. Nhị gia, các vị trưởng lão của Lục gia giống to, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, Lục Kinh Long không phải chỉ thụ thương thôi ư, sao đột nhiên lại chết? Nhị thúc, Lục Vô Trần gào thét một tiếng, khí thế kinh khủng từ trên người y nở rộ mà ra, hai mắt đỏ tươi như máu giống như một con sư tử điên cuồng. Tiêu Phàm, Lục Vô Trần ta không giết được ngươi, thề không làm người. Lục Vô Trần ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm nổi giận chém đến nơi xa, một ngọn núi trực tiếp bị y dùng kiếm tiêu diệt. Thật lâu sau, Lục Vô Trần mới bình phục lại suy nghĩ, nhìn Lục Kinh Long đã chẳng còn chút động tĩnh gì, y rốt cục đón nhận sự thật này. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, trong lòng tất cả mọi người đều rất trầm trọng, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến Lục Kinh Long sẽ chết, ở trong tay một tu sĩ mới tấn cấp cổ thần cảnh. Nếu như không phải Lục Kinh Long, tự thân nói ra thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tin đây là sự thực. Nói đùa cái gì chưa, mấy ngày trước khi bọn họ truy sát Tiêu Phàm, thì Tiêu Phàm mới chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong. Lúc này mới vừa qua mấy ngày mà hắn đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, dù cho Tiêu Phàm có thể đột phá cổ thần cảnh, vậy cũng không thể nào giết chết được Lục Kinh Long. Tên kia chỉ là một tiểu tử tới từ thế lực tam lưu, có tài đức gì, mà có thể vượt giai chém giết thiên tài thế hệ trước của thế lực nhất lưu đây. Thật lâu sau, lệ khí cuồng bạo trên người Lục Vô Trần mới bình tĩnh trở lại, y kiểm tra một lượt thân thể Lục Kinh Long, thần sắc không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Y phát hiện mặc dù vết thương của Lục Kinh Long chẳng chịt, nhưng lấy tu vi cổ thần cảnh thì chút thương thế ấy hẳn là sẽ không tử vong mới đúng. Chẳng lẽ là linh hồn bị thương? Lục Vô Trần hồi tưởng đến thời điểm mới đỡ được Lục Kinh Long, khi ấy Lục Kinh Long cũng không giống như bị tổn thương linh hồn. Hơn nữa dù cho linh hồn bị thương thì cũng không thể dẫn tới cái chết.
hay là thần cách. Bàn tay Lục Vô Trần chạm đến mi tâm Lục Kinh Long, linh hồn chi lực tràn vào trong đó, khiến y thấy kinh dị là thần cách của Lục Kinh Long vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thần cách chưa bị hao tổn, thương thế trên người cũng không đủ để chí mạng, vậy thì tại sao Lục Kinh Long lại chết? Nhị gia gia, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lục Vô Trần thực sự không biết Lục Kinh Long tử vong như thế nào, y đành phải nhìn về phía Lục Đạo Nhất. Lông mày Lục Đạo Nhất một mực khóa chặt, tựa như rơi vào trong trầm tư, nghe được lời Lục Vô Trần hỏi thì ông mới lấy lại tinh thần, khí số của Kinh Long đã tuyệt. Khí số? Đám người lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ đều chưa từng nghe tới từ này. Các ngươi không biết cũng bình thường, thế nhân chỉ biết tới mệnh nguyên, đối với mệnh cách thì mệnh nguyên có thể gia tăng tuổi thọ, giúp cho người ta sống được càng lâu. Lục Đạo Nhất hít sâu một cái, thần sắc lấp lóe không yên. Dừng một chút, ông lại nói tiếp, bất quá, khí số mới là căn bản chân chính của một người. Cho dù thần cách, nhục thân, linh hồn đều hoàn hảo không có chút tổn hại, nhưng chỉ cần khí số hao hết thì chắc chắn sẽ phải chết, hết cách xoay chuyển, vốn không phải chuyện con người có khả năng vãn hồi. Đám người run lên, bọn họ đều không thể lý giải cụ thể khí số là thứ gì, nhưng đều biết rõ khí số đáng sợ tới nhường nào. Nói như thế, thần cách là do chính chúng ta quyết định, dù là thần cách bị hao tổn thì chúng ta cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để chữa trị. Lục Đạo Nhất thấy mọi người chưa hiểu rõ nên lại giải thích. Nhưng còn khí số, đó chính là thiên định, khí số hao hết tức là trời muốn ngươi vong, ngươi sao có thể đấu với trời được đây? Nhị gia gia, theo như người nói như vậy, khí số chỉ là sự tồn tại hư vô phiêu miểu thôi ư? Lục Vô Trần lộ vẻ mặt âm trầm. Không, nó thực sự tồn tại. Lục Đạo Nhất lắc lắc đầu, nói một cách vô cùng trịnh trọng, khí số mạnh, khí vận sẽ mạnh, chỉ là cụ thể như thế nào thì ta cũng không quá hiểu rất rõ. Nhị trưởng lão, chẳng lẽ cái tên Tiêu Phàm kia nắm giữ phương pháp hủy diệt khí số của người khác sao? Một vị cường giả cổ thần của Lục gia đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Những người khác nghe vậy thì cũng cau mày, nếu như Tiêu Phàm thật sự nắm giữ thủ đoạn này, vậy cũng quá đáng sợ. Hẳn không phải, khí số rất khó nắm lấy, đó chính là do thiên định, há lại có thể do một người tùy tiện cải biến. Lục Đạo Nhất khẳng định chắc chắn, hắn hẳn là có một món pháp bảo đặc thù nào đó, hoặc là mượn nhờ một loại lực lượng kỳ lạ gì đấy mới có thể làm được một bước này. Lập tức ông lại bổ sung một câu, bất quá mọi người vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Cái tên Tiêu Phàm kia nhất định phải mau chóng diệt trừ. Đám người gật gật đầu, trong mắt Lục Vô Trần càng là sát ý bành trướng, lạnh giọng nói, vô luận như thế nào, Tiêu Phàm cũng phải chết. Muốn cho hắn chết thì cũng không khó. Trong mắt Lục Đạo Nhất lóe qua vệt sáng, nói, tất cả mọi người chuẩn bị đi, theo ta tới U Vân Thiên Thành. Bên ngoài U Vân Thiên Thành, từng chiếc thuyền bay lơ lửng giữa không trung, giằng co lấy nhau, hư không càng có không ít tu sĩ đang kịch liệt đại chiến, trời xanh đều bị nhuộm thành màu máu, cảnh tượng hết sức bi thương. Xa xa nhìn lại, có thể rõ ràng nhận ra toàn bộ thuyền bay được chia làm ba nhóm thế lực, có một phương đứng sừng sững đứng về phía U Vân Thiên Thành, mà hai đại thế lực còn lại thì dồn toàn bộ khí thế cuồng bạo ép về hướng U Vân Thiên Thành. Hay cho một cái Thiên Thi Tông. Trong đó, trên một chiếc thuyền bay có một nam tử trung niên mặc chiến giáp đang lạnh lùng nhìn về thuyền đối diện, ngữ khí rét lạnh đến cực điểm, tựa như sự tình đã vượt ra khỏi dự liệu của gã. Nam tử trung niên nọ không phải ai khác mà chính là Huyền Cô Kiếm, tông chủ của Huyền Thiên Kiếm Tông. Gã đã sớm dự định đối phó với U Vân Phủ, âm thầm còn liên hiệp với các thế lực khác để bao vây U Vân Phủ. Sau khi nhi tử Huyền Bạch Y của gã bị giết, thì càng nhanh chóng phân phó chỉnh quân chờ đợi, tùy thời sẽ lên đường hủy diệt U Vân Phủ. Thế nhưng gã lại không nghĩ đến, Thất Tinh Phủ lại nửa đường từ bỏ đối phó U Vân Phủ, mà Thiên Thi Tông còn trực tiếp đứng ở phía đối lập với Huyền Thiên Kiếm Tông. Nếu như không phải Lục gia âm thầm giật dây Huyền Thiên Kiếm Tông đối phó với U Vân Phủ, thì Huyền Cô Kiếm tuyệt đối sẽ cho là hắn bị Thiên Thi Tông và Thất Tinh Phủ đùa bỡn. Còn may là Cổ Linh Phái vẫn không xé bỏ đồng minh, cùng xuất thủ đối phó U Vân Phủ với gã, giúp gã giảm đi rất nhiều áp lực. Tông chủ, cũng đã trôi qua vài ngày rồi, đoán chờ không chờ được Lục trưởng lão, ta thấy hay là mau động thủ đi. Trong mắt lão giả sau lưng Huyền Cô Kiếm bắn ra hàn quang bốn phía, sát khí nặng nề lên tiếng. Thiên Thi Tông bội bạc, tất nhiên sẽ bị thế lực khác khinh thường, huống hồ, bọn họ cũng chỉ mang đến 10 cường giả cổ thần cảnh. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì mau làm cho xong, chúng ta hãy tiêu diệt sạch chúng đi. Một lão già áo sam cũng lạnh giọng nói, không sai, tông chủ, chỉ cần diệt U Vân Phủ, cây đại thụ đứng sau Huyền Thiên Kiếm Tông sẽ có thể là Lục gia, đến lúc đó dù cho là Thiên Thi Tông, thì cũng chưa hẳn có thể làm gì được chúng ta. Lại trưởng lão khác cũng gật gật đầu cho ý kiến. Huyền Cô Kiếm cau mày, trong lòng không ngừng trầm tư, nhất thời gã cũng chưa đưa ra được chủ ý. Huyền tông chủ. Lúc này, một thanh âm vang lên bên tai Huyền Cô Kiếm, gã vội ngẩng đầu nhìn lại thì trông thấy bên trên một chiếc thuyền bay nơi xa, có một vị nam tử trung niên mặc chiến bào màu trắng. Chu trưởng môn. Huyền Cô Kiếm gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía nam tử trung niên nọ,
Người này chính là trưởng môn của Cổ Linh phái, Chu Thiên Tú, thực lực của hắn cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong. Huyền Tông chủ, kéo dài tiếp thì cũng không phải biện pháp, Cổ Linh phái ta sẽ ngăn lại Thiên Thi Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông của ngươi hãy nhân cơ hội diệt sát U Vân phủ, thế nào? Chu Thiên Tú trịnh trọng nói. Huyền Cô Kiếm âm thầm cười lạnh, cái tên Chu Thiên Tú ngược lại là tính toán thật hay, ngăn cản Thiên Thi Tông thì bọn họ căn bản không cần liều mạng, dù sao Thiên Thi Tông chỉ là vì nể ân tình của Tiêu Phàm mà đến. Nhưng Huyền Thiên Kiếm Tông muốn hủy diệt U Vân phủ thì sẽ phải thật sự liều mạng, U Vân phủ dù cho là cừu non đợi làm thịt, thì cũng sẽ thừa cơ mà cắn bọn họ mấy ngụm. Đang lúc gã do dự, đột nhiên nơi xa bay tới một chiếc thuyền bay, bên trên phát ra khí tức cường đại vô cùng, khiến cho sắc mặt tất cả mọi người ở đây phải cứng lại. Là Lục trưởng lão. Ánh mắt Huyền Cô Kiếm hơi hơi sáng lên, gã không nghĩ đến Lục đạo nhất lại tự mình dẫn người đến. Chẳng lẽ Lục đạo nhất chuẩn bị vi phạm hứa hẹn trước đó, tự mình ra tay xử lý U Vân phủ sao? Tất cả mọi người nghe đây, Tiêu Phàm giết trưởng lão Thiên Võ Thần Sơn, đáng bị Chu Di cửu tộc, U Vân phủ ẩn chứa tội nhân, cũng xét cùng tội. Lục đạo nhất còn chưa tới gần, thanh âm đã truyền khắp đất trời. Cái gì? Mọi người trợn to hai mắt, không dám tin tưởng vào điều mà bản thân nghe được. Mà tu sĩ U Vân phủ lại trở nên vô cùng bàng hoàng lên, Huyền Thiên Kiếm Tông và Cổ Linh phái đối phó với U Vân phủ cũng là chuyện dễ hiểu. Hiện tại ngay cả Thiên Võ Thần Sơn cũng muốn xuất thủ, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được đây? Bất quá điều khiến cho bọn họ tuyệt vọng còn ở phía sau, thanh âm của Lục đạo nhất tiếp tục vang lên. Kẻ dám đứng về phía U Vân phủ, xử tội như nhau. Lục đạo nhất lại nhìn về phía Thiên Thi Tông một cái, khí thế sát phạt bắn ra bốn phía, con người băng lãnh tập trung vào vị trí thuyền bay của Thiên Thi Tông. Huyền Cô Kiếm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ cần không có Thiên Thi Tông ở đó cản trở, Huyền Thiên Kiếm Tông và Cổ Linh phái muốn hủy diệt U Vân phủ hoàn toàn là chuyện dễ, như trở bàn tay. Thi hoàng tử đứng ở trên thuyền bay, sắc mặt vô cùng phức tạp, hắn đã đáp ứng Tiêu Phàm, chỉ cần hắn không chết thì sẽ cứu U Vân phủ. Nhưng hắn không nghĩ đến, sự tình phát triển đến mức độ này, Lục gia quá không biết xấu hổ, lại muốn tự mình động thủ. Thiên Thi Tông tuy mạnh, nhưng còn chưa cường đại đến mức có thể đối địch cùng Thiên Võ Thần Sơn, cho dù chỉ là Lục gia thì cũng đủ xóa bỏ Thiên Thi Tông. Thiếu chủ, một lão giả bên cạnh Thi hoàng tử khẽ nhíu mày, ông đã có tâm muốn nhượng bộ. Ông nhìn thấy Thi hoàng tử bất động, lại nói, thiếu chủ, chúng ta không đối phó với U Vân phủ cũng đã xem như hết tình hết nghĩa, ngăn cản Huyền Thiên Kiếm Tông thì không sao, nhưng tuyệt không thể đối địch với Thiên Võ Thần Sơn. Thi hoàng tử hơi nhíu mày, hít sâu một cái, tựa như làm ra một quyết định cực kỳ gian nan. Tất cả mọi người Thiên Thi Tông nghe lệnh, lui ra ngoài trăm dặm. Thi hoàng tử quát khẽ, thanh âm truyền khắp toàn trường. Vâng, thiếu chủ. Một đám trưởng lão khẽ thở phào, nhưng mà, bọn họ lại nhìn thấy Thi hoàng tử đột nhiên đạp không mà lên, cầm trong tay một thanh đại đao đứng giữa trời. Thiếu chủ, ngươi làm gì? Vị trưởng lão kia kinh ngạc mà nhìn Thi hoàng tử. Còn không chờ ông nói xong, Thi hoàng tử đã ngắt lời, người không thể thất hứa, ta đã đáp ứng Tiêu Phàm, chỉ cần ta không chết thì sẽ không thể nhìn U Vân phủ hủy diệt. Từ giờ trở đi, ta không còn là thiếu chủ của Thiên Thi Tông, các ngươi mau rời đi. Lời Thi hoàng tử nói âm vang hữu lực, vô cùng có khí phách, Tiêu Phàm đã từng giết người của hắn, hắn đã từng hận Tiêu Phàm thấu xương, nhưng về sau Tiêu Phàm lại nhiều lần cứu hắn. Hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn U Vân phủ bị hủy diệt. Sắc mặt một đám trưởng lão Thiên Thi Tông trưởng lão sắc mặt hơi hơi biến đổi, bất quá vẫn mang theo tu sĩ Thiên Thi Tông rời đi, bọn họ còn chưa có lá gan đối địch với Thiên Võ Thần Sơn. Về phần Thi hoàng tử, hắn chỉ lấy danh nghĩa cá nhân trợ giúp U Vân phủ, hơn nữa còn là chuyện đã từng đáp ứng Tiêu Phàm, tất cả những thứ này không hề liên can tới Thiên Thi Tông. Hừ, tự xưng là thiên tài, dù cho đột phá cổ thần cảnh thì có thể cản hai đại tông môn ta sao? Huyền Cô Kiếm khinh thường, phất phất tay nói, tất cả mọi người Huyền Thiên Kiếm Tông nghe lệnh, phá trận, giết không tha. Cổ Linh phái nghe lệnh, toàn bộ tu sĩ U Vân phủ, giết không tha. Chu Thiên Tú cũng vội vàng quát to, như thể sợ bỏ qua cái gì. Giết. Lúc này, trong U Vân Thiên Thành cũng xuất hiện 20 thân ảnh, trên thân ai ai cũng đều phát ra khí tức cổ thần cảnh, cường thế vô cùng. U Vân Thiên Thành suy nhược, nhưng trưởng lão lưu lại đảm nhiệm trên cơ bản đều là kẻ trung thành với U Vân phủ. Nếu không khi mấy thế lực lớn vây công U Vân phủ thì bọn họ đã sớm bỏ chạy. U Vân phủ ta chưa bao giờ ngỗ nghịch với Thiên Võ Thần Sơn, Lục gia ngươi lại ép người quá đáng. Bên ngoài đại trận của Thiên Võ Thần Sơn, một nam tử trung niên mặc hắc bào trợn mắt nhìn, sát tâm nổi lên. Ông thân làm U Vân phủ chủ, kỳ thật đã sớm nghĩ tới cục diện bây giờ, thậm chí cục diện tệ hơn nữa thì cũng từng nghĩ tới, chỉ là không ngờ Thiên Võ Thần Sơn lại tự mình xuất thủ, điều này khiến ông cực kỳ không cam lòng. Cha, không cần nói nhảm với chúng. Tu sĩ U Vân phủ ta cũng không phải bầy cừu non đợi làm thịt, cho dù chết thì cũng phải cắn xuống mấy ngụm thịt của chúng. Thanh Minh phẫn nộ quát lớn, nam tử mặc hắc bào hiển nhiên là phụ thân của hắn, Thanh Khung phủ chủ.
Thanh Minh vốn nghĩ rằng U Vân Phủ đoạt được vị trí đứng đầu thiên thần bảng tranh đoạt, thì có thể tránh được một kiếp, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến Lục Gia lại có thể vô liêm sỉ đến thế. Giết! Thanh Khung khẽ cắn môi, băng lãnh phun ra một chữ, dẫn đầu xông lên. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.